chương 641, em đói rồi. Tiểu đường, tới rồi, tô lạc hoành tinh mắt nhìn thấy đường khả hinh, lập tức nhiệt tình ngoắc. Trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, ngồi ở đầu, nghe tiếng gọi như thế cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đường khả hinh. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cô, bao gồm bác dịch lạnh như băng. Giờ mắt nhìn, đường khả hinh vốn cho rằng chỉ có mình và bác dịch cùng nhau ăn cơm, không nghĩ tới có nhiều người như vậy, hôm nay bởi vì mình vứt bỏ hạng mục quan trọng của Hoàn Á, có chút ngượng ngùng đi qua. Đi qua đi, lo lắng làm gì, Trần Mạn Hồng nhìn đường khả Hinh cười nói, nếu không phải tôi đang làm việc, tôi muốn đi qua ngồi một lát. À, chấm ngoặc kép, đường khả Hinh không có cách nào, chỉ đành có chút lúng túng tay sách theo áo khoác, nhẹ nhàng bước tới. Mọi người thấy đường khả Hinh đi tới, liền dối giết nhường vị trí, tô lạc hoành vốn ngồi ở bên trái trang hạo nhiên, lập tức nắm cái ghế rời đến ngồi bên cạnh lâm sở nhai, tay lập tức đưa vào tay trang, muốn sờ bắp thịt của anh. Này, anh đừng chán ghét, anh muốn sờ, tại sao không sờ tào anh kiệt, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai lập tức đẩy anh ra. Cậu ấy không đầy đặn, chấm ngoặc kép, tô lạc hoành rất mập mờ vươn tay, lại xoa xoa nhẹ bắp thịt của anh, muốn nhéo anh. Cút cút cút, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai không nhịn được bật cười. Hai người các người đừng chán ghét, ở trước mặt trẻ nhỏ đấy. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức vươn tay khẽ che khuôn mặt nhỏ nhắn xa xa, lại thật vui vẻ đút cho cô bé ăn một con tôm, mới nở nụ cười hỏi ăn ngon không? Ăn ngon, chấm than ngoặc kép, xa xa lập tức lại nhào vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, ôm hông của anh. Trang Hạo Nhiên cười lớn. Tổng Giám Đốc Trang, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng cho người mang cái ghế màu vàng, đặt ở bên trái Trang Hạo Nhiên, tự mình đặt xuống ba cái ly thủy tinh, cùng giao nĩa phòng ăn, mới mỉm cười nói, nhìn anh thích công chúa nhỏ này như vậy, tương lai vợ của anh sinh cho anh một cô con gái sao? Audio điện tử võ tấn bền Đường khả hình đứng ở một bên không lên tiếng. Trang hạo nhiên chỉ nở nụ cười, cắt một khối sườn cừu, đưa đến trong miệng xa xa, đút cô bé ăn xong, mới cầm khăn ăn săn sóc nhẹ nhàng lau miệng cho cô né, nói ăn từ từ, đừng chảy, muốn ăn cái gì nói với chú, chú lấy cho cháu ăn đường khả hình chậm rãi ngồi xuống hiện tại quả thật không nhịn được nhìn cô nhóc kia xa xa vừa nheo mắt cười nhai bít steak vừa rất ngọt ngào đưa ra bàn tay nhỏ bé ôm mặt trang hạo nhiên hung ác hôn một cái trang hạo nhiên lập tức nở nụ cười đẹp trai hấp dẫn nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của xa xa có chút khó hiểu nói sinh con gái thật tốt con gái chính là bảo bối đường khả hình hơi nhếch miệng có chút nhàm chán khinh bỉ một cái nếu như sinh con trai anh ném nó vào trong biển làm mồi cho cá đi tô lạc hoành không nhịn được bật cười nói vậy cũng không đến nỗi để cho nó đi làm đầu bếp đi không cần đọc nhiều sách tránh cho học hư đầu óc trang hạo nhiên cười nói lại nói đầu bếp đường khả hình nâng một ly nước uống một hớp lớn trễ như thế mới tới đây cô đi đâu bác dịch ngồi ở bên cạnh cô nhìn cô hỏi đường khả hình chậm rãi quay đầu nhìn anh mỉm cười nói có chút việc phải làm còn gần một tháng nữa thi đấu. Chấm ngoặc kép. Trong thời gian này nếu như không có chuyện, tăng thời gian, tôi châm cứu cho cô. Bác dịch nâng một ly rượu táo, uống một hớp nhỏ. Vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình khẽ gật đầu. Trang hạo nhiên quay đầu nhìn đường khả hình nở nụ cười nói, muốn ăn chút gì không? Ăn đi, hôm nay cậu chủ tô mời khách, đừng khách khí. Ờ, đường khả hình hơi cười nhìn tô lạc hoành, có chút kinh ngạc hỏi có chuyện tốt gì sao? hôm nay sinh nhật, ôi, lại già thêm một tuổi rồi, vào ngày này, tôi chỉ muốn hôn lưỡi với lâm sở nhai. Tô Lạc Hoành lại không nhịn được nghiêng đầu qua lâm sở nhai, muốn hôn anh. Cút, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai đẩy anh ra, tức giận cười nói, anh cũng không đi tìm người hôn, thực sự không chịu nổi, tiêu đồng cũng được. Đi đi đi, lúc này tiêu đồng mới vừa hết bận, đi vào chỗ ngồi ngoài trời, tức giận nói, ở trong mắt của anh ấy, tôi không phải là một phụ nữ. Tô Lạc Hoành lập tức nhìn tiêu đồng cười nói, nếu như chúng tôi xem cô là phụ nữ, cô sẽ phiền toái. Cút, tiêu đồng tức giận ngồi vào chỗ, lại nhìn anh nói, vậy mọi người xem tiểu đường cũng không phải là cô gái sao. Đừng nói những chuyện này có được hay không, chọn món ăn đi. Trang hạo nhiên lại đưa nước trái cây cho cô nhóc xa xa, hầu hạ cho cô bé như đầy tớ. Đường khả Hinh vừa cắt một chút bò bít tết nướng tiêu, chuẩn bị bỏ vào trong miệng ăn. Chú, cháu muốn miếng bít steak kia của chị. Xa xa đột nhiên chỉ vào miếng bít steak đường khả hình vừa muốn bỏ vào trong miệng, rất khiêu khích chu miệng nói. Trang hạo nhiên lập tức ngạc nhiên quay đầu nhìn đường khả hình. Đường khả hình đang há miệng ra, chỉ đành phải dừng lại cái nghĩa trong tay, miếng bít steak thơm nồng sắp đưa vào trong miệng. Cháu muốn ăn một phần sao, chú cắt cho cháu, Trang hạo nhiên bật cười muốn cầm nghĩa lên. Không, cháu muốn phần của chị, xa xa uốn éo người, làm nũng nói cháu chỉ muốn phần của chị. Trên mặt đường khả hình không lộ vẻ gì, lạnh lùng nhìn cô bé. Trang hạo nhiên nhìn xa xa quả thật mất hứng, liền quay mặt sang, hơi trưng cầu ý kiến nhìn đường khả hình. Đường khả hình nhìn anh một cái, trong lòng bị nghẹn lại rồi, nhưng đột nhiên nhìn người cả bàn ăn, mọi người đang mỉm cười nhìn chầm chầm vào mình, cô chỉ đành phải nhìn xa xa. Khuôn mặt cứng ngắc mỉm cười nói, xa xa muốn ăn sao, chị cho em ăn. Há miệng ra, xa xa lập tức giống như thắng lợi, thật vui vẻ ngẩng đầu lên, muốn ăn miếng bíp steak. Đường khả hình hơi nghiêng người tới trước, giơ miếng bíp steak, sắp đưa đến trong miệng xa xa, xa xa vừa muốn đóng miệng lại cắn ăn, cô lập tức đem bíp steak nhét vào trong miệng của mình, nhai rất ngon. Tất cả mọi người sửng sốt nhìn cô, xa xa cũng trợn to hai mắt, kích động muốn phát tác nhìn cô. Đường khả hình vừa liếc mắt cười nhìn xa xa, vừa ngọt ngào nói, xa xa, em có thể không biết, nếu như trong tương lai em muốn làm cô dâu gả cho chú này sẽ phải hiểu thói quen của chú trước lúc chú đút đồ ăn cho người khác món ăn kia sẽ vào trong miệng của mình giống như động tác chị mới vừa làm mẫu em có lòng tin khi làm cô dâu của chú không có chấm than ngoặc kép xa xa lập tức chu miệng nói tốt hiện tại chị lại làm mẫu cho em một lần đường khả hinh cười rất ngọt ngào đứng lên hết sức lễ phép nói với trang hạo nhiên anh nhường chỗ một chút trang hạo nhiên sững sờ ngẩng đầu nhìn đường khả hinh nhường chỗ một chút chấm than ngoặc kép ngoài mặt đường khả hinh cười nhưng trong lòng không cười hàm răng đang đánh lách cách lại nói hết sức lễ phép trang hạo nhiên nghe vậy không cách nào chỉ đành đứng lên sau đó đổi vị trí với cô đường khả hinh ngẩng khuôn mặt tươi cười ngồi vào chỗ của trang hạo nhiên sau đó mở mắt to giống như cô giáo nhà trẻ hết sức nhẫn nại nói tới đây bây giờ chị làm mẫu đúng động tác của chú em há miệng ra trước chấm than ngoặc kép. Dù sao xa xa chỉ là một đứa bé mới 5 tuổi, ngay lập tức ngẩng đầu lên, há miệng ra. Qua, wow, xa xa thật giỏi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức cầm nĩa lên, nhìn bíp steak trang hạo nhiên mới vừa cắt cho xa xa, sắp đưa đến trong miệng xa xa, sau đó lập tức nhét vào trong miệng của mình, nhìn xa xa liếc mắt cười nói, nhìn thấy không? Xa xa nhìn đường khả hình nhai rất thơm, cô bé trợn to hai mắt nói, giống như thấy được em nhất định không nhìn thấy rõ, uống ly nước trái cây. Đường khả hình lập tức nâng ly nước trái cây, sắp đưa đến trong miệng xa xa. Xa xa vừa muốn cúi đầu xuống uống. Đường khả hình lập tức mang cái ly về, mình uống ứng ực ứng ực hết ly nước trái cây. Mọi người yên lặng nhìn cô chầm chầm. Trang hạo nhiên ngồi ở một bên, nhìn cô như vậy, suy nghĩ xem có phải hôm nay mắng cô như vậy, cô tức giận hay không. Nhìn thấy không, bình thường chú của em chính là như vậy. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình lại nhiệt tình nhìn cô nhóc xa xa, mỉm cười hỏi. Xa xa gật đầu một cái. Em nhất định phải học nhiều hơn. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình mới vừa muốn cầm cái nĩa ghim bào ngư, nhưng phát hiện năm con bào ngư lớn, vẫn còn đặt nguyên ở trong đĩa. Cô liền nhìn Trang Hạo Nhiên, nhanh chóng nói, cắt bào ngư đi. Giống như mới vừa rồi anh đút con bé. Mau lên. Trang Hạo Nhiên có chút xứng sờ đưa ngón trỏ ra, sờ nhẹ sống mũi cao của mình mọi người đang im lặng nhìn mình, chỉ đành phải cầm nĩa lên, nhẹ nhàng cẩn thận cắt ra vài phần bào ngư lớn bày ra ở trước mặt mình. Cảm ơn, đường khả hình lập tức cầm nĩa lên, ghim một phần nhỏ, mặt nhìn cô nhóc xa xa, nheo mắt cười nói. Em nhất định phải trở thành cô vợ nhỏ ưu tú của chú, há miệng ra, a à. Chấm ngoặc kép, cô nhóc xa xa liền há miệng ra, ngẩng đầu lên. Đường khả hình lại nhanh chóng đem bào ngư đem bỏ vào trong miệng mình, ngay trước mặt xa xa, từng phần, từng phần, từng phần, nhai thật vui vẻ. Bọn tô lạc hoành trợn tròn mắt nhìn cô. Trang hạo nhiên thật im lặng nhìn cô. Là la la la, là la la la, là la, la la la. Chấm ngoặc kép, đường khả hình bắt trước xa xa hôm nay hát bài ca hôn lễ, lại nheo mắt cười, giờ càng cua Nhật Bản, dùng sức một cái, thịt cua bung ra, tỏa ra mùi vị hết sức hết sức thơm tho. Cô lại vui vẻ chấm thịt cua vào nước sốt ở bên cạnh, nói, nào, bây giờ bắt đầu, chúng ta làm mẫu chú đút thịt cua cho em ăn như thế nào nha. Chấm than ngoặc kép, một phần thịt cua đột nhiên đưa đến bờ môi cô. Đường khả hình đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ giờ càng cua hết sức to dài đã lột vỏ xong, có chút dịu dàng mỉm cười đưa đến bờ môi cô, nói, bình thường chú hơi chút hư, nhưng... Lúc đút người ăn thịt cua, thật sự không có hư. Ăn đi, chấm ngoặc kép đường khả hình im lặng nhìn anh. Hả, Trang Hạo Nhiên lại giờ thịt cua đưa đến bờ môi cô, muốn đút cô. Ánh mắt đường khả hình hơi thoáng qua chút kích động, lập tức miễn cưỡng nói không cần, liền cầm cái gắp trong tay anh, lại xoay người nhìn xa xa, lại muốn trêu chọc cô bé. Chị, chấm than ngoặc kép, bàn tay nhỏ bé của xa xa vỗ mặt bàn ăn, ngẩng đầu kêu to, em đói rồi. Chấm than ngoặc kép, chương 642, Moscato. Đói bụng rồi, biết là tốt rồi, sau này ăn cái gì, phải nhớ kỹ lời của chị, tự mình làm lấy, cơm no áo ấm. Nếu muốn chú cưới em làm vợ, thì phải hiểu chú sẽ không đút cơm cho em ăn cả đời, em phải học tự mình ăn cơm, như vậy người khác mới thương em, sẽ yêu em hơn. Hiểu chưa, đường khả hình lập tức dậy dỗ Xa xa bĩu môi, vẻ mặt buồn bực, không nói lời nào. Tự cầm dao nĩa, chấm than ngoặc kép, đường khả hình hít mắt nhìn xa xa, nhanh chóng ra lệnh. Sa Sa không cam lòng, cầm nghĩa lên. Muốn ăn cái gì tự mình ăn đi. Nếu như với không tới, có thể nhờ người giúp một tay, hoặc tự mình đứng lên. Khi còn bé, chị của em đâu có được người hầu hạ giống như em. Tham ăn no bụng coi là không tệ. Cố lên, Sa Sa thật giỏi. Chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh lập tức cười ngọt ngào, vỗ tay nói. Trang Hạo Nhiên dần dần lộ ra nụ cười, nhìn Đường Khả Hinh. Miệng Sa Sa vẫn vểnh lên nhưng vẫn ngoan ngoãn tự cầm dao nĩa ăn đúng rồi em từ từ lớn lên như vậy có thể gả cho chú rồi đường khả hình đột nhiên rất hả hê cười to xa xa vừa ghi món ăn vừa nhìn đường khả hình chằm chằm đường khả hình cũng liếc cô bé một cái biết cô bé không thích mình nhưng không có cách nào cô thoải mái đứng lên thấy mọi người đang lặng yên nhìn mình cô a à một tiếng có chút đỏ mặt nở nụ cười trang hạo nhiên vẫn ngồi ở một bên ngẩng đầu lên nhìn đường khả hình dịu dàng hỏi em đứng lên làm gì. Trả chỗ cho anh, người con bé muốn gả cũng không phải là em. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lạnh nhạt nói. Ngồi đi, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi ở chỗ cũ, vươn tay nắm nhẹ cổ tay của cô, kéo cô ngồi xuống. Đường khả hình không có cách nào, chỉ đành có chút xấu hổ ngồi xuống. Phốc, Tô Lạc Hoành ngồi tại chỗ, lại không nhịn được bật cười. Đường khả hình sửng sốt ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Hoành, Khả Hinh, cô có thể không biết tình hình ở nhà họ Trang. Chấm ngoặc kép, Tô Lạc Hoành ngồi ở đầu kia rất hài hước cười nói, lúc nhà họ Trang ăn cơm, bình thường đều là Trang phu nhân ngồi ở vị trí đó, bác Trang ngồi là vị trí của cô bây giờ, giống như vợ tổng giám đốc. Đường Khả Hinh mở chừng hai mắt. Trang hạo nhiên chỉ lặng lẽ nở nụ cười, đưa tay cầm một ly rượu seri hớp một ngụm nhỏ. Đừng lấy tôi ra đùa giỡn. Đường Khả Hinh cười xấu hổ, vội vàng nói. Ăn cái gì? Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn đường khả hình hỏi. Em tự ăn, chấm ngoặc kép, đường khả hình không nói gì thêm, chỉ dùng dao nĩa chọn một phần ốc hấp thơm ngát, bỏ vào trong miệng, nhai một chút, đột nhiên sửng sốt. Bác dịch ngồi ở một bên, nhàn nhạt nhìn cô, nói, mùi vị có gì không đúng. Đường khả hình không nói gì thêm, mà bưng ly rượu seri, hấp một ngụm nhỏ, nhất thời cảm giác ốc hấp phối hợp với rượu seri năm 1997, mùi vị không hợp nhau, ngược lại có cảm giác đắng đắng chát chát, cô khẽ nhăn mày, vẫn nuốt thức ăn trong miệng xuống, mới nói, lãng phí, thật sự ăn không ngon. Chấm ngoặc kép, cô chọn một chai, bác dịch nói. Đường khả hình nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bàn ăn dài rộng lớn, để hơn 10 chai rượu vang trắng và đỏ dùng để kết hợp với thức ăn, bởi vì tại chỗ đều là người chuyên nghiệp, cho nên phòng ăn cũng không có để cho chuyên gia hầu rượu tới phục vụ. Cô chậm rãi quét nhìn tất cả loại rượu. Bác dịch nhàn nhạt, nhạt nhìn cô, nói, gần thi đấu rồi, khứu giác là thứ quan trọng nhất đối với cuộc thi sau này. Trước tiên không cần nói đến nếm thử rượu, đến lúc đó, những già người Pháp nhất định sẽ bày ra các loại rượu vang trắng, đỏ khác nhau ở trước mặt của cô, sẽ hỏi cô các món ăn liên quan, càng muốn cô giải thích hoàn hảo có dám khảo thích chuyên nghiệp và mạnh mẽ, có dám khảo thích ngẫu hứng hơn, cô phải dựa vào vấn đề của bọn họ hỏi, có thể giải thích điều này. Đường khả hình có chút tinh nghịch nhìn bác dịch, mỉm cười hỏi, vậy anh thích loại nào? Hai mắt bác dịch lộ ra một chút không vui nhìn cô. Đường khả hình không dám lên tiếng nữa, chỉ rất nghiêm túc nhìn tất cả loại rượu trên bàn ăn, trong đầu nhanh chóng thoáng qua các kiến thức chuyên môn một lần, nhưng món ốc hấp này vẫn là mình nếm lần đầu tiên, không nắm được mùi thơm của nó, chỉ là cảm giác một mùi vị biển nồng đậm, chan chát, nương theo mùi thịt ốc tràn ra, mùi thơm hết sức hết sức kỳ lạ, cô chậm rãi đứng lên, hết lần này đến lần khác nhìn chai rượu vang trắng trước bàn. Trang Hạo Nhiên khẽ ngẩng đầu, hơi lộ ra nghiêm túc nhìn cô. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, nhưng vẫn vươn tay, muốn cầm một chai rượu mạch can. Xem ra, cô không châm cứu không được rồi, vị giác của cô đang bị thoái hóa. Bác dịch nhanh chóng nắm ly rượu trái cây, hơi uống một hớp, nói. Trong lòng của đường Khả Hinh chợt lạnh, trước kia anh đã từng nhắc qua khứu giác của mình sẽ bị thoái hóa, thật ra không có để ở trong lòng, sắc mặt của cô có chút tái nhợt cười nói, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Tôi vẫn ngửi được mùi, cảm thấy rất phong phú. Chấm ngoặc kép. Bác dịch cao mày không để ý tới cô. Trang hạo nhiên chỉ nhàn nhạt đứng dậy, nghiêng người tới trước cầm một chai rượu vang trắng Moscato Muscat của Pháp, nhanh chóng cầm dụng cụ mở chai, hết sức phong độ tao nhã xoay tròn dao xoắn ốc trong tay, hơi dùng sức xoay tròn, không đến bao lâu, chai rượu đã thông suốt, lại chen chai rượu vào trong thùng đá, chờ sau khi giải rượu xong, để cho đá khóa lại mùi rượu, mới nhàn nhạt giải thích nước ốc, bởi vì là ốc biển hấp cho nên vị càng mặn, hơn nữa có chút vị bột bột, bình thường sẽ chọn rượu vang trắng Moscato hoặc là rượu vang trắng Mountain KD. Bởi vì hai loại rượu ngọt này, có thể làm rượu vị chát chát ốc hấp sinh ra, làm cho nó trở nên thuận trơn và êm dịu. Hai loại mùi vị có thể sinh ra hiệu quả cộng hưởng, đưa tới cộng minh, giống như một đôi bạn ngọt ngào. Chấm ngoặc kép đường khả hình hơi kinh ngạc nhìn anh. Chú thật giỏi, chấm than ngoặc kép, xa xa lập tức đưa lên bàn tay nhỏ bé, vỗ tay bốp bốp bốp. Đường khả hình lập tức nhìn cô bé, liếc mắt cười nói có muốn chị chơi trò đút đồ ăn với em hay không. Xa xa lập tức không nói lời nào, cúi đầu cầm cái muỗng, ăn thịt cua xào. Nếm thử một chút, chấm ngoặc kép, bác dịch lạnh giọng ra lệnh. Đường khả hình lại nói lên nghi ngờ, không cần giải rượu một chút sao cũng không thay bình xử lý sao? bác dịch chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn cô nói uống đi. đường khả hình nghe vậy liền im lặng gật đầu chậm rãi cầm một cái ly hình dáng hơi nhỏ dài đặt xuống trước bàn ăn của mình lại cầm khăn tay trắng dùng thân phận chuyên gia hầu rượu chuyên nghiệp một tay cầm cổ chai một tay đỡ nhẹ đáy chai ướt đấm sau khi lau khô mới nghiêng thân chai rót trước cho mình một ly rượu moscato hơi vàng. moscato là giống nho lâu nhất lịch sử còn được gọi là nho muscat, ở Pháp, Italy, Hy Lạp cũng có trồng trọt, bởi vì giống nho này hương vị rất ngọt ngào, lượng đường cao gần 290 gram, có mùi thơm nho khô, hoa hồng, hoa trắng, quýt và mật ong, có thể làm người ta không nhịn được đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào, càng ngọt ngào như người đang yêu nhau. Loại rượu này là loại đường khả hình thích nhất, nhưng từ trước đến giờ cô chỉ dùng để phối hợp format. Bác dịch hơi ngẩng đầu lên nhìn đường khả hình nói, Cô Vĩnh Viễn cũng không có cách nào tưởng tượng mức độ yêu thích rượu vang trắng của người Pháp giống như người yêu của mình, cho nên bọn họ quen lắng nghe chuyên gia hầu rượu giải thích rượu vang trắng thì vẻ mặt lộ ra hưởng thụ tự nhiên vui vẻ, thậm chí thêm một chút cảm giác yêu thích của mình, không nói đến người khác, nói đến thầy giáo yêu mến của cô, ông ấy nổi tiếng lạnh lùng nhưng vẫn giải thích rất mềm mại, đến lúc thi đấu, cô nhất định phải quan sát điểm này cho kỹ. Đường Khả Hinh gật đầu, sau đó tay nắm ly rượu, dùng ngón cái ngón trỏ nắm nhẹ phía trên đế ly ba ngón tay chống đỡ ở phía dưới nhẹ nhàng vững vàng lắc thân ly cảm nhận mùi rượu moscato kỳ lạ theo gió tan ra cô lập tức kinh ngạc cảm nhận được mùi hoa màu trắng sữa vây xung quanh người nương theo mùi xả hương dưới đáy ly giống như đang muốn thoát ra cô mang theo tâm trạng kích động lại muốn lắc thân ly đừng tham lam bác dịch nhanh chóng nhắc nhở đường khả hinh im lặng không lên tiếng nín thở cầm nhẹ ly rượu hương vị ngọt ngào khẽ cúi xuống người nhẹ mùi rượu một chút, nhất thời một mùi hoa hồng nồng đậm, đang lấy phương thức xoay tròn, xoay tròn tỏa ra tình ý nồng đậm, vô cùng lãng mạn. Mùi nho khô ngọt ngào cũng theo đó mà đến với cô gái thanh xuân. Cô lập tức có chút mong đợi khẽ ngẩng đầu, hớp một ngụm rượu trong ly, hai mắt lập tức sáng lên, nhất thời cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống mạnh mẽ từ thiên nhiên mang đến cho mình, có một loại cảm giác nói không ra lời nhanh chóng bao lấy mình, nắm bắt chính xác loại cảm giác này, chấm than ngoặc kép bác dịch lạnh lùng nói. Đường khả hình khẽ nhắm mắt lại, khẽ mở đôi môi, hưởng thụ Moscato ngọt ngào trong miệng của mình, khoái trá tan ra, từng trận dịch rượu nồng đậm trơn bóng lại mềm mại, mịn màng như tơ nhanh chóng mang đi vị đắng chát của ốc hấp mới vừa lưu cho mình, làm cho nó tỏa ra mùi thơm đặc sắc. Giống như một đôi tình nhân đang theo đuổi nhau, phá tan trở ngại, rốt cuộc đến gần nhau, hòa vào nhau cùng ngắm nhìn nhau, vị ngọt ngào rung động này đến từ nội tâm, mang theo vô số mùi thơm trái cây, vây quanh thế giới của hai người như mộng ảo. Trong đầu của cô không khỏi hiện lên một hình ảnh, có một người đàn ông, ở dưới ánh mặt trời mãnh liệt sau giữa trưa, nhẹ nhàng ôm mình vào trong ngực, nở nụ cười đẹp trai nói anh cam tâm bị em trói buộc. Chấm ngoặc kép, sau đó, là cái ôm dịu dàng, cưng chiều, anh cúi xuống ngọt ngào nồng nhiệt hôn, đến nay còn nhớ rõ, mùi vị đầu lưỡi anh, trong vị chát lộ ra một chút ngọt ngào mềm mại, từ từ xua tan khổ sở cô đơn trong lòng mình một chút đau xót sông tới. Đường khả hình cầm ly rượu, chấp hai mắt mờ mịt, nước mắt chảy xuống. Mọi người cùng kỳ quái nhìn cô. Trời à, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút ngượng ngùng bật cười, vội vàng nhìn mọi người xin lỗi, khẽ hít lỗ mũi đỏ bừng, nghẹn ngào lau nước mắt trên mặt, miễn cưỡng nói, rượu này. Thật, quá kỳ lạ, ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Cô gái này, đứng trong gió biển mãnh liệt, cúi đầu rơi lệ nở nụ cười. Chương 643, nước suối chưa hết. Bữa ăn tối này, tất cả mọi người ăn vô cùng vui vẻ, cho đến 8 giờ vẫn chưa kết thúc. Thậm chí Tô Lạc Hoành gọi ca sĩ người Mỹ da đen nổi tiếng tới khách sạn, dựng khán đài tạm thời muốn ca hát, còn dùng đặc quyền gọi Nhã Tuệ tới, mọi người vô cùng náo nhiệt. Tiểu Nhu, cô gái ngốc này lo sợ trên đời này còn có người cô đơn, lập tức muốn vứt bỏ hết hoa bách hợp di chuyển ra khỏi phòng ăn, Lãnh Mặc Hàn nhìn cô khổ cực như vậy nên mang xuống cho cô con dán nhà anh còn tốt đó chứ tiểu nhu vừa ôm hoa vừa mở to mắt nhìn anh lãnh mặc hàn nhàn nhạt, nhạt nói gần đây không có nhìn thấy nó rất kỳ lạ hả có muốn tìm nó hay không tiểu nhu có chút căng thẳng nói ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép lãnh mặc hàn không nói nên lời nhìn cô tiểu nhu nghiêng đầu qua lại ôm hoa bách hợp đi về phía trước ở trong thế giới của cô bởi vì đầu óc của cô mốc quả thật động vật có thể cho cô cảm giác đáng tin hơn so với con người. Người anh em, chấm than ngoặc kép, lúc nhân viên đang dựng khán đài, chờ ca sĩ người Mỹ tới, Tô Lạc Hoành đón gió biển mãnh liệt, say đến đảo điên, rất thâm tình kéo cổ của Lâm sở nhai, nặng nề thở một hơi, giống như không có sai nói, anh nói xem. Nếu như không phải vì anh, hôm nay tôi gọi bao nhiêu minh tinh tới hả? Lúc này, nhã tuệ mới thay áo sơ mi không tay màu trắng, váy xếp ly màu xanh dương nhạt, sách theo túi sách màu trắng đi tới, liền nhìn thấy Tô Lạc Hoành vừa cầm ly rượu, vừa kéo cổ của Lâm Sở Nhai đang nói chuyện, cô sửng sốt. Chắc anh ấy say rồi chứ, còn nghe ca sĩ người Mỹ hát, Trần Mạn Hồng vừa đi vào phòng ăn thu xếp cho mấy người khách khác, vừa cười nói. Ôi, hôm nay Lâm Sở Nhai không say, tương đối bình tĩnh nhìn dáng vẻ Tô Lạc Hoành say ngất, cười nói anh muốn gọi minh tinh, có quan hệ gì tới tôi. Đó không phải là anh chỉ thích quản lý lưu sao cô ấy là cô gái đàng hoàng, chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành say thật. Mọi người có chút giật mình nhìn anh. Đường khả hình cũng ngồi ở một bên, sững sờ ngẩng đầu, nhìn tô lạc hoành. Nhã tuệ đã đỏ mặt không chịu được. Lúc này lâm sở nhai vừa vặn nhìn thấy lưu nhã tuệ đang đứng ở lối vào ngoài trời phòng ăn, anh lập tức có chút lúng túng kêu này này này, nói với tô lạc hoành, được rồi, được rồi, không nên nói chuyện lung tung. Anh say rồi. Tôi không có say, anh là đồ vô dụng, không phải bị người từ chối một lần, liền lười cùng tôi đi ra ngoài chơi. Có ý gì sao? Tô Lạc Hoành nặng nề thở dốc một hơi, vẫn say đến đỏ mặt nói, Tào Anh Kiệt, tên đàn bà thúi đi lấy vợ rồi. Lãnh mặc hàn thì ngày ngày ôm con rán ngủ, chỉ còn hai người đàn ông chúng ta, mẹ kiếp, anh thích phụ nữ đàng hoàng. Ném lại tôi một mình, có được xem là không có đạo đức hay không? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, lâm sở nhai há to mồm, nhìn người này mặt của nhã tuệ lại nhanh chóng đỏ bừng, nắm chặt dây sách tay. Người ta cũng không muốn anh, anh còn giữ trai tân làm gì? Chấm hỏi ngoặc kép, tô lạc hoành kêu to. Anh mới trai tân, không nên xỉ nhục tôi, lâm sở nhai tức giận muốn đẩy anh ra. Chờ đi, anh đi rồi, người ta cũng không cần anh, ngoại trừ tôi ra, còn có ai hả? Tô lạc hoành lập tức ôm chặt cổ của lâm sở nhai, mặt trôn ở trên cổ của anh, không ngừng cọ cọ. Xa xa ngồi tại chỗ, nhìn thật tò mò. Này, 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 này. Trang hạo nhiên tức giận che mắt của xa xa, nhìn về phía tên khốn tô lạc hoành nói, đừng tưởng rằng mẹ cậu sinh ra cậu thì cậu có gì giỏi đấy. Giỏi là mẹ của cậu, không phải cậu, đừng ở trước mặt trẻ con, dày vò loại chuyện này. Nếu thật muốn làm, cút xa một chút. Đừng nha, chú, cháu muốn nhìn. Xa xa lập tức muốn ngăn tay Trang Hạo Nhiên. Xa xa, không nên nhìn. Ngoan, Cháu cũng ăn gần xong rồi, chú đưa cháu về nhà, không chơi với bọn họ. Trang hạo nhiên nói xong, muốn đứng dậy. Bác dịch cũng chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói với đường Khả Hinh đi thôi. Chấm ngoặc kép. Vâng, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh biết hôm nay phải châm cứu, cũng đứng lên, nhưng vẫn hơi nghi ngờ hỏi đi đâu. Tôi ở tại nhà hạo nhiên, khẳng định sẽ châm cứu ở nhà hạo nhiên. Chấm ngoặc kép, bác dịch vứt khăn ăn xuống, uống vài ngụm nước chanh xong mới nói. À, đường khả hình trợn tròn mắt, có chút lúng túng nói, đi nhà tổng giám đốc. Không nên đâu, hay là đi nhà tôi. Bác dịch cao mày nhìn cô, nói tôi không đi tới nhà người xa lạ, không thoải mái. Chỉ là châm cứu, cô sợ cái gì? Đường khả hình khẽ cúi đầu không lên tiếng. Trang hạo nhiên nhàn nhạt nhìn cô một cái, mỉm cười nói, nhà anh có sư tử hay hổ à? Sao sợ như vậy? Đường khả hình im lặng không lên tiếng. Chú, chấm than ngoặc kép, ở trong tiếng ồn ào, xa xa ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên vui vẻ cười nói, bình thường xa xa sợ tối, đều là ba mẹ ôm cháu ngủ, tối nay chú phải ôm cháu ngủ. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nghe lời này, không nhịn được phì cười, cũng không lên tiếng. Chú, cháu muốn mà, cháu muốn mà, xa xa không ngừng lắc đầu, cố níu tay của anh, muốn, muốn. Đường khả Hinh lại không khỏi tức giận nhìn cô bé, mắt cũng híp lại trang hạo nhiên bật cười nói được 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 tối nay chú ôm cháu ngủ chú hiện tại cháu muốn ôm xa xa lập tức vươn tay tốt trang hạo nhiên chỉ đành phải tiến lên lại phát hiện bước chân có chút nhẹ đầu có chút choáng váng tối nay cậu cũng uống không ít hay là thôi đi tránh té người bạn nhỏ bác dịch biết rõ sức uống của trang hạo nhiên không có việc gì trang hạo nhiên nở nụ cười tiến lên ôm lấy xa xa véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, mới nói, đi thôi, bảo bối, chúng ta về nhà. Tốt, chấm than ngoặc kép, xa xa vui vẻ ôm cổ trang hạo nhiên, hung ác hôn xuống khuôn mặt đẹp trai của anh. Mọi người cùng nhau rời khỏi. Ôi, Tổng Giám Đốc, tại sao anh đi rồi? Tô Lạc Hoành lảo đảo muốn đi qua, muốn kéo trang hạo nhiên. Cút, không biết 10 giờ tôi buồn ngủ sao? Mọi người từ từ chơi đi. Trang hạo nhiên ôm xa xa, chào bọn Nhã Tuệ và Mạn Hồng, liền trực tiếp đi khỏi. Khả Hinh cũng nói tình hình với Nhã Tuệ một chút, cũng đi khỏi. Mấy người cùng Nhu rời khỏi phòng ăn, tất cả đều im lặng đi tới phòng tổng giám đốc. Bên trong thang máy, chú, xa xa ôm cổ trang hạo nhiên, như con quỷ con hỏi, gì xinh đẹp có đi qua nhà chú hay không? Đường Khả Hinh đứng ở một bên không lên tiếng. Không có, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên cười nói hai mắt đường khả hình chợt lóe lập tức cắn chặt môi dưới, tức giận nắm chặt túi sách. Chỉ có chị xinh đẹp tới nhà chú, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nói xong, không nhịn được nhìn đường khả hình. Mặt của đường khả hình hơi dịu lại, bác dịch hơi quay đầu, nhìn ba người này, đột nhiên cười cười nói, thật khó được quan hệ tam giác. Trang hạo nhiên im lặng cười nhìn bác dịch, ôm chặt xa xa nói, quan hệ tam giác. Một chút nữa có người đánh bể hủ giấm, Bác dịch ngẩng đầu lên nhìn thấy đã đến tầng lầu, phòng tổng thống mới sâu kín nói. Đường khả hình sướng sờ ngẩng đầu, nhìn bác dịch mới vừa muốn giải thích. Xa xa, cháu không thể ăn giấm của chị đâu, bởi vì sau này cháu là cô dâu của chú. Trang hạo nhiên lập tức cười nắm mặt của xa xa. Cái ót đường khả hình tê dại một trận, lại cắn răng nghiến lợi. Chú hiểu cháu nhất, chấm than ngoặc kép, xa xa lại ôm mặt trang hạo nhiên, hôn mạnh một cái cửa thang máy mở ra. Bác dịch đi ra trước, đường khả hình thở hồn hển sải bước đi ra ngoài, trang hạo nhiên mỉm cười ôm xa xa đi ra, đứng ở trước cửa, đưa ngón tay đè xuống, cửa mở ra, mọi người cùng đi vào. Tới rồi, xa xa, đây là nhà của chú. Trang hạo nhiên mỉm cười ôm xa xa, đặt lên ghế salon một người từ trước đến giờ mình vẫn ngồi, mới ngồi sổ người xuống, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nói, hôm nay mẹ của cháu đã cho người mang tới cho cháu rất nhiều rất nhiều quần áo đẹp và áo ngủ, còn có bài tập cháu phải làm trong hai ngày này. Một chút nữa tắm xong, sau đó làm bài tập xong, rồi đi ngủ nha. Chấm ngoặc kép. Không muốn làm bài tập, xa xa nhỏng nhẽo cúi đầu. Không làm bài tập sao được, không làm bài tập, tương lai không biết chữ, gả cho chú ở giáo đường, cháu cũng không biết đón xe. Trang hạo nhiên trêu chọc cô bé. Chật, đường khả hình lại khinh bỉ, đặt túi sách và áo khoác ở trên ghế salon có thật không xa xa trợn to mắt nhìn anh ừm chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên gật mạnh đầu sau đó cười rất đẹp trai đứng lên nói hiện tại để cho chị tắm cho cháu trước đường khả hình lập tức xoay người nhìn trang hạo nhiên cười một tiếng có chút ngạc nhiên hỏi nghĩa là sao ai tắm cho con nhóc em chẳng lẽ anh tắm sao trang hạo nhiên cười có chút xấu hổ nói ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép, trên mặt đường khả hình trôn một đống thuốc nổ, đây cũng không phải là con của em, cũng không phải con của anh, hiện tại em và anh không có một chút quan hệ nào, dựa vào cái gì bà cô phải giúp con bé tắm. Đường khả hình, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Em khát nước, đường khả hình lập tức đi vào phòng bếp, từ bên trong lấy ra một chai nước suối, mở cửa tủ lạnh, uống ừng ực ừng ực một hớp lớn, thấy vài chai nước trái cây dương đào nổi lên màu sắc xinh đẹp, cô nhìn mấy chai rượu trái cây nhớ tới ngày mưa cùng anh che dù trò chuyện vui vẻ đi về phía trước nhất là lúc anh ngồi xổm xuống ở trước mặt của ông già dùng dao nhỏ cắt mấy miếng thịt quả bỏ vào trong miệng nếm thử ánh mắt hấp dẫn nhấp nháy rất đẹp trai trong lòng của cô chua xót hai mắt nhấp nháy khổ sở nuốt nước mắt trở về còn muốn uống gì sao tiếng của trang hạo nhiên đột nhiên truyền đến cô lập tức cầm chai nước suối xoay người không muốn nữa nhưng thấy Trang Hạo Nhiên đã đứng ở trước mặt của mình, khoảng cách rất gần, rõ ràng cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực anh, tỏa ra khí nóng mãnh liệt, còn có cả người lộ ra cảm giác an toàn, trái tim cô đập thình thịch, ánh mắt lóe lên, không biết nên làm gì. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chỉ bước tới một bước, gần như dán vào người của cô. Đường Khả Hinh lập tức lui về phía sau một bước, thân thể sắp lọt vào trong tủ lạnh. Trang Hạo Nhiên lập tức vươn tay, kéo nhẹ hông của cô cảm thụ thân thể mềm mại của cô mặc áo sơ mi mỏng manh, cúi xuống dịu dàng nói, không lạnh sao. Dán gần tủ lạnh như vậy, chấm ngoặc kép, trái tim của đường khả hình lại đập thình thịch, tựa vào trong ngực của anh, cảm xúc cả người giống như sắp vỡ tung, nhưng vẫn đè nén trong lòng thật chặt, mặc cho nước mắt ứa ra. Trang hạo nhiên cúi xuống, nhìn khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô có chút ửng hồng, hai mắt ứa nước mắt, càng lộ ra mê ly động lòng người, cái miệng nhỏ nhắn, môi hình cung thật rất đẹp mắt, khẽ mở ra cũng rất đầy đặn, lóe ra ánh sáng trơn bóng và hấp dẫn. Anh chậm rãi cúi mặt xuống, giống như đôi môi mỏng hấp dẫn sắp chạm vào cánh môi đỏ mọng của cô. Hai mắt khả hình chợt lóe, trái tim giống như vỡ toang, lập tức vươn tay muốn đẩy anh ra. Không ngờ, Trang Hạo Nhiên chỉ nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô cầm chai nước suối, ngón tay trượt nhẹ mờ u bàn tay trắng nõn mềm mại đi xuống, cầm lấy cầm lấy chai nước suối trong tay của cô, ngẩng đầu lên uống một hớp lớn, mới xoay người đi khỏi, để lại một câu nói, mỗi lần tới nhà anh, uống nước suối chỉ uống một nửa, rất lãng phí. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, vội vàng nhìn anh. Trang hạo nhiên nhàn nhạt đi ra phòng bếp, vẫn ngửa mặt, theo thói quen trước kia, uống nước suối cô uống chưa hết, giống như thưởng thức được một chút mùi thơm trên môi cô, chảy vào cổ họng chợt cảm thấy tâm trạng kích động đã được đè xuống. chương 644, đầu heo. Lúc này thật rất giống như cả nhà vui vẻ. Trong lúc chờ nấu thuốc, bác dịch về phòng của mình trước, tắm rửa thay quần áo, thuận tiện xử lý kim châm, trang hạo nhiên trở về phòng ngủ của mình tắm nước nóng, mặc t-shirt màu trắng tay ngắn, quần tây màu trắng, vừa vẫy tóc ướt đấm của mình đi ra, vừa vô tình nhìn dưới lầu, ngạc nhiên suy nghĩ, hai người đâu. Trong khách phòng, đường khả hình ôm vai đứng ở bên giường, lạnh lùng nhìn xa xa. Xa xa cũng ôm vai đứng ở bên giường, ngửa mặt nhìn chằm chằm chị gái một chút cũng không làm người khác ưa thích. Màu hồng, đường khả hình nhìn cô, lạnh lùng nói. Màu trắng, xa xa kiên trì. Màu hồng, màu trắng, màu hồng, màu trắng. Đường khả hình thật sự không chịu nổi, lập tức cúi người xuống, cầm một đống lớn áo ngủ trên giường, trong đó một cái váy ngủ màu hồng thật đáng yêu, mở ra cho xa xa nhìn, hết sức hết sức nghiêm túc nói, rõ ràng cái áo màu hồng này đẹp hơn màu trắng. Xa xa cũng ôm lấy váy ngủ màu trắng mình thích, bĩu môi nói, rõ ràng bộ màu trắng đẹp hơn. Hôm nay chú của em mặc màu trắng, em cũng phải mặc màu trắng. Chật, đường khả hình bật cười, nắm chặt áo ngủ màu hồng, bất đắc dĩ nhìn xa xa nói, em chưa từng nghe qua một câu nói sao. Đừng luôn làm chuyện đàn ông thích, như vậy anh ta cũng sẽ không quý trọng em. Xa xa cao mày, suy nghĩ chuyện này. Đường khả hình cũng nhìn cô, nhiều mày nói, được. Bây giờ hỏi em, 3 x 8, cộng 2, lại trừ 2, lại trừ 2, bằng bao nhiêu? Xa xa lập tức cúi đầu, đưa 10 ngón tay nhỏ, giống như chia không đủ. Đường khả Hinh a hát một tiếng, nhìn cô bé nói, không biết sao. 22, bảo bối, chuyện này chứng minh, chị thông minh hơn em, hiểu không? Nghe chị không sai, mặc màu hồng, chấm than ngoặc kép. Cô không nói hai lời, liền nắm áo ngủ màu hồng, muốn kéo xa xa đi tới phòng tắm. Không muốn, em muốn mặc màu trắng chú nói thích cô gái đần đần, xa xa mở bỏ tay cô, bĩu môi, liều mạng ôm áo ngủ. Nghe lời, đường khả Hinh không muốn cô bé mặc áo ngủ màu trắng. Không muốn, xa xa vẫn không chịu. Trang hạo nhiên lập tức đẩy cửa ra, mất hồn nhìn hai người đẹp lớn nhỏ ở đó lôi kéo một cái áo ngủ, chị kéo em kéo, anh sửng sốt hỏi các người đang làm gì. Chú, cháu muốn mặc áo ngủ màu trắng, xa xa dầm chân nói màu trắng rõ ràng không đẹp bằng màu hồng. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhìn xa xa, kêu lên. Trang hạo nhiên xứng sở đi vào nhìn hai người, chị nhìn chằm chằm em, em nhìn chằm chằm chị, không ai nhường ai, anh có chút bất đắc dĩ nói có nghiêm trọng như vậy sao? Không phải là một cái áo ngủ sao? Đứa bé thích mặc cái gì thì để cho nó mặc đi. Chấm ngoặc kép. Vậy tại sao anh bảo em giúp con bé tắm? Đường khả hình đột nhiên quay đầu, tức giận nhìn anh nói. Trang Hạo Nhiên chớp mắt, nhìn cô thật sự quá nghiêm túc, anh không nhịn được cười nói, "Nhưng em giúp con bé tắm và để cho con bé lựa chọn quần áo ngủ của mình, không có xung đột mà. Nếu như con bé là con gái của em, em sẽ làm chủ để cho nó mặc váy nhỏ màu hồng." Đường Khả Hinh nói nhanh, "Nếu như con bé là con gái của anh, anh sẽ để cho nó tự nhiên lựa chọn." Trang Hạo Nhiên cười nói, "Nhưng con trai của anh, anh ném nó đi làm đầu bếp." đường khả hình lập tức nói tiếp ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép trang hạo nhiên không nói nên lời nhìn đường khả hình một lát mới bật cười nói làm đầu bếp không tốt sao làm một người thật trí tuệ giống như ông ngoại chấm ngoặc kép trong lòng đường khả hình chấn động trang hạo nhiên im lặng nhìn cô xa xa ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hai người này cô bé tròn mắt lẩm bẩm một tiếng lập tức cắn môi dưới ôm lấy áo ngủ màu trắng của mình rụt rụt cổ xoay người muốn đi vào trong Đường khả hình níu lấy cổ áo của cô bé, nói màu hồng. Chấm than ngoặc kép. Xa xa lập tức tức giận ngồi xuống sàn, có hai bàn chân nhỏ trống trơn, ôm quần áo ngủ màu trắng, ngẩng đầu khóc lớn, nước mắt lớn chừng bằng hạt đậu từng viên rớt xuống, kêu chị khi dễ em, chị thật đáng ghét. Chấm than ngoặc kép. Trang hạo nhiên thật sự thở dài một cái, quay đầu nhìn đường khả hình, bất đắc dĩ nói, được rồi. Để cho con trai làm tổng giám đốc cho công chúa nhỏ chúng ta một cơ hội lựa chọn chấm than ngoặc kép đường khả hinh nghe xong lời này mặc dù chưa hết giận nhưng vẫn kéo xa xa trên sàn muốn kéo cô bé vào phòng tắm chờ một chút chấm ngoặc kép trang hạo nhiên dịu dàng vươn tay nắm nhẹ bả vai của cô đường khả hinh sửng suốt quay đầu trang hạo nhiên từ trong tủ âm tường trong suốt trước giường lấy ra một bộ đồ ngủ thể thao màu trắng xoay người dịu dàng nhìn đường khả hinh nói đồ ngủ của em chấm ngoặc kép đường khả hình cúi đầu nhìn quần áo ngủ màu trắng cô hỏi tại sao là màu trắng đẹp mà chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn cô nói hai mắt đường khả hình ửng đỏ khẽ cắn chặt môi dưới nhưng vẫn vươn tay nhẹ cầm áo ngủ ôm vào trong ngực mau đi đi chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nở nụ cười nói đường khả hình nghe vậy liền im lặng kéo xa xa chân trần cùng nhau bất đắc dĩ đi vào phòng tắm Trang hạo nhiên giống như có chút xúc động nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ, không nhịn được mỉm cười, lúc cửa phòng tắm đóng chặt, anh nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng tắm, tựa vào bên tường, cúi xuống để nén kích động trong lòng. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nói trong vắt của xa xa. Em muốn ngồi bồn tắm. Em là con nít, không thể ngồi bồn tắm. Em muốn ngồi bồn tắm, chấm than ngoặc kép, không thể vào ngồi. Trang hạo nhiên không nhịn được cười. Bên trong phòng tắm, thân thể đường khả hình trần chuồng, trên trán bọc khăn chùm đầu màu trắng, nằm ở trong bồn tắm tràn đầy bọt, nhìn cô nhóc trước mặt. Xa xa cũng cởi chuồng thân thể nhỏ bé, trên trán lắc lắc khăn chùm đầu chị mới vừa bọc cho cô bé rất khó coi, bĩu môi, hết sức không khách khí nhìn chị. Nhìn cái gì vậy, đường khả hình chừng cô bé. Chị không nhìn em, làm sao chị biết em nhìn chị. Xa xa cũng kêu lên. Miệng em mọc răng chó sao, chấm than ngoặc kép đường khả hình tức giận vốc một chút bọt trắng hắt về phía xa xa a à, xa xa tức giận cũng vốc bọt lên hắt về phía đường khả hình chị xem em phản kháng thế nào đường khả hình không nhịn được cười ở trong bồn tắm vốc bọt hắt về phía xa xa vừa đúng nện ở trên mặt của cô bé a à, chấm than ngoặc kép xa xa quát to một tiếng đưa bàn tay nhỏ bé non nớt phủi bọt trên mặt cũng không nhịn được cười cũng vốc bọt hắt về phía đường khả hình kêu to chị khi dễ người ta. Chị khi dễ người ta. Hai cô gái một lớn một nhỏ, ở trong bồn tắm cãi nhau ẩm ý. Rốt cuộc trang hạo nhiên nghe âm thanh hòa hài khó được, liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đi ra khỏi phòng, vừa lúc thấy bác dịch đã tắm rửa xong, mặc ti shirt màu đen, màu đen quần tây, tay cầm kim châm, lạnh lùng đi xuống hỏi tại sao tắm cũng phải lâu như vậy. Trang hạo nhiên chỉ đành bất đắc dĩ mỉm cười. Đúng rồi, bóng đèn trong phòng tôi giống như bị chấp chấp. Cậu có nên gọi người đến xem một chút không? Bác dịch hỏi. Tôi đi cho, bình thường tôi vẫn làm, cần gì làm phiền nhân viên? Trang hạo nhiên quay người đi lên lầu. Bác dịch liền ngồi ở trên ghế salon, cầm lên một quyển tạp chí rượu đỏ, nhàn nhạt, nhạt mở ra xem. Thời gian trôi qua một lúc. Suốt cuộc đường khả hình tắm cho xa xa xong, mình cũng tắm xong, bảo xa xa ngồi ở trên giường trong phòng chơi thủy tinh cầu mình đi trước ra ngoài, vừa dùng khăn lông lau tóc ướt đẫm, vừa nhìn phòng khách to lớn, chỉ có bác dịch ngồi, trang hạo nhiên không thấy, cô liền gọi nhỏ tổng giám đốc, cậu ấy đến phòng tôi giúp một chút. chấm ngoặc kép bác dịch buông tạp chí xuống, liền đứng lên, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, nói với cô, xoay người. Đường Khả Hinh nghe vậy, liền im lặng xoay người, kéo dây khóa xuống một chút, tôi xem lỗ kim lúc trước một chút. bác dịch chuyên nghiệp, nghiêm túc nói. À, chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình ửng đỏ, bởi vì lần trước châm cứu cách đã rất lâu, cho nên hiện tại lại có chút xấu hổ, nhưng cô cũng biết nhất định phải làm như vậy, liền nhẹ nhàng chậm rãi kéo khóa kéo trước ngực mình xuống, hơi lộ ra nửa bầu ngực đầy đặn. Bác dịch nhìn cô một cái, liền vươn tay, nhẹ vén tóc dài ướt đẫm của cô đẩy qua trước vai trái, không ngờ đầu ngón tay anh không cẩn thận cô nhẹ sau vành tay cô một chút, làm nổi lên một đường chảy xước. À, đường khả hình cảm giác đau đớn, kêu nhỏ thế nào tôi xem một chút bác dịch có chút căng thẳng tiến lên một bước muốn xem vành tai của cô không có việc gì không có việc gì chấm ngoặc kép đường khả hình xấu hổ đang muốn né tránh anh đụng vào tôi xem một chút chấm ngoặc kép bác dịch lại kiên trì thật không cần chấm ngoặc kép đường khả hình có chút lúng túng tránh được hai bước không ngờ tay kéo không kịp áo trước ngực lỏng ra anh đang làm gì Trang ngải lâm mặc váy lụa mỏng khêu gợi lộ ra chân dài, đứng ở cửa, không thể tin nổi nhìn bác dịch lại muốn tiến lên kéo áo đường khả hinh, hai mắt của cô nóng lên, trừng mắt về phía bác dịch cắn răng nói anh muốn chết hả? Anh dám động tới phụ nữ của em trai tôi, chấm than ngoặc kép chấm. Bác dịch nhìn thấy trang ngải lâm, trái tim chợt lạnh, lập tức ý thức được không hay, mới vừa muốn giải thích nói chuyện không phải như cô nghĩ. Chấm ngoặc kép, đúng, đúng, chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh mới xoay người giải thích. Chuyện tôi nhìn thấy chính là như vậy. Tôi đánh anh một lần, anh vẫn không sợ dạy dỗ. Trang Ngải Lâm không nói hai lời, lập tức nhấc váy lụa dài mỏng của mình, lộ ra đôi chân dài gợi cảm, đột nhiên nóng mắt nhảy tới trước, quát to một tiếng, ra sức đạp thẳng một cước vào lồng ngực bác dịch. A, à, chấm ngoặc kép, bác dịch lập tức bị lòng bàn chân đạp mạnh một cái, kêu lên một tiếng, cả người bay thẳng về phía sau, ầm một tiếng, nện ở trên bàn trà, miệng thủy tinh tung tóe đầy sàn. Con người đường khả hình thiếu chút nữa rớt ra, kêu to một tiếng, bác dịch tiên sinh. Chấm than ngoặc kép, tôi xem sau này anh còn có dám ở địa bàn của tôi dở thủ đoạn hay không. Chấm than ngoặc kép, trang ngải lâm không nói hai lời, liền lách mình tiến lên, nâng giày cao gót lên, đạp một cước trên bụng bác dịch đang vùng vẫy. a à, bác dịch đau đến lăn lộn, thân toát ra mồ hôi lạnh, che bụng, nói không ra lời. Chị, không phải như vậy, Chị đừng hiểu lầm, chấm than ngoặc kép, đường khả hình vừa kéo dây khóa, vừa gấp gáp muốn kéo trang ngải lâm. Dây khóa cũng kéo rồi, còn nói hiểu lầm. Hả, trang ngải lâm lập tức đẩy đường khả hình ra, không nói hai lời, liền nâng quả đấm lên, nhắm trên mặt bác dịch, bốp 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 bốp, ra sức đấm, nóng nảy giống như con sư tử cái, nhẹ răng kêu to tôi không đánh cho anh thành đầu heo, tôi không phải họ trang. Chấm than ngoặc kép, a a a a bác dịch bị đấm một trận như hoa lê đẫm mưa, cho đánh đầu cũng nổ tung, mắt nổ đom đóm, nói không ra lời. Xem tôi có đánh chết anh không? Chấm than ngoặc kép, trang ngải lâm không nói hai lời, lại muốn đưa tất sát kỹ của cô, cắn răng vung khủyểu tay lên. Lúc này trang hạo nhiên mới nhào ra khỏi phòng, thấy chị Dũng mãnh đè ở trên người của bác dịch tức giận muốn đánh người, anh lập tức căng thẳng đưa tay kêu to, chị. Đừng mà, chấm than ngoặc kép. Này, trang ngải lâm không có nghe khuyên, nhắc cùi trỏ, cả người nhắm lồng ngực bác dịch nện mạnh xuống. Phốc, bác dịch nâng thẳng người, miệng phun một ngụm máu tươi, cuối cùng cả người hôn mê bất tỉnh. chương 645, chăm sóc. Cửa nhẹ nhàng mở ra. Xa xa mặc váy ngủ công chúa màu trắng, mái tóc chạm vai đáng yêu, đưa đầu ra ngoài, trợn to mắt nhìn về phía phía trước. Trang ngải lâm mới vừa đánh người xong, cả người mệt mỏi, tắm rửa sạch sẽ, thay áo yếm màu trắng, váy ngắn màu đen, đôi thon dài hấp dẫn gác ghế salon bên trái trong miệng cắn kẹo que ánh mắt lạnh lùng nhìn tới trước không chút nào cảm thấy mình làm chuyện xấu bác dịch cái mặt của người đàn ông này bị đánh đến giống như đầu heo mắt đen thui sưng lên má trái sưng lên không chịu nổi giống như cắn một cái bánh màn thầu khóe miệng rách ra còn cắn một tia máu tê sát màu đen còn dính một đống máu tay trái tay phải cánh tay bị thủy tinh cắt giống như hoa tàn tiếu bại rất đáng thương lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon ánh mắt nhìn chằm chằm Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm vẫn ngậm kẹo que trong miệng, nhẹ xoay tròn, mút trái mút phải. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả hình ngồi chung một chỗ, có chút e ngại nhìn hai người trước mặt. Tôi nói, chấm ngoặc kép, rốt cuộc bác dịch có chút không nhịn được, nhìn Trang Ngải Lâm lạnh lùng hỏi, cái gì gọi cô ấy là phụ nữ của em trai cô. Mặt của Đường Khả hình chợt đỏ bừng. Trang Hạo Nhiên cúi xuống không lên tiếng. Cô ấy cũng có thể là phụ nữ của tôi. Xem ra bác Dịch rất tức giận rồi. Ôi, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, bật cười nhìn bác Dịch nói, anh không thể nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Tôi khổ tâm chữa bệnh cho cô ấy như vậy, tôi vì người nào? Vì bản thân tôi sao? Cô ấy và tôi có quan hệ thế nào? Bác Dịch vẫn đè nén lửa giận như ngọn núi vào trong người, nhưng lồng ngực hơi phập phồng, nhìn Trang Hạo Nhiên lạnh lùng hỏi. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên không dám lên tiếng cho tới bây giờ chấm ngoặc kép bác dịch lại tức giận chừng mắt nhìn bộ dáng trang ngải lâm làm việc sai lại chết cũng không hối cải một đốm lửa lại muốn bắt đầu cháy hừng hực cắn răng nghiến lợi tức giận nói cho tới bây giờ tôi cũng không có gặp qua người phụ nữ như cô thô lỗ đến mức này hoàn toàn không nghe người ta khuyên cô còn ghê tởm hơn con heo rừng ở ngoài vườn nho của tôi trang ngải lâm lập tức cắn chặt kẹo que nhìn tròng trọc vẻ mặt chán ghét của bác dịch không tha người nói, con heo rừng nhà anh ghê tởm như vậy là do ăn quả nho nhà anh lớn lên. Bản tiểu thư xinh đẹp như hoa, anh so sánh tôi với heo, anh muốn tôi ném anh vào trong biển làm mồi cho cá mập đúng không? Ném tôi xuống đi, ném xuống tôi thành quỷ cũng không bỏ qua cô. Hai tay của bác dịch nắm chặt, nhìn người phụ nữ này, đánh người ta thành như vậy, ngay cả lời xin lỗi cũng không nói. Anh còn sống tôi cũng không sợ anh, anh chết rồi tôi còn sợ sao? trang ngải lâm không nói hai lời nhảy dựng lên muốn níu cổ áo của anh này 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 trang hạo nhiên lập tức ngăn ở trước mặt chị tay dùng sức nắm chặt cánh tay của cô mỉm cười nói chị chị không nên tức giận nha có chuyện thì nói cho rõ ràng lần này là chị không đúng em rất khó khăn mời được bác dịch tới chị đánh cho anh ấy thành như vậy anh ấy làm sao châm cứu cho khả hinh hai người thật cùng một mẹ sinh ra Bác dịch dùng mắt gấu mèo không chấm không lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi chị em kia, mặt đen giống như bao công, lạnh lùng nói, tôi bị đánh thành như vậy, cậu vẫn nhớ tới khả hinh. Sắc mặt của đường khả hinh lại đỏ lên. Trang hạo nhiên nghe vậy, lập tức quay đầu đứng ở trước mặt của bác dịch, trăm ngàn lần xin lỗi nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, không phải như vậy, anh đừng tức giận, không nên tức giận. Tôi sai rồi, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi thay chị ấy xin lỗi cậu ăn cơm thay cô ấy đi, chấm than ngoặc kép, bác dịch không cách nào hết tức giận. Lúc này đường khả hình có chút sợ hãi lập tức đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy cái hòm thuốc, gấp hoang mang rối loạn nói, bác dịch tiên sinh, tôi, 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 tôi bồi thuốc cho anh, đều là lỗi của tôi, chấm ngoặc kép, cái gì là lỗi của em, đều là lỗi của chị anh, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên lập tức đứng lên, đoạt lấy cái hòm thuốc, đi tới chị trước mặt, đưa hòm thuốc cho cô. Làm gì, Trang Ngải Lâm cắn kẹo que, lạnh lùng nhìn chầm chầm em trai. Bôi thuốc cho bác dịch, lần này là chị không đúng. Trang Hạo Nhiên nhìn chầm chầm chị, có chút nghiêm túc. Cút, Trang Ngải Lâm quay đầu đi, kêu lên, bà cô sống lâu như thế, ngoại trừ khi còn bé tắm rửa cho cậu hai lần, cũng chưa có chăm sóc đàn ông. Phốc, đường khả Hinh không nhịn được cười. Chị quá chán ghét, Trang Hạo Nhiên lại nhìn chị, giống như có chút tức giận nói, chị đánh người ta thành như vậy, còn không bôi thuốc cho người ta. Anh ấy thật sự là vì khả hình mới tới. Chấm than ngoặc kép. Trang ngải lâm xoay mặt đi, không lên tiếng. Nhanh lên một chút, đừng để người ta nghĩ phụ nữ của họ nhà Trang chúng ta đáng sợ như vậy, không nói đạo lý. Trang hạo nhiên trực tiếp nhét hòm thuốc cho chị. Trang ngải lâm tức giận lạnh lùng ôm hòm thuốc, trợn mắt nhìn bác dịch một cái, nhưng không thể làm gì khác hơn là đứng lên hỏi, anh dám để cho tôi bôi thuốc cho anh sao? tại sao tôi không dám bác dịch vốn không muốn có nhiều chuyện nhưng lần này anh nhất định mặc kệ anh can đảm chấm than ngoặc kép trang ngải lâm trực tiếp nhắc hòm thuốc thoáng chốc mang giày cao một tất hai đứng ở trước mặt của bác dịch mạnh tay nắm chặt cánh tay của anh bác dịch đột nhiên cảm thấy đau đớn nhưng vẫn thở hổn hển khó chịu miễn cưỡng đứng lên trang ngải lâm có chút loạng choạng đành phải vịn vào bác dịch vừa đi lên lầu vừa cau mày nói anh làm gì hả thân thể kém như vậy ai cần cô lo tôi ném anh xuống hai người cứ như vậy từng bước loạng choạng đi lên cầu thang trang hạo nhiên nhìn hai người lên lầu rốt cuộc nặng nề thở dốc một hơi nhưng vẫn có chút lo lắng nhìn chị căn giặt chị ngàn vạn lần không được đánh nhau nữa đấy chị đánh lúa anh ấy sẽ chết đấy đường khả hình đứng ở một bên cũng bất đắc dĩ thở dài chú chấm ngoặc kép lúc này xa xa mơ mơ màng màng đi ra nhìn hai người bọn họ, hỏi, lúc này gì kia và chú kia đang làm gì thế? Trang hạo nhiên lập tức quay đầu nhìn xa xa, à một tiếng, đột nhiên căng thẳng cười nói, bọn họ đang chơi trốn tìm. Đường khả hình nhìn anh, chơi trốn tìm, chấm ngoặc kép, xa xa cao mày, nghĩ tới nghĩ lui. Bảo bối, mệt không, chú dẫn cháu đi ngủ, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nói còn chưa dứt lời, lập tức cười đi tới, nhẹ nhàng ôm xa xa lên, sau đó mới hơi lo lắng nói với Khả Hinh nói, em nhanh đến phòng bếp, luộc mấy cái trứng gà, để cho chị anh lăn cho bác dịch. Nếu không, đoán chừng ngày mai anh ấy không còn mặt mũi gặp người. Ồ ồ ồ, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh lập tức đi vào phòng bếp. Là la, la la la, chú phải ôm xa xa lên giường nghỉ ngơi rồi. Trang hạo nhiên cười ôm lấy xa xa đi lên lầu. Cửa phịch một tiếng bị đẩy ra. Trang ngải lâm lập tức nện bác dịch lên trên giường, sau đó đặt hòm thuốc bên giường, một tay mở ra, từ bên trong lấy ra nước sát trùng, mở nắp, lạnh lùng nói, nằm xuống. Chấm than ngoặc kép, bác dịch nóng mắt nhìn người này, nhưng vẫn hết sức khổ sở khó chịu, tay đè chặt lồng ngực, hơi dịch người xa một chút, tựa vào bên giường. Trang ngải lâm cầm bông băng, lạnh lùng xoay người, nhìn dáng vẻ bác dịch muốn chết không sống, chắt lưỡi một tiếng, nói, lúc mẹ anh sinh ra anh, nhất định chịu không ít chuối tiêu. Nghĩa là sao? vẻ mặt bác dịch tức giận nhìn trang ngải lâm nhún như con chi chi trang ngải lâm lạnh lùng nhìn nhìn nói cô chấm than ngoặc kép bác dịch cảm thấy tức giận nhìn trang ngải lâm đe chặt lồng ngực mới vừa muốn cắn răng nghiến lợi mở miệng nằm xuống chấm than ngoặc kép trang ngải lâm đưa tay nhấn mạnh lồng ngực của anh một cái ấn anh ở trên giường liền cúi người xuống tay nâng mặt của anh trước tiên khử chừng vết thương nơi khóe miệng cho anh bác dịch thở gấp nóng mắt nhìn người phụ nữ này, lúc cúi xuống khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ lộ ra không bỏ sót, ẩn dưới đôi mắt to, lấp lánh ánh sáng quyến rũ, lỗ mũi cao nhọn rất tây, có vẻ hết sức cá tính, thậm chí hấp dẫn, đôi môi hơi dày hết sức hết sức đầy đặn mê người. Trang ngải lâm bôi mạnh vào vết thương nơi khóe miệng anh. A, à, chấm than ngoặc kép, bác dịch đột nhiên đau đến trên trán dịn mồ hôi, lập tức tức giận nhìn người phụ nữ này nói cô nhẹ một chút không được sao. Anh nhìn ngực tôi chầm chằm tôi nhất định giết chết anh. Chấm than ngoặc kép, trang ngải lâm lập tức nện chai nước sát trùng xuống, nhìn anh tròng trọc, nói. Tôi thề, tôi chầm chầm ngực của cô, nhau của tôi bị côn trùng ăn. Chấm than ngoặc kép, bác dịch gầm nhẹ. Vẻ mặt trang ngải lâm mới hơi thu lại, lại muốn cầm nước sát trùng lên. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn cạnh cửa. Đường khả hinh mỉm cười cầm một đĩa trứng gà thật to, đi tới như đang lấy lòng nói em em nghĩ khuôn mặt đẹp trai của bác dịch tiên sinh bị đánh thành như vậy thật sự không dễ dàng a à, không thật sự uất ức em luộc một đĩa trứng gà chị giúp lăn cho anh ấy chấm ngoặc kép trang ngải lâm xóa tóc dài đến eo bất đắc dĩ nhìn đường khả hinh chắt lưỡi một tiếng cười nói em gái cô đang trêu cợt chị sao hay suy nghĩ cho chị vậy cả đĩa trứng gà thật to đến khuya nay tôi còn muốn ra khỏi cái cửa này đấy bác dịch lạnh lùng nhìn cô mặt của đường khả hình đỏ lên, vội vàng cười theo nói, ôi chao, không phải ý này á, à, chị. Em chỉ cảm thấy mặt của anh ấy, phải chuẩn bị nhiều mà thôi, chấm ngoặc kép, để xuống đi, trang ngải lâm đột nhiên cảm thấy rất nóng, lập tức nắm cây quạt cổ bên giường giá trị 1,2 triệu quạt gió, quạt xong, đột nhiên cảm thấy cây quạt này có mùi rất thơm, liền theo bản năng liếc mắt nhìn. Cây quạt này ký tên, đường bá hổ, cô lại nhanh chóng phe phẩy cây quạt, làm cho tóc dài phất phới, giống như hàng nga bác dịch lại tức giận nhìn cô chằm chằm vậy mọi người từ từ làm chấm ngoặc kép đường khả hình không biết nói gì không thể làm gì có chút ngượng ngùng lui ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại cô đột nhiên thở dốc một hơi mới vừa muốn đi xuống lầu hai lại thấy trang hạo nhiên đang ôm xa xa nằm ở trên giường nệm trắng như tuyết sau đó nở nụ cười đầy dịu dàng đẹp trai nói xa xa ngoan ngủ sớm một chút ngày mai chú dẫn cháu đi chạy bộ có được không tốt, chấm than ngoặc kép, xa xa cũng cười ngọt nhìn Trang Hạo Nhiên, đột nhiên đưa ra bàn tay nhỏ bé non nớt, kêu to chú, cháu muốn ôm. Cháu muốn chú ngủ cùng cháu. Mặt của đường khả hình tối sầm lại. Audio điện tử võ tấn bền. chương 646, một bên si tình, một bên rơi lệ. Một quyển sách bài tập, nhẹ nhàng bay tới trên giường nệm trắng như tuyết. Xa xa lộ ra ngây ngốc nâng đôi mắt to, nhìn quyển sách bài tập trên chăn màu trắng, cô bé lập tức cong miệng, muốn núp thân thể vào trong chăn. Đường khả hình lạnh lùng nắm được phía sau cổ áo cô bé, nói, số học kém như vậy, còn dám không làm bài tập. Chú muốn kết hôn với cô dâu phải giỏi toán học. Mới không phải, chấm than ngoặc kép, xa xa lập tức chui vào trong chăn, ôm chặt bên hông trang hạo nhiên, thậm chí co hai chân lên. Vẻ mặt trang hạo nhiên bất đắc dĩ nằm nghiêng ở trên giường, nhìn đường khả hình anh nuông chiều con bé như vậy, tương lai cha mẹ vợ mẹ của anh sẽ tức giận đấy. Đường khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên nói hết lời, sau đó sẽ muốn dùng sức kéo xa xa ra khỏi chăn. Em không muốn, em không muốn làm bài tập, ngày mai không muốn đi học, xa xa muốn trốn cô, ở trong chăn kêu la, em không thích chị. Em tuyệt đối không thích chị. Chị cũng không thích em, nhưng em phải làm bài tập. Chấm than ngoặc kép, đường khả Hinh lập tức cúi xuống, muốn kéo cô ra khỏi chăn em không muốn, em không muốn. Xa xa liều mạng ôm Trang Hạo Nhiên, kêu to chú, cháu không muốn làm bài tập. Nếu như em là con gái của chị, chị nhất định quất chết em. Em biết lúc chị còn nhỏ, giỏi toán học bao nhiêu không? Đường Khả hình vẫn không chịu thua, muốn đối nghịch với cô bé. Đường Khả hình, sốt cuộc Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhẹ nhàng bắt cổ tay của cô, thở dài nói, không nên nói chuyện với đứa bé như vậy, hôm nay không làm bài tập nữa. Chấm ngoặc kép không được, chấm than ngoặc kép, đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, tức giận nói, bình thường đối với em, anh yêu cầu nghiêm khắc như vậy đấy. Làm sai một chuyện, cũng mắng phải thật triệt để, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô. Đường khả hình cũng chợt cảm thấy mình nói sai, chậm rãi buông lỏng cổ áo của xa xa. Giận thật, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt, nhạt nhìn cô nói. Không có, em chỉ tự trách mình, cũng tại em vô dụng hại anh thua. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên cảm thấy có chút không còn hơi sức, nghĩ tới hôm nay châm cứu cũng không được rồi, liền mệt mỏi đứng lên, nói anh đã để mặc thì để mặc con bé đi, anh tốt nhất ngủ cùng con bé. Em đi đây, chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên lại nắm nhẹ cổ tay của cô, nhìn cô nói anh đưa em. Chấm ngoặc kép, không cần, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhẹ tránh thoát tay của anh, muốn rời khỏi. Một bàn tay nhỏ bé mềm mại, nắm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cô. Đường khả Hinh sừng sốt rừng ở tại chỗ, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé mềm mại kia. Trang hạo nhiên ngạc nhiên nhìn tấm chăn màu trắng nhô lên. Sốt cuộc xa xa kéo nhẹ chăn, chậm rãi đưa cái đầu nhỏ mình mới vừa tắm xong, buộc hai bím tóc, mắt to sáng long lanh, nhìn chị, lầu bầu hỏi, chị muốn đi đâu? Đường khả Hinh nhìn cô bé, tức giận nói, chị về nhà. Chị không phải là bạn gái của chú sao? xa xa ngạc nhiên nhìn đường khả hinh yếu ớt hỏi đường khả hinh sửng sốt trang hạo nhiên nghe nói như vậy cũng sững sờ cười nhìn xa xa dịu dàng nói xa xa cháu nghe những lời này ở chỗ nào chú là bạn trai của chị từ lúc nào ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép xa xa đột nhiên không nói lời nào khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng rán vào giường nệm trắng tinh lại lầu bầu nói không phải chị muốn đi sao chị đương nhiên muốn đi nơi này cũng không phải là nhà của chị đường khả hình không khách khí nói nhưng mà chấm ngoặc kép cô nhóc xa xa nghe lời này lại khẽ cắn môi dưới khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó phình miệng nói bình thường lúc em ngủ đều là ba mẹ ngủ chung với em sau đó kể chuyện cổ tích cho em nghe em mới ngủ được chấm ngoặc kép đường khả hình trợn mắt nhìn cô bé trang hạo nhiên bất đắc dĩ mỉm cười lúc này xa xa lại ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm vẻ mặt không muốn của đường khả hình nhưng lại yêu thích chị gái này rất khó hiểu hơi có chút tinh nghịch nói chị sẽ ngủ với em đi nếu không em sẽ nhớ mẹ không ngủ được chấm ngoặc kép phốc đường khả hình không nhịn được cúi đầu cười trang hạo nhiên tựa vào một bên cười thôi đi không phải em chỉ cần chú ngủ chung với em tối nay sao đường khả hình trêu chọc cô bé em cho rằng chị là bạn gái của chú mà xa xa như con quỷ nhỏ Đường Khả Hinh im lặng đứng ở bên giường, không nói lời nào. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ, chỉ đành phải ngẩng đầu lên, dịu dàng nắm nhẹ cánh tay của cô, mỉm cười nói, không bằng. Nghỉ ngơi với con bé một chút đi, nếu không, trẻ con không ngủ được sẽ gặp ác mộng. Chấm ngoặc kép, trẻ con không ngủ được, không phải con bé sẽ ác mộng, mà là anh gặp ác mộng, bởi vì sẽ bị phiền chết. Đường Khả Hinh khẽ thở dài một hơi, cúi xuống nhìn xa xa nằm nghiêng ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự buồn cười, liền tức giận nói, ngủ cùng em một buổi tối thôi. Chấm ngoặc kép. Vâng, chấm than ngoặc kép, xa xa lập tức gật đầu, sau đó rất hả hê vui vẻ nằm ở giữa giường. Đường khả hình không có cách nào, lại liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một cái, sau đó vươn tay vỗ nhẹ gối đầu bên trong giường một cái, ý bảo cô ngủ bên trong. Đường khả hình không có cách nào, chỉ đành phải ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ hai chiếc dép màu hồng, hơi lộ ra hai chân trơn mềm trắng tinh. Trang hạo nhiên nhìn bóng lưng của cô, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc kích động, nhưng vẫn cố gắng đẻ nén. Đường khả Hinh im lặng một lúc, ngay lập tức xoay người, muốn co hai chân bước lên giường. Buổi tối, đều là ba ôm mẹ lên giường, xa xa lập tức đưa hai tay ra, vỗ bàn tay nhỏ nói. Đường khả Hinh sững sờ, nhìn cô nhóc này, cười một tiếng, có chút lúng túng nói, ba mẹ của em yêu thương nhau như vậy à? Trang Hạo Nhiên lại mỉm cười, có chút thoải mái đứng lên, nói tốt. Ôm mẹ của đứa bé lên giường. Anh nói xong, đột nhiên cúi người xuống, lập tức ôm cả người Đường Khả Hinh lên, bá đạo lại dịu dàng ôm nhẹ vào trong ngực. Này, trong lòng Đường Khả Hinh vừa động, đôi tay không khỏi ôm cổ của anh, hai mắt có chút mê ly, dịu dàng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên chậm rãi cúi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của đường khả hinh, đột nhiên dịu dàng mỉm cười, rất cảm tính khàn khàn nói, mới vừa tắm, có phải nước quá nóng hay không? À, đường khả hinh sừng sốt nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, sững sờ nói, không có. Không có đâu, chấm ngoặc kép. Vậy tại sao mặt hồng như vậy? Trang hạo nhiên dịu dàng hỏi. Hai mắt đường khả hinh nhấp nháy, mặt lại mắc cờ đỏ bừng, đôi chân trắng nõn nhẹ trụng chung một chỗ, bày ra trên không chung trang hạo nhiên vừa nhìn cô gái trong ngực vừa chậm rãi bước lên giường nệm mềm mại cẩn thận tránh thân thể xa xa đi vào phía trong giường cẩn thận đặt đường khả hình ở trên nệm mềm mại thân thể của anh không khỏi theo thân thể mềm mại của cô ép nhẹ xuống sống mũi cao thẳng gần như chạm nhẹ cái mũi nhỏ của cô hơi phát ra hơi thỏ mập mờ hai mắt nóng bỏng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô không thể rời tầm mắt đường khả hình cũng giống như nằm ở trong đám mây khẽ chớp mắt kích động ứa lệ nhìn anh toàn bộ không gian mãnh liệt lẻn qua hơi thở mập mờ và nặng nề xa xa lập tức quay đầu tò mò nhìn bọn họ trang hạo nhiên thở hổn hển rất kích động nhìn đường khả hình đường khả hình cũng im lặng nhìn anh trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua sót thân thể và tâm hồn đều bị níu kéo khó hiểu đôi tay vẫn ôm cổ của anh hai chân khẽ co giúp chú ngủ á xa xa thúc giục ừm chấm ngoặc kép trang hạo nhiên hơi mất mát đáp một tiếng hai mắt mãnh liệt xoay chuyển mới buông đường khả hình ra chậm rãi xoay người lại nằm ở bên ngoài giường đường khả hình chợt cảm thấy cả người trống rỗng nhưng vẫn im lặng nằm ở trên giường nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên thân thể của mình hơi xoay người lại nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của trang hạo nhiên cô sửng sốt trang hạo nhiên im lặng nhìn về phía khả hình nằm cứ nhìn cô như vậy chú kể chuyện cổ tích cho cháu chấm than ngoặc kép một tay xa xa nắm tay trang hạo nhiên một tay nắm tay đường khả hinh, cùng đặt lên trái tim của mình để cho bọn họ đan nhau cùng nhau thật thỏa mãn nhắm mắt lại cười ngọt ngào nói trang hạo nhiên khẽ chớp mắt ngón tay khẽ chạm ngón tay thon dài trắng nõn của đường khả hinh, nhìn cô ở đối diện hỏi xa xa muốn nghe chuyện gì cháu muốn nghe công chúa bạch tuyết xa xa nhắm mắt lại nói đường khả hinh cảm giác ngón tay của mình bị người nắm nhẹ mặt dính vào trên gối đầu trắng như tuyết nhìn trí tuệ người đàn ông ở đối diện trong lòng không khỏi chua sót. Nhưng chú không biết kể công chúa Bạch Tuyết, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn lại khả hình nói. Chị kể, chấm than ngoặc kép, xa xa nói. Đường khả hình bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, cười khổ nói, chị cũng không biết, bởi vì khi còn bé, chị không tin tưởng chuyện cổ tích. Ánh mắt trang hạo nhiên khẽ hiện lên đau lòng. Vậy cháu kể cho hai người, thiệt là, chấm than ngoặc kép, xa xa nhắm mắt lại, khẽ nở nụ cười ngọt ngào nói, xưa kia, có một cô công chúa tên là Bạch Tuyết. Cô nha, cô nha, lớn lên làn da thật trắng, mắt thật to. Chấm ngoặc kép, giọng nói non nớt bay giữa không gian yên tĩnh, cuộc sống có vẻ nhẹ tinh, giống như tất cả bức tường ngăn cách cũng có thể trong một chớp mắt bị phá hủy rất dễ dàng trong một câu chuyện cổ tích. Hai tâm hồn ngọt ngào, thuần khiết bị ngăn cách cùng nhìn nhau. Có một ngày, hoàng hậu đột nhiên phát hiện người xinh đẹp nhất thế giới này không là mình, bà muốn đi tìm gương thần hỏi gương thần gương thần trên thế gian này ai là người xinh đẹp nhất giọng trẻ con non nớt ở trong không gian liên tục vang lên hai mắt đường khả hình tràn lệ nhìn trang hạo nhiên nằm nghiêng ánh mắt thâm tình nhìn mình thật chặt trái tim của cô lại như nước thủy chiều cuồn cuộn lập tức xoay người đi mặt nhìn trần nhà trong suốt phát hiện gian phòng kiểu mở có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ trong suốt lấp lánh ánh sao giống như viên ngọc chiếu sáng vào mình cô lập tức khôi phục một chút lý trí vừa muốn rút tay về. Trang hạo nhiên lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Đường khả hình cắn răng lập tức từ trong tay anh rút bàn tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng cuốn rút vào trong chăn, nhìn ánh sao. Trang hạo nhiên đặt tay tại chỗ, cắn răng nhìn cô gái trước mặt kích động mâu thuẫn nhắm mắt lại, có lẽ anh cũng hiểu, khẽ thở dài, hơi nằm thẳng người, cũng nhìn từng ánh sao lấp lánh. Giống như không có ai ngủ, chỉ lặng lặng ngửa mặt nhìn ánh sao trên trời, tất cả tâm sự đau khổ động lại ở trong lòng. Trang hạo nhiên im lặng nhìn ánh sao trên trời, nghĩ tới trong khoảng thời gian này, điều tra chuyện tưởng thiên lỗi bị tai nạn xe cộ, giống như có chút manh mối, phụ nữ. Phụ nữ, sẽ là ai? Rốt cuộc cô ta muốn mạng của tưởng thiên lỗi hay mạng của đường khả hình? Nghĩ tới đây, anh chậm rãi quay đầu, nhìn thấy xa xa đã ngủ thiếp đi, giống như con heo nhỏ đáng yêu, miệng hơi vỉnh, anh im lặng mỉm cười, vươn tay sửa chăn cho cô bé, lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh. Cô cũng giống như ngủ thiếp đi, mắt nhắm lại, khuôn mặt lộ ra ngọt ngào như hoa đào và hồng hồng, hơi thở nhịp nhàng. Trang Hạo Nhiên nhìn cô chăm chú, tay khẽ động, không nhịn được vươn tay, chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm của cô. Đường Khả Hinh vẫn ngửa mặt ngủ say. Trang Hạo Nhiên nhìn cô gái mềm mại và ngủ say ở trước mặt, lộ ra nét tươi đẹp, anh lại không nhịn được duỗi ngón tay chạm nhẹ mắt của cô chóp mũi của cô lại rơi nhẹ vào trên bờ môi của cô đường khả hình cũng không nhúc nhích khả hình chấm ngoặc kép hai mắt trang hạo nhiên mập mờ khẽ xoay tròn gọi nhỏ cô gái trước mặt thật sự ngủ thiếp đi ánh mắt trang hạo nhiên khẽ lóe lên ánh sáng kích động không thể chịu nổi không khỏi xê dịch người chậm rãi chuyển thân thể nho nhỏ của xa xa nằm nghiêng ở bên cạnh đường khả hình đầu nhẹ nhàng đặt xuống gối cùng với cô nằm chung một gối đầu Đường khả hình giống như đã ngủ say, khẽ xoay người lại, đưa lưng về phía anh. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng, trong lòng có chút mênh mông khổ sở, đưa tay lên trước, nhẹ nhàng ôm bả vai của cô, khuôn mặt cúi xuống, người nhẹ mùi hương ở cổ cô, cố nén hơi thở kích động phập phồng trong lồng ngực, mặt dán nhẹ vào tóc cô, từ trong thân thể kích động run rẩy nói, anh yêu em. Chấm ngoặc kép, một giọt nước mắt rơi xuống. Đường khả hình cắn chặt răng, cố nén kích động thân thể run rẩy, nắm chặt chăn, mặc cho nước mắt dọc theo khuôn mặt từng viên lăn xuống, rơi vào trên gối trắng như tuyết, tạo thành một mảng nước mắt thật to. chương 647, không gian trọn vẹn. Sáng sớm hôm sau, bởi vì ngoài cửa sổ, phòng tổng thống, rộng lớn có tiếng mưa phùn giả dích, ánh sáng chiếu vào cả không gian trong phòng một mảnh nhu hòa, ấm áp và rất cảm động. Có một chút âm thanh lầm bẩm từ trong không gian ấm áp này vang lên, thậm chí ở trong phòng bếp còn bay tới mùi thơm cánh gà coca phòng ngủ kiểu mở, trải qua một chút thời gian, rốt cuộc có một chút tiếng động. Đường khả hình giống như con mèo, rất mềm mại cuộn rút thân thể, mặt dính vào trước lồng ngực kiên cố ấm áp, đang nhắm mắt muốn ngủ say sưa nhưng lại nghe được âm thanh lẩm bẩm giống như cách bên cạnh mình không xa. Cô hơi nhíu mày, thở dài một hơi, chậm rãi khẽ chấp hai mắt, lông mi thật dài đáng yêu quét một vòng, rốt cuộc hé mở một đường may, mắt vẫn đau nhức khổ sở nhìn phía trước. Một mảnh màu trắng, cô thở dài một hơi, mới hít mắt, hơi xoay người, cảm giác có chút lạnh, lại muốn vùi vào trong lồng ngực ấm áp, ngủ tiếp. Trang hạo nhiên trầm trầm nằm ở một bên, ôm nhẹ thân thể mềm mại của đường khả hinh, đang ngủ say, thỉnh thoảng còn theo phản xả cúi xuống, hôn nhẹ trước trán của cô một cái, tay quét nhẹ sau lưng cô, vuốt ve thương yêu. Suốt cuộc đường khả hình cảm giác va chạm này có chút không bình thường, cô nặng nề thở dốc một hơi, cuối cùng chậm rãi mở mắt. Sau đó ở trong mơ màng, cô nhìn thấy được nửa khuôn mặt đẹp trai kiên nghị, đang dán trên gối đầu trắng như tuyết, ngủ thật say, lông mi thật dài, mang theo vài phần lười biếng phủ xuống, mặc dù quen thuộc nhưng cả người phát ra một hơi thở mạnh mẽ cao quý và an toàn. Ánh mắt của cô trợn to, lập tức bình tĩnh, thân thể cứng ngắc nhìn thấy bộ dáng trang hạo nhiên và mình ôm nhau ngủ say, cô tức giận, từ trong cổ họng đang muốn phát ra tiếng. Ánh trăng cong cong trước mắt, gió mát đông đưa xích đu đều đều. đều. Chấm ngoặc kép có một giọng hát ngọt ngào lặng lẽ, nhẹ nhẹ nhàng nhàng giống như âm thanh thiên thần lan tỏa cả căn phòng. Thân thể đường khả hình nhanh chóng cứng ngắc, sắc mặt giống như bôi một lớp phấn trắng, mắt từ từ cẩn thận ngước lên, sau đó cô trợn mắt nhìn thấy tiên nữ ân nguyệt dung mặc váy dài trắng bay bay, mái tóc xoăn kiểu rất giống người anh, hai bên đầu cài kẹp bươm bướm bằng kim cương, rất xinh đẹp tuyệt trần đứng ở trước tủ âm tường bên giường, tay trái nâng nhẹ váy dài màu hồng, tay phải nâng nhẹ váy ngắn xếp ly không có tay màu xanh lá cây, đang so tới so lui, thỉnh thoảng còn cầm chúng so với một bộ tây trang màu đen của đàn ông ở bên cạnh. Vẻ mặt ngọt ngào thỏa mãn, thậm chí hạnh phúc, làm cho người ta cho rằng bà đang ăn kẹo. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, một hơi thở cực kỳ ngoài ý muốn nhanh chóng ngưng kết trên không trung, đường khả hinh hoảng sợ đến không dám nhúc nhích, con người cũng muốn rất ra nhìn trang phu nhân đứng ở chỗ đó như đang ở trong mơ, cô nhanh chóng chuyển động con người. Nhìn chồng chọc trang hạo nhiên, muốn dùng không khí nhắc nhở anh nhanh lên. Lúc này Trang Hạo Nhiên đang ở trong mộng, thở dài một hơi, lại ôm chặt đường khả hinh vào trong ngực, sau đó cúi xuống hôn trước chán của cô một cái, tay vô thức khẽ luồn vào trong áo sau lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve ra thịt bóng loáng của cô, có một loại cảm giác thỏa mãn để cho anh ở trong mơ mỉm cười. Cả người đường khả hinh chấn động mạnh một cái, căng thẳng liếc Trang phu nhân đã đưa lưng lại, chọn đồ trang sức, cô lập tức vươn tay, lặng lẽ ở bên hông Trang Hạo Nhiên bóp mạnh một cái. a à, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức đau đớn kêu nhỏ, không nhịn được mở mơ hồ mắt error, thấy đường khả hình đang nằm ở trước mặt của mình, căng thẳng nhìn mình lom lom, anh lập tức ném cô ra, có chút hoảng sợ, kêu lên một tiếng sợ hãi. Ân Nguyệt sung trợn mắt, lập tức xoay người, đưa mặt tới gần, nhìn hai người bọn họ nói các con tỉnh rồi. Chúng tôi chờ các con đã lâu rồi, đến giờ ăn cơm chưa? Chấm than ngoặc kép, a à, chấm than ngoặc kép, hai người lập tức núp ở bên tường, Nhìn Ân Nguyệt Dung kêu to, mọi người. Xèo, chấm ngoặc kép, Trang Tính Vũ mặc quần áo ở nhà, bên hồng quấn tạp dề màu hồng, đứng ở trong phòng bếp, lần lượt bỏ cánh gà cola vào trong chảo dầu đang sôi cuồn cuộn một lần, sắc mặt dường như rất thâm trầm, chỉ là thâm trầm có chút đẳng cấp, lúc dầu đang sôi, lại mạnh mẽ mở nắp chai cola, đổ cola vào một lần qua. Đường Khả hình ngửi được mùi vị kinh khủng, cô lập tức sụp đổ, nắm lấy tấm chăn trắng bao lấy mình nỏng úp sấp trên lan can. Bốn tên cầm thú ngồi ở trên ghế salon, tay thuận cầm bài, Tô Lạc Hoành cảm thấy hưng phấn ném ra ba con sĩ, ngửa mặt run người kêu to tôi đã thắng. Ha 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 ha, 500 ngàn, chấm than ngoặc kép, ánh mắt của đường khả hình trừng to, đôi tay run rẩy nắm lan can, nhìn thấy trang ngải lâm từ đầu kia đi ra, kêu to cha. Con không muốn ăn tôm hùm nặng mùi như vậy, chấm than ngoặc kép, được, chấm ngoặc kép. Tiếng của trang tính vỗ từ phòng bếp truyền đến. Đường khả hình lập tức hư mềm ở bên cạnh lan can. Mẹ, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn thấy đường khả hình như vậy, cũng rất gấp gáp nhảy xuống giường, nhìn mẹ kêu to các người làm sao vào được. Có chìa khóa thì vào thôi. Chấm than ngoặc kép, ân nguyệt rung trợn to hai mắt, nhìn con trai một cái, liền giống như tiên nữ chạy như bay tới trước mặt của đường khả hình, nhau mắt cười nói, cục cưng, con tỉnh rồi hả, tối hôm qua ngủ có ngon không? có lúc gì cũng bảo hạo nhiên ôm gì ngủ, rất ngon. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch nhìn ân Nguyệt Dung, cảm thấy lần này thật là nước cũng không rửa, cô chỉ muốn tìm người chứng minh mình trong sạch, chính là cô nhóc xa xa, cô lập tức gọi, xa xa. Tôi mang con bé vào phòng khách ngủ rồi, trang ngải lâm lại dắt hai chân trên ghế salon, cầm kem sáng nay cha làm cho mình, ăn rất ngon, cho dù nó là một đứa bé, chẳng may yêu em trai thì làm thế nào. Chờ 13 năm có thể kết hôn. Chấm than ngoặc kép. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn chị. Đường khả hinh muốn khóc. Lại tới. Lại tới. Tôi cũng không tin thắng trở về không được 500 ngàn. Chấm than ngoặc kép. Lâm sở nhai lại chia bài. Lúc này tiêu đồng đắp chăn cho xa xa. Cũng từ phòng khách đi ra. Tay cầm một cái rổ anh đào thật to. Ngồi ở trước mặt của bốn người bọn họ. Đút anh đào cho từ người. Từng người đàn ông. Lúc này trong tay trang tính vũ cũng cầm một cái vá xào thức ăn, đi ra phòng khách, ngẩng đầu lên nhìn hai người mới vừa tỉnh ngủ, sắc mặt bình tĩnh nói, dậy rồi à. Vậy thì xuống ăn cơm chưa đi, hôm nay chủ nhật, cũng cần nghỉ ngơi tốt một chút. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên và đường khả hình cùng nhìn trang tính vũ, trên mặt vặn vẹo cũng không biết bày ra nét mặt gì cho phải. Bảo bối, chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung vẫn còn rất mơ mộng, vui vẻ sách theo váy ngắn xếp ly màu xanh lá cây, kèm đai lưng nhỏ màu trắng, nhờ mắt cười nói con cảm thấy quần áo này như thế nào. Hôm nay trời mưa xuống, chúng ta đi ra ngoài đường vẫn ấm áp, một lát nữa ăn cơm chưa xong, chúng ta còn có thể cùng đi ra ngoài xem mưa. À, đường khả hình nhướng mày, nhìn trang phu nhân, sụp đổ hỏi, xem, xem mưa. Đúng vậy, mau dậy đi rửa mặt đi, lúc này hai người các con ngủ quá say rồi, gì cũng ngại gọi các con rời giường, ôi trao ôm nhau ngủ chung giống như một đôi vợ chồng son là la 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 chấm ngoặc kép ân nguyệt dung lập tức đặt chiếc váy màu xanh ở bên giường liền ngâm nga hát bài ca hôn lễ đi xuống lầu chuyện này nên giải thích thế nào Đường khả hinh nhìn trang hạo nhiên sụp đổ hỏi trang hạo nhiên bất đắc dĩ nói cứ nói thật thôi tình hình chính là xa xa ngủ ở giữa chúng ta ngủ hai bên chấm than ngoặc kép Đường khả hình cắn răng nghiến lợi trợn trừng mắt nhìn anh, nói khẽ. Trang hạo nhiên nghe vậy, cũng có chút bất đắc dĩ cúi đầu, khổ não nặng thở dài một hơi. Đường khả hình thật sự mất hết cả mặt mũi, lại lúng túng tựa vào rào lan can, nhìn xuống phòng khách và người trong phòng bếp. Mọi người cũng rất tự nhiên, hoàn toàn không có ai chú ý tới mình, nhưng có chuyện gì vậy? Này, Trang hạo nhiên nhìn đường khả hình, bất đắc dĩ kêu nhỏ, em khoác chăn giày như vậy làm gì? người ta nhìn còn tưởng rằng em và anh làm chuyện gì cơ đấy bên trong em không có mặc quần áo sao lúc này đường khả hình mới phục hồi tinh thần lập tức buông ga giường ra nhìn mình mặc quần áo thể thao màu trắng cô lập tức tức giận chừng anh nói còn không phải tại anh sao hiện tại nên làm thế nào đi rửa mặt trước anh sẽ giải thích chấm ngoặc kép trang hạo nhiên thở dài đi về phía phòng tắm phía sau căn phòng bây giờ đường khả hình cũng không có biện pháp cũng rất xấu hổ đi vào người dưới lầu như tên lửa, vèo một phát ngẩng đầu lên nhìn hai người kia biến mất, mọi người đều kinh ngạc nói thật sự ngủ chung à. Ngủ cái gì, sau đó Trang Ngải Lâm đi khỏi, nên cũng không biết. Khả hình chính là con dâu của nhà họ Trang chúng tôi. Chấm than ngoặc kép, ân Nguyệt Dung ngồi ở trên ghế salon, cầm rổ anh đào, hết sức nghiêm túc, như bà cụ non nói, bọn họ cùng ôm nhau rất ngọt ngào. Khả hình chính là con dâu nhà chúng tôi, mẹ chồng giống tôi đây, đi nơi nào tìm được, mạn nghi không chút nào tốt, quá nghiêm túc, mọi người nói có đúng không? Đúng vậy, chấm than ngoặc kép, bọn lâm sở nhai nhịn cười nói. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, ân nguyệt dung giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cầm hoa anh đào đỏ, cúi đầu khẽ nức nở. Bọn tô lạc hoành hoảng sợ, nhìn ân nguyệt dung, thật cẩn thận hỏi, gì trang, gì làm sao vậy? Thiên lỗi xảy ra tai nạn xe cộ, gì cũng rất khổ sở, dì cũng hy vọng nó có thể hạnh phúc, nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép, ân nguyệt dung kéo nhẹ khăn tay trắng, lau nước mắt nơi khóe mắt, nói, sở dĩ tình yêu lãng mạn không phải là lúc hai người đi chung với nhau rất ngọt ngào, mà lúc tách ra, rất nhớ nhung đối phương. Tôi nhìn hạo nhiên và khả hình gần đây nhất định chịu đựng đau khổ, hai đứa bé đáng thương, tối hôm qua rốt cuộc không nhịn được rồi, tôi tiểu hạo hảo và tiểu đường đường rất có thể tới rồi. Ô ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, Phúc, Tiêu Đồng cùng bọn Lâm Sở Nhai không nhịn được cúi đầu cười. Mẹ, chấm than ngoặc kép, trang ngải Lâm không chịu nổi, nhìn mẹ nói, nước mắt của mẹ thật giống như trời mưa bên ngoài. Không bao nhiêu tiền. Chẳng may tối hôm qua hai người bọn họ chỉ ngủ chung thôi, không có làm gì thì sao? Vậy thì ở trong phòng tắm làm chút gì đó. Chúng ta đã cho bọn chúng không gian trọn vẹn. Chấm ngoặc kép, Ân Nguyệt Dung lại cảm thấy cảm động nghẹn ngào rơi lệ nói chương 648, heo biết bơi không? Mẹ, chấm than ngoặc kép, trang ngải lâm bất đắc dĩ nhìn mẹ, nói, mẹ đừng nói như vậy không? Trong nhà này còn có một đứa bé, nói loại chuyện trẻ con không nên nghe, mẹ không sợ dậy hư trẻ con. Nếu như mẹ và cha của con, mỗi ngày quy củ, không có xảy ra chuyện trẻ con không nên nghe, cũng sẽ không có con rồi. Ân Nguyệt Dung lại nhìn chằm chằm con gái, nói. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Trang Ngải Lâm ngồi ở một bên, hết ý kiến. Trang tính vũ cũng nhàn nhà tôm hấp mới vừa nấu xong đi ra, đặt nhẹ ở trên bàn ăn, nghe vợ nói như vậy, hơi cười cười. Đúng rồi, mẹ còn chưa hỏi con. Chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung đột nhiên tập trung tinh thần, nhìn chồng chọc con gái. Hỏi con cái gì, Trang Ngải Lâm ngạc nhiên nhìn mẹ. Tối hôm qua mấy giờ con về, ân nguyệt dung nghiêm túc hỏi con gái. Ba giờ, chấm ngoặc kép, trang ngải lâm lại cắn kẹo que người đàn ông kia ở trong phòng em trai của con là có chuyện gì trong phòng của cậu ta còn có mùi của con các người làm chuyện gì mặc dù ân nguyệt dung yên tâm với con gái nhưng vẫn rất nghiêm khắc hỏi mẹ vào phòng người ta làm gì trang ngải lâm đột nhiên có chút lớn tiếng hỏi mẹ đây là nhà của con trai của mẹ nơi này có công của mẹ mẹ không nên đi xem một chút à ân nguyệt dung tức giận nói mẹ sẽ dọa người ta hoảng sợ đấy chấm than ngoặc kép trang ngải lâm không muốn người khác biết cô có một bà mẹ như thế tại sao dọa sợ lúc mẹ đi vào cậu ta ngủ rất say vốn muốn hỏi cậu ta biết bơi không chấm ngoặc kép ân nguyệt dung cầm một quả anh đào bỏ vào trong miệng vừa nhai vừa nói phốc bọn người tô lạc hoành không nhịn được cười đừng buồn nôn như vậy dáng vẻ anh ta như đầu heo còn bơi lội cái gì mẹ đã nhìn thấy heo biết bơi sao Trang Ngải Lâm hỏi, heo vốn biết bơi được không? Ân Nguyệt Dung tức giận nhìn con gái, bắt đầu trách móc con khi dễ mẹ đọc sách ít sao. Mẹ của con là trên tiến sĩ chỉ những người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi sự tốt nghiệp, có ai vượt qua mẹ không hả? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Trang Ngải Lâm thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, cô lập tức giơ chân lên, đạp tô lạc hoành một cước, hỏi, này, heo biết bơi không? Biết đấy, lần trước tờ báo new đưa tin ở tại một thôn nào đấy xảy ra lũ lụt con heo còn cứu được một phụ nữ đấy tô lạc hoành lại ra bài cười nói ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép trang ngải lâm không phản đối xem đi xem đi xem đi ân nguyệt dung nhìn chằm chằm vẻ mặt con gái lại nghiêm khắc hỏi nói con và người đàn ông kia quan hệ thế nào phi không có quan hệ cho dù anh ta biết bơi lội cứu người đầy đất cũng không có chút quan hệ với con tối hôm qua con chỉ đánh anh ta một trận, em trai bảo con bôi thuốc cho anh ta mà thôi, hiện tại tay còn có mùi thuốc. Chấm than ngoặc kép, Trang Ngải Lâm rất ghét bỏ vươn tay, người mùi trong tay của mình. Lại thấy mọi người bình tĩnh nhìn mình chầm chầm, cô trợn mắt hỏi, nhìn tôi làm gì? Chị Trang, Tào Anh Kiệt rất buồn cười nhìn Trang Ngải Lâm nói, tôi phát hiện, chị đối với bác dịch tiên sinh không giống, gần đây chị luôn đánh người, cũng đánh không có lý do gì, coi như oan uổng người ta, cũng chỉ đạp thêm hai cái. lần này tại sao có lòng tốt như vậy? cút. chấm than ngoặc kép. trang ngải lâm vừa muốn kêu la. hạo nhiên. chấm ngoặc kép. nghỉ ngơi một buổi tối. lúc này thân thể bác dịch khá hơn chút rồi. liền lê thân thể đau đớn mệt mỏi, ngủ thoải mái. rời giường, không có chú ý tới tình hình dưới lầu, liền theo bản năng muốn đi tới phòng ngủ kiểu mở của trang hạo nhiên. trang ngải lâm chừng mắt, không biết từ lúc nào trong tay xuất hiện một gậy bóng chày kêu to một tiếng, anh dám đi quấy rối em trai của tôi xem. Chấm than ngoặc kép, cô không nói hai lời, lúc bác dịch còn chưa tỉnh thần, cô dũng mãnh giống như vận động viên bóng chảy quốc gia, một quả bóng chảy lớn bay qua. Bác dịch mới tỉnh thần, trong nháy mắt không có để ý đến, bóng đập ngay giữa mặt, lập tức trước mặt bóng tối sầm, ngất đi. Bên trong phòng tắm, Trang Hạo Nhiên đứng ở trước gương trong không gian màu trắng xa hoa, tay cầm bàn trái đánh răng, quay đầu có chút bất đắc dĩ nhìn đường khả hinh. Thời điểm gần thanh minh, thời tiết hay thay đổi, lại có chút lạnh. Đường khả hinh có chút xấu hổ, chân trần đứng ở mép thảm lông cừu, nhìn sàn nhà trắng chân bóng, lạnh băng thậm chí có chút ướt đấm, bởi vì hai người mới vừa ôm ngủ chung, có chút ngượng ngùng đi vào. Vẻ mặt trang hạo nhiên nhàn nhạt, nhạt nhìn cô, cho rằng cô hơi sợ lạnh, liền chậm rãi để bàn trái đánh răng xuống, đi về phía cô, không nói hai lời lập tức kho người xuống ôm cái mông của cô, ôm cả người cô lên. Này, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức ôm cổ của anh, đôi chân dài khêu gợi trắng nón, lộ ra trên không chung, mặt của cô ửng đỏ nhìn anh, có chút lúng túng hoảng sợ hỏi nhỏ anh làm gì thế. Mặt sàn lạnh, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên vừa ôm đường khả hình đi vào phòng tắm, ánh mắt hơi lộ ra mấy phần nóng bỏng nhìn cô. Hai mắt đường khả hình cũng nhấp nháy, nhớ lại tối hôm qua anh ở sau lưng ôm mình nói một câu để cho trái tim mình cảm động và đau đớn như bị xé rách lòng bàn tay mềm nhũn vẻ mặt trang hạo nhiên cố gắng tự nhiên ôm cô chậm rãi đi vào phòng tắm sau đó thật cẩn thận đặt cô ngồi vững vàng ở cạnh bồn rửa tay to lớn sang trọng sáng ngời đường khả Hinh mềm mại ngồi ở bên bồn rửa tay dựa lưng vào gương nhìn anh trang hạo nhiên im lặng cầm một cái ly trước mặt múc nước lấy thêm bàn trái đánh răng mới màu hồng bóp ra một chút kem đánh răng màu xanh ra trời, mới đưa cho cô. Đường khả hình nhàn nhạt nhìn bàn trái đánh răng, hỏi, nơi này. Làm sao có bàn trái đánh răng mới? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên im lặng nhìn cô, không lên tiếng. Đường khả hình giống như hiểu, liền không nói nữa, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nhận lấy bàn trái đánh răng, mới nói, em không sợ lạnh. Chấm ngoặc kép, cô nhẹ nhàng đứng ở trên mặt sàn có chút lạnh lẽo, sau đó tay nắm cái ly hớp một ngụm nước phun ra ngoài nhanh chóng cúi xuống đánh răng trang hạo nhiên nhanh chóng cúi đầu cầm bàn trãi đánh răng chết kem đánh răng trà răng hai người nhẹ nhàng đứng chung một chỗ cũng im lặng đánh răng thỉnh thoảng thân thể đụng nhau hai người đều không lên tiếng đường khả hinh đánh răng xong trước nhanh chóng dùng nước xúc miệng lại cúi xuống đưa hai tay ra hứng nước lạnh rửa mặt trang hạo nhiên cau mày nhìn cô nói bình thường em rửa mặt như vậy sao Đường Khả Hinh lập tức đứng thẳng người, ngẩng đầu lên nhìn anh, nước lạnh dính ướt sợi tóc trên trán, còn dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết. Trang Hạo Nhiên cau mày, thuận tay kéo khăn lông trắng của mình xuống, nhẹ nhàng lau lau nước trên mặt cô, còn săn sóc lau nhẹ tóc trên trán, nói, "Sau này gội đầu phải nhanh chóng sấy khô, nếu không dễ dàng bị cảm. Tối hôm qua lúc em ngủ, anh phát hiện em thích đá chăn." Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh im lặng đứng ở một bên, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên vẫn dịu dàng săn sóc lau nước trên mặt cô. Nhưng đường khả hình lập tức nắm chặt tay của anh. Trang Hạo Nhiên dừng lại động tác, nhìn cô. Đừng đối với em tốt như vậy, em không đáng giá. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức nhớ tới cha và tưởng thiên lỗi bị đụng xe, máu tanh đáng sợ và sự sống biết mất, giống như ma chú quấn quanh mình thật chặt, cô lập tức xoay người. Trang Hạo Nhiên hơi đi lên trước, lúc tay cô nắm khoa cửa thì lập tức tiến lên, từ phía sau ôm chặt thân thể mềm mại của cô gái trước mặt, cúi xuống hôn nhẹ ra thịt trắng như tuyết của cô, thậm chí ngửi mùi thơm mãnh liệt trong thân thể cô, cảm giác bị đè nén tầng tầng lớp lớp, giống như lũ bất ngờ bộc phát, thở hổn hển. Hai mắt Đường Khả Hinh dương dương, thở hổn hển, cắn răng không lên tiếng, thân thể đã mềm nhũn. Khả Hinh, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên cũng đè nén không được nữa, ở phía sau hôn nhẹ cổ của cô, vành tai của cô, thậm chí có một phần hèn hạ ôm chặt eo của cô trong cổ họng rất khát khao cúi xuống cắn nhẹ vành tai của cô cả người đường khả hình nổi lên cảm giác kích thích lại cắn chặt môi dưới tận lực đè xuống xúc động muốn đẩy anh ra khả hình trang hạo nhiên lập tức ôm nhẹ cô như điên cuồng hôn nhẹ cổ của cô cuồng nhiệt nói em biết là ai thích gọi em là tiểu đường nhất không đường khả hình cố đè nén cảm xúc dâng trào hai mắt lóe lên không nói ra lời là anh bởi vì kể từ khi em vô tình đi tới trước mặt của anh, thì anh đã cảm thấy em rất ngọt, rất ngọt. Luôn không tự chủ muốn ôm em, nếm thử một chút linh hồn ngọt ngào và thân thể của em. Đây là lời thật lòng của anh. Anh muốn em. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên không đè nén được, lập tức mạnh mẽ kéo quần áo thể thao trên người Đường Khả Hinh xuống, xoay người của cô, vừa hôn cô, vừa ôm lấy cái mông của cô, tách ra hai chân của cô, nhanh chóng đặt cạnh bên bồn rửa tay, mạnh mẽ cuồng nhiệt mút môi của cô umh ừ chấm ngoặc kép đường khả hình bị anh ép chặt ở trước hương ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn của anh lồng ngực nặng nề phập phồng môi bị anh chặn thở không nổi cả đại não nhanh chóng hôn mê người đàn ông này anh nhiệt tình làm cho người ta như bị thiêu đốt ngọn lửa này sắp nhanh chóng đốt cả người mình cháy sạch cả người cháy sạch giống như sau khi kích tình liền tan thành mây khói cũng không sao cả nhóc chấm ngoặc kép trang hạo nhiên ôm chặt eo của cô vừa thoát đầu lưới cuồng nhiệt cùng với đầu lưỡi ngọt ngào của cô quấn lấy nhau, tay vừa gạt quần áo trên bả vai cô, xoa bả vai trắng như tuyết của cô, lại mở ra một chút khoảng cách giữa hai người, nắm nhẹ bộ ngực đầy đặn của cô, thậm chí ngón tay dò vào trong áo lót, bóp nhẹ đốm nhỏ, cho đến khi nó bị kích thích nhô cao. hát, chấm than ngoặc kép trong đầu Đường Khả Hinh cảm thấy nóng lên, muốn cố sức đẩy anh ra. Khả Hinh đừng từ chối anh, Trang Hạo Nhiên không còn lý trí van xin, lại tách hai chân cô ra vừa cắn chặt môi của cô, cuồng nhiệt ngậm mút, tay đã dò vào trong quần ngắn của cô, xoa nắn chỗ ướt át. Trang hạo nhiên, chấm than ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đầu đường khả hình như vỡ tan, chỉ nhớ ầm một tiếng nổ tung, cô cắn chặt răng lập tức đẩy thân thể anh ra, vung tay lên tát mạnh trên mặt của anh một bạt tai. Trang hạo nhiên lập tức bình tĩnh, khuôn mặt đau rát nóng hừng hực, cũng bất đắc dĩ, căng thẳng nhìn cô. Đường khả hình nhanh chóng sửa sang lại quần áo, hai mắt tràn lệ khẽ giấy ruộng xuống sàn, vừa kéo khóa kéo, vừa loạn choạng đi ra ngoài, ẩm một tiếng đóng cửa lại. Trên mặt trang hạo nhiên lộ ra vô hạn mất mát, nhìn cánh cửa kia, căm hận mới vừa rồi quá xung động, cúi đầu, nhắm mắt lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, giống như mùi thơm cơ thể và nụ hôn ướt át của cô mới vừa cho mình, còn ở trong thân thể của mình. mươi 649, em gái của cô Hà. Cả người đường khả hình choáng váng, đỏ mặt nhào ra phòng tắm, mới vừa muốn bước đi, không ngờ dưới chân vấp trúng vật gì, cô a hát một tiếng, thân thể bổ nhào lên trước, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn thấy bác dịch nằm ngất, cô kinh hãi kêu một tiếng, lập tức quỳ trên mặt sàn, bưng mặt của anh, gấp gáp gọi to, bác dịch tiên sinh. Bác dịch tiên sinh, anh làm sao vậy? Chết tiệt, chấm than ngoặc kép, trang ngải lâm không nói hai lời đã đi lên lầu, cũng không có nghĩ ngợi, liền giơ chân lên muốn bước qua trên đầu bác dịch, một bàn tay mạnh mẽ lập tức nắm chặt cổ chân của cô trang ngải lâm đứng vững vàng nhưng mặt sang liếc mắt nhìn người nọ trên sàn bác dịch tức giận trợn mắt nhìn cô một cái mới hơi lộ ra mệt mỏi đau đớn muốn ngồi dậy nhưng mới nhúc nhích thân thể anh cũng rên một tiếng thật là đau một phần mây trắng như tuyết nhanh chóng bay lên vụt qua ánh mắt của bác dịch một cái ngay lập tức nhìn thấy một cô gái kỳ lạ cô ngọt ngào như hoa ngụy trang mắt to mộng ảo ăn mặc trang phục rất trang nhã lại lộ ra vẻ đẹp giống như đóa sen, nhưng cô và Trang Ngải Lâm có chút giống nhau, anh chớp mắt, có chút khó hiểu liếc mắt nhìn Trang Ngải Lâm nói, em gái của cô hả? Chấm ngoặc kép, anh thật sự là thiếu ăn đạp, chấm than ngoặc kép, Trang Ngải Lâm nghe nói như thế, cắn răng lại muốn đưa chân đạp anh. Ôi, đừng đạp, chấm than ngoặc kép, đường khả hình vẫn lo lắng bác dịch bị thương, lập tức ôm chân của cô, gấp gáp nói với anh, đây là gì Trang? mẹ của chị Trang và tổng giám đốc. À, bác dịch là một người rất bình tĩnh, ánh mắt cũng trợn lên, không thể tin nổi nhìn cô gái trước mặt, được chăm sóc thật không phải tuyệt vời bình thường, nhìn cô tuyệt đối không hơn 30 tuổi. Ân Nguyệt Dung lập tức ngồi trên mặt sàn, ánh mắt sáng ngời động lòng người, ngây thơ đơn thuần nhìn bác dịch, cái loại tình cảm sôi trào mãnh liệt lại muốn tràn lên, bà lập tức cười tươi hỏi cậu biết bơi không? Bác dịch ngạc nhiên nhìn bộ dáng của bà, mơ hồ nói, biết chấm than ngoặc kép. A, à, chấm than ngoặc kép, trong lòng Ân Nguyệt Dung lại giống như rót mật, mặt cười như hoa nở, lập tức giống như tiên nữ, vui vẻ nói, quả nhiên nhìn cậu không khác heo. Sắc mặt của bác dịch thu lại. Phốc, Trang Ngải Lâm và Đường Khả hình cùng nở nụ cười. Cậu không nên hiểu lầm, không phải ý này, cậu rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn con trai của gì, đến đây đến, mau dậy đi. Chấm than ngoặc kép, Ân Nguyệt Dung nói xong, liền nhiệt tình muốn đỡ bác dịch đứng lên vẻ mặt bác dịch vẫn kinh ngạch nhìn ân nguyệt dung vẫn không thể tin được bà thật sự là mẹ của trang ngải lâm và trang hạo nhiên không thể nào anh còn nhìn chằm chằm mẹ của tôi nữa tôi đạp chết anh trang ngải lâm không nói hai lời lại muốn giơ chân con cút ngay ân nguyệt dung lập tức quay đầu nhìn trang ngải lâm tức giận nói con còn như thế này không muốn gả ra đúng không ôm nhiều đồ cưới chết già cũng không phải là con mẹ còn muốn con gái của mẹ sinh con gái, mặt mũi giống mẹ đấy. Trang ngải lâm lạnh lùng không nói lời nào. Đi đi đi, ngay cả heo biết bơi con cũng không biết, tại sao còn ở chỗ này làm nhảm cái gì. Ân Nguyệt Dung lập tức xoay người qua, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, mộng ảo muốn cười, nhìn bác dịch, dịu dàng giải thích, chào cậu, gì là mẹ của hai đứa bé vô tâm, ngải lâm và hạo nhiên, cậu là. Chấm ngoặc kép, ánh mắt bác dịch khẽ xoay tròn, rốt cuộc vẻ mặt hơi khôi phục, nhẹ nhàng tránh khỏi ân nguyệt dung đỡ, mới có hơi nghiêm trang khẽ gật đầu, nói, chào gì, cháu tên là bác dịch. Chấm ngoặc kép, đứa bé rất lễ phép, ân nguyệt dung nhìn bác dịch thế nào cũng thấy thuận mắt, ngừng mặt cười nói, ngày hôm qua cậu bị thương là có chuyện gì hả? Bác dịch không có lên tiếng, liếc trang ngải lâm một cái. Ân Nguyệt Dung nhìn bác dịch, chớp mắt một cái, sắc mặt hơi thu lại, lui về phía sau tay chỉ vào con gái, nói, là con bé này đánh cậu thành như vậy. Trang ngải lâm lạnh lùng không lên tiếng. Bác dịch vẫn im lặng. Ân Nguyệt Dung hiểu ra, lập tức gật đầu nói, dì hiểu rồi, cảm ơn cậu còn sống, dì sẽ trừng trị nó thật tốt, cậu yên tâm đi, tương lai vào nhà chúng tôi, chúng tôi đem đồ cưới cho cậu hết, còn có thể ở bên ngoài sinh một hai đứa cháu ngoại. À, bác dịch và đường khả Hinh đồng thời kêu nhỏ. Trang ngải lâm thở dài một cái. Không có việc gì, không có việc gì tất cả mọi người đi xuống ăn cơm chưa đi ân nguyệt dung lập tức đẩy toàn bộ bọn trẻ xuống lầu nhưng nhìn thấy đường khả hình vẫn mặc quần áo thể thao bà đau lòng tiến lên vịn nhẹ vào thân thể của cô hết sức căng thẳng hỏi bảo bối tại sao con không thay quần áo a à, con chấm ngoặc kép đường khả hình không biết nên nói gì không sao không sao đều là người một nhà không cần thay đổi cũng không sao Ngày mai mẹ lập tức đặt cho con vừa áo ngủ và vừa váy thường hàng tại Paris. Ân Nguyệt Dung nhìn thấy Đường Khả Hinh trong lòng giống như pha đường, vừa đỡ cô xuống lầu, vừa nhìn cô giống như tâm can bảo bối. Đường Khả Hinh cũng có chút áy náy, lại thấy bọn người tô lạc hoành đang đánh bài, chú Trang vẫn ở trong phòng bếp bận rộn. Cô thật sự ngạc nhiên suy nghĩ, rốt cuộc những người này làm sao cùng một nhà chứ? Cha, chấm than ngoặc kép, Trang Ngải Lâm đứng ở phòng khách, vừa liếc bài xì phé của Lâm Sở nhai vừa nhìn về phía cha kêu to, hôm nay còn tới tháng rồi. Được, chấm ngoặc kép, trang tính vũ vừa chiên cá, vừa nói, cha nấu một chút nước gừng cho con uống. Chấm ngoặc kép, bác dịch và đường khả hình, hai người đứng chung một chỗ, im lặng nghe. Cha, cha nói xem ngày hôm qua con mới vừa sơn móng tay nhìn có được hay không. Trang ngải lâm đi tới trước mặt cha, giơ móng tay màu đỏ của mình. Trang tính vũ chậm rãi xoay người, để cái sạn chiên thức ăn xuống, nắm nhẹ ngón tay ngọc thon dài của con gái hít mắt nhìn móng tay một chút vẻ mặt hiền hòa cười nói rất đẹp nhưng nói bọn họ cẩn thận một chút lần trước làm tay của con chấm ngoặc kép biết rồi trang ngải lâm muốn mở nắp nồi gà cha hầm muốn kéo đùi gà ăn cẩn thận nóng chấm ngoặc kép trang tính vũ lập tức xoay người cầm một cái đĩa trắng dùng đôi đúa gắp một khối thịt đùi gà thổi thổi mới đưa cho con gái nói từ từ ăn còn ăn cơm nữa chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép đường khả hình và bác dịch càng trợn to hai mắt nói không ra lời cậu yên tâm chấm ngoặc kép ân nguyệt dung giống như đám mây bay tới trước mặt bọn họ hết sức nghiêm túc nói nhà chúng ta tôn trọng từng người trên thế giới này nhất là con rể và cô dâu còn có bảo bối của chúng ta chúng ta chỉ không thích một loại động vật ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép đường khả hình và bác dịch cùng nhau im lặng nhìn bà bọn người tô lạc hoành cùng yên tĩnh nhịn cười quay đầu lại nhìn hai người bọn họ không thích động vật gì vậy đường khả hình vẫn có chút ngạc nhiên trợn to hai mắt nhìn ân nguyệt dung hỏi ân nguyệt dung nghe vậy liếc mắt mỉm cười rất đáng yêu dơ ngón trỏ nói con trai phốc mấy người lâm sở nhai không nhịn được cười trang hạo nhiên vừa lúc xuất hiện tại bên thang lầu bất đắc dĩ nhìn mẹ cười khổ nói mẹ có nên nói như vậy hay không Ân Nguyệt Dung lập tức tức giận quay đầu, vừa muốn hỏi con trai tại sao xuống trễ như thế, đột nhiên vẻ mặt sướng sờ, nhìn thấy lúc con trai xuống lầu, má trai anh có một dấu tay thật đáng yêu, bà đột nhiên cảm thấy kích động nhảy tới con trai trước mặt, vươn tay bưng mặt của con trai, vui mừng hỏi, mặt của con làm sao vậy? Mặt của đường khả hình lập tức đỏ lên, hoảng sợ không nhẹ, chỉ sợ trang phu nhân tức giận. Ánh mắt trang hạo nhiên chợt lóe, không biết nên nói gì, chỉ có chút lúng túng, sướng sờ ở một bên trang tính vũ mang cá chiên ra cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn con trai một cái lại nhìn đường khả hinh đứng ở một bên lúng túng đỏ mặt tất cả mọi người cùng nhau im lặng nhìn trang hạo nhiên bị đánh đúng không ân nguyệt dung lập tức giống như đau lòng rất cẩn thận hỏi con trai gì là là con chấm ngoặc kép mặt của đường khả hinh hồng hồng mới vừa muốn giải thích thật sự là quá tốt rồi con như vậy mới giống người của nhà họ trang chúng ta không uổng công khi còn bé mẹ để cho con bú sữa mẹ. Chấm than ngoặc kép, ân Nguyệt Dung lập tức ngẩng đầu lên, rất xinh đẹp, rất mơ mộng tưởng tượng lúc này con trai cứng rắn ôm hôn đường khả hinh, sau đó cô cực kỳ cực kỳ ngọt ngào, tát cho con trai một bạt tai, hai tay của bà chấp lại, vô hạn tưởng tượng, vô hạn tốt đẹp mà ngước lên, khẽ lắc đầu cười nói quả thật quá lãng mạn rồi. Chấm ngoặc kép, bọn người lâm sở nhai cười đến run người không nói ra lời. Cười đi, cười đi, cười đi. Trang Hạo Nhiên cũng có chút lúng túng che mặt, đạp Tô Lạc Hoành một cái. Đường Khả Hinh càng mắc cỡ không tìm được cái lỗ để chui vào. Hôm nay Hạo Nhiên chúng ta làm một chuyện khiến mẹ vui vẻ, mẹ cho phép nó ăn cơm trên bàn. Ân Nguyệt Dung đột nhiên thật vui vẻ vỗ tay nói. Đường Khả Hinh mở chừng hai mắt, nhìn Ân Nguyệt Dung, có chút miễn cưỡng cười nói, cho phép anh ấy ăn cơm trên bàn. Đúng vậy, chấm than ngoặc kép Ân Nguyệt Dung lập tức quay đầu nhìn đường khả hinh mỉm cười nói, bình thường đều là chúng ta ăn cùng một bàn, một mình nó bưng cơm ngồi ở bên ngoài ăn, muốn thức ăn thì tới gấp. Chấm ngoặc kép, có nên như vậy hay không? Thiên vị đến mức này, con người đường khả hinh cũng muốn rớt ra rồi. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ đứng ở một bên không lên tiếng. Đến đây đi, chúng ta cùng vào bàn ăn cơm đi. Tiểu Hoành, Tiểu Nhai, Tiểu Kiệt, Tiểu Hàn, Tiểu Đồng Đồng. Chấm ngoặc kép lần này ân Nguyệt Dung có thể tha cho anh, tay dắt con trai đi về phía bàn ăn. Mẹ, chuyện này thật hay giả, Trang Hạo Nhiên thật sự buồn cười nhìn mẹ, không dám tưởng tượng mình có vinh hạnh đặc biệt này. Thật, chấm than ngoặc kép, ân Nguyệt Dung lập tức kéo con trai, nhờ mắt đẩy anh đi về phía vị thứ hai phía bên trái bàn vuông, để cho đường khả hình ngồi ở vị trí chủ bên cạnh Trang Tĩnh Vũ. Trang Ngải Lâm cũng muốn đi tới, kéo ghế ngồi xuống. Con làm gì thế, Thái độ ân Nguyệt Dung đột nhiên ngạc nhiên nhìn con gái. Ăn cơm, chấm ngoặc kép, Trang Ngải Lâm nhìn mẹ, không hiểu nói. Ngày hôm qua con đánh người thành đầu heo, con còn dám lên bàn ăn cơm. Con cho rằng mẹ không có mang thai 10 tháng sinh con chứ. Ân Nguyệt Dung tức giận đỡ đường khả hình ngồi xuống trước, lại lạnh lùng nhìn Trang Ngải Lâm. Chẳng lẽ mẹ lại vì một tên đầu heo, không để cho con lên bàn ăn cơm. Trang Ngải Lâm lập tức chỉ vào bác dịch, tức giận nói chương 650 khác nhau. Tiến về phía trước, vẻ mặt Trang Ngải Lâm hết sức căng thẳng và tức giận cầm một chén cơm, phía trên chỉ chất ba miếng bí đỏ, biến thành hình một kim tự tháp. Mọi người trên bàn ăn, tất cả đều yên tĩnh muốn quay đầu nhìn cô. Ai dám nhìn tôi, một lát nữa tôi để cho người đó không ra khỏi cái cửa này. Trang Ngải Lâm cầm chén cơm, tay cầm đôi đũa, nghiêm mặt, cắn răng nghiến lợi nói. Tất cả mọi người đều không nhịn được cười cầm chén cơm im lặng xoay người không dám nói lời nào bác dịch ngồi ở một bên cầm chén cơm tay cầm đôi đúa lùi nhẹ một chút cơm bỏ vào trong miệng nhai nhẹ trên mặt có nụ cười khó được trong lòng thật có chút thầm dễ chịu trên bàn ăn này còn có một người khác thầm dễ chịu vẻ mặt trang hạo nhiên hài lòng nhiệt tình nở nụ cười nhìn chị mới vừa muốn nói vài lời để an ủi chị gái trang ngải lâm lập tức lạnh lùng nhìn em trai cong môi kêu lên cậu muốn chết cậu liền mở miệng nói. Tôi vặn gảy đầu ngón tay, đầu ngón chân đút hết cho chó ăn, cậu tin không? Tôi lại thưởng cho cậu mười mấy bà tai, cậu tin không? Tôi lại ném cậu xuống biển làm mồi cho cá mập có tin hay không? Ân Nguyệt dung nện đôi đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn con gái, rất tức giận nói, con tin mẹ để cho con ngay cả kim tự tháp cũng không có, hay không? Chấm than ngoặc kép, trang ngải lâm lập tức không nói lời nào, hết sức không cam lòng cầm đôi đũa, cúi đầu ăn cơm, cắn bí đỏ xào, nhai không có mùi vị gì, đời này cũng không có mất mặt như vậy. đường khả hình có chút đồng tình liếc mắt nhìn chị trang, sau đó không nhìn được cúi đầu, nhìn một bàn đầy thức ăn sắc màu mùi vị đều có đủ, có tôm hấp, tôm hùm hầm phô mát, cua xào chua cay, canh gà nhân sâm, gỏi sứa trộn mầm đậu vi vi. cô hơi sướng sờ, món ăn hôm nay đều là những thứ cha và mình thích ăn, trùng hợp như thế. một miếng cua xào chua cay bỏ vào chén của cô. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu, nhìn Trang Tĩnh Vũ ngồi ở vị trí chủ trên bàn ăn. Trang Tĩnh Vũ cũng hết sức thương yêu nhìn Đường Khả Hinh, hiền hòa mỉm cười, nói: "Ăn nhiều một chút, quá gầy, hai má phải tròn một chút." Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh có chút cảm động nhìn Trang Tĩnh Vũ, ông chú này lúc nào ông cũng rất hiền lành đối với mình, khẽ mỉm cười, cúi đầu, liếc mắt nhìn thịt cua xào tươi ngon trắng tinh đẹp mắt, xúc động nói: "Lúc con còn nhỏ, thích ăn cua xào chua cay nhất." Cha thích xào cho con ăn. Chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên nghe vậy, liền hơi nghiêng người muốn nói với đường khả hinh. Con tránh ra một chút. Chấm ngoặc kép. Trang tính vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn con trai, lạnh lùng nói con ngồi ở trên bàn ăn, quá trướng mắt. Trang hạo nhiên không có cách nào, chỉ đành phải cầm chén cơm, đôi đúa, tựa lưng vào ghế ngồi, cười bất đắc dĩ, cố gắng không để cho cha nhìn thấy mình nhưng vẫn rất vui vẻ, cũng kẹp một miếng cua xào chua ngọt, vừa ăn mùi vị này vừa có chút kinh ngạc nói cha, giấm này là cha ủ sao? Trang tính vũ không lên tiếng, chỉ nhìn đường khả hình. Đường khả hình cũng có chút tò mò cầm đũa lên, gắp một miếng thịt cua nếm thử, ánh mắt của cô sáng lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Hai mắt trang tính vũ khẽ xoay tròn. Nhớ tới lưu trí đức căn dặn không thể tùy ý lộ thân phận của đường khả hình, vẻ mặt im lặng. Chú, cái này, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút tò mò nhìn trang tính vũ, cười nói, "Giấm này chú tự ủ sao?" Ừ, chấm ngoặc kép, Trang Tính Vũ vừa gấp một miếng thịt gà, đưa về phía con gái. Trang Ngải Lâm lập tức đi tới nhận lấy, lại đi về gặm thịt gà. Nhưng giấm, chấm ngoặc kép, ánh mắt Đường Khả Hinh lóe lên, lại nhấp nhẹ một chút vị chua, trong đầu đột nhiên thoáng qua hình ảnh khi còn bé, rừng trúc xanh xanh, chỉ thấy đám sương mỏng trong rừng mới vừa tan đi, ánh mặt trời chiếu xuống, lấm tấm tia sáng rơi xuống giống như nhiều loại hoa nhỏ li ti, rất nhiều hương thơm cây cỏ lan ra, làm lòng người thanh thản, lại nghe được từ nơi xa truyền đến âm thanh nghiền bột, truyền đến từng hồi, giống như âm thanh dễ nghe này vang khắp nơi. Có một cô bé mặc váy xinh đẹp giống như bươm bướm, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm một nhánh trúc, đón ánh bình minh, gió mát, vui vẻ bước nhanh đi về phía trước. Trước một căn nhà tre rất nhiều lá trúc, đặt một cái chậu màu đen thật lớn, các công nhân không biết đi đâu, chỉ có một người đàn ông trung niên mặc thường phục đơn giản, đứng ở trước cái bàn dài ngoài trời, hai tay không ngừng nắm trục quay, khuôn mặt căng thẳng, chăm chú, hai mắt lộ ra rất nhiều tình cảm đối với thức ăn. Cha. Chấm ngoặc kép, cô bé thật vui vẻ đi đến trước mặt cha, lại nhìn thấy trước bàn để rất nhiều hạt vừng, cùng đã nghiền nát trộn bột ngũ vị hương, cô ngạc nhiên hỏi cha, "Cha đang làm gì vậy?" "Cha đang làm giấm thơm." Chấm ngoặc kép, người đàn ông trung niên mỉm cười nói giấm thơm, cô bé nghe lời này, ngạc nhiên hỏi, giống như giấm nhà chú xô. So. Người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn về phía con gái nói, văn hóa ẩm thực của người Trung Quốc chúng ta muôn màu muôn vẻ, mỗi loại thức ăn sẽ có một mùi vị, cũng thông qua theo đuổi phát triển không ngừng, nhìn như hơi chua, nhưng vị chua không giống nhau, có axit citric, axit etylic, axit tannic, mà vị chua của giấm thể hiện càng đa dạng, có giấm chua sơn tây, nó không phải ở dạng lỏng như chúng ta thường nhìn thấy giấm thanh và giấm ngọt, có biểu hiện màu tím thấm, chất giấm rất trong trẻo. Mùi vị êm dịu, còn có giấm thơm chấn giang, giấm cám tứ xuyên, giấm gạo lức giang chiết, màu sắc giấm hết sức xinh đẹp, giống như màu hoa hồng đỏ, bình thường dùng để trộn thức ăn, vị ngon nhất. Chấm ngoặc kép. Vậy cha đang làm giấm loại nào? Không giống giấm ở nhà chúng ta ăn sao? Cô bé tò mò nhìn nguyên liệu trên bàn, hỏi. Dĩ nhiên không giống nhau, giấm thơm có húng liều, vừng, đường, các loại gia vị khác, sau khi trải qua thời gian kết tủa, chuyển sang lắng đọng nó sẽ chua, có thể phát ra mùi vị kỳ lạ, thơm nồng, dùng giấm thơm chế biến cua xào ngọt cay, vị hết sức phong phú, thậm chí mùi thơm có thể mạnh hơn thịt cua. Chấm ngoặc kép, ông mỉm cười nói, có thật không, vậy nhất định ăn thật ngon, đây là cha nghĩ ra được sao, cô bé sốt ruột nhìn cha hỏi. Cha bỏ thêm vào một loại gia vị mà khả hình chúng ta thích nhất. Chấm ngoặc kép, Người đàn ông trung niên mỉm cười véo nhẹ khuôn mặt của con gái, nói. Cái gì? Cô bé lập tức tò mò hỏi. Đây là một bí mật, tương lai nếu như khả hình có thể nếm được mùi vị này từ người nào đó, ngoài cha ra, nhất định phải hết sức cung kính họ, vì đó là người cha của con tin tưởng nhất, thậm chí tương lai họ sẽ mang tới cho con hạnh phúc. Chấm ngoặc kép. Những lời này, giống như trước kia, ánh mặt trời mà ấm áp, gió mát, càng không ngừng bay tới, càng không ngừng bay tới. Đường khả hình không nhịn được cầm chén cơm, khiếp sợ tò mò nhìn trang tĩnh vũ, mất hồn nghi ngờ suy nghĩ, đây chỉ là trùng hợp sao? Hay là thật sự có chuyện ấy? Sắc mặt trang tĩnh vũ cũng trịnh trọng, nghiêm túc nhìn cô. Ân Nguyệt Dung vừa ăn bông cải xanh chồng nấu, vừa nhìn chồng và khả hình ngồi ở đối diện, chú nhìn cháu, cháu nhìn chú, bà cũng cảm động nghẹn ngào, buông chén đũa xuống, cúi đầu, kéo khăn tay trắng, lau nhẹ nước mắt. Mọi người lại cùng nhau nghi ngờ nhìn bà. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn mẹ. Ân Nguyệt Dung khẽ nghẹn ngào nói, mẹ thấy cha của con và Khả Hinh, hai người nhìn đối phương giống như cha con, mẹ rất cảm động. Ánh mắt của đường Khả Hinh ngây ngốc, nhìn Ân Nguyệt Dung. Trang tính vũ cũng mỉm cười nhìn vợ một cái, vươn tay vuốt nhẹ phía sau lưng của vợ, nói, bà xã, em cảm thấy như vậy từ lúc nào? Chúng ta là một nhà thương yêu nhau đến cỡ nào? Ân Nguyệt dung đột nhiên nghẹn ngào kích động nhìn Đường Khả Hinh ở đối diện, tình thâm chân thành nói, con cảm thấy người cha chồng và mẹ chồng đây có tốt không? À, chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh đang cầm chén cơm, đột nhiên có chút lúng túng, không biết nói sao. Mẹ, chấm ngoặc kép Trang Hạo Nhiên thở dài, thật sự là hết sức hết sức bất đắc dĩ gọi mẹ. Con cầm miệng, lần sau Khả Hinh không đánh cho con tàn phế, con không có cơ hội lên bàn ăn cơm chấm than ngoặc kép, ân nguyệt Dung nói xong, lại ngước mặt tình thâm nhìn khả hình, nhẹ nhàng giang đôi tay, đầy ý thơ và mộng mơ nói, con nhìn xem, chúng ta là một nhà thương yêu nhau, có đúng không? Đánh cho tàn phế, còn thương yêu nhau. Đường khả hình cầm chén cơm, buồn cười. Hơn nữa đây là một chuỗi sản nghiệp hoàn hảo đến cỡ nào. Trang phu nhân đột nhiên giống như thi sĩ người Anh, mở to đôi mắt xinh đẹp mộng ảo, thật vui vẻ nói. Bọn người Tô Lạc Hoành đang im lặng bới cơm, khó được ăn món ăn trang tính Vũ làm, nhưng nghe Trang phu nhân nói như vậy, mọi người cũng nhai cơm trắng, ngẩng đầu nhìn bà. Tiêu Đồng cũng vừa ăn tôm hấp, vừa ngẩng đầu lên nhìn Trang phu nhân, ngạc nhiên nói, "Gì Trang, chuỗi sản nghiệp hoàn hảo là cái gì?" Ân Nguyệt Dung nghe hỏi, vẻ mặt hưng phấn, cả người nhẹ nhàng muốn xoay vòng tròn bàn ăn, nhưng đi tới trước mặt của con gái, sắc mặt của bà thu lại nói, "Xích qua một chút." nếu như con lại đánh bác dịch bị tàn phế, con vĩnh viễn cũng không có cơ hội ở trên bàn ăn cơm. Chấm than ngoặc kép. Phốc, mấy người lâm sở nhai thiếu chút nữa phun cơm ra, cười đến run rẩy. Bác dịch, người đàn ông lạnh lùng này cũng không nhịn được hơi nở nụ cười. Trang ngải lâm thật sự cảm thấy hôm nay là thiên sát của mình, cô bất đắc dĩ thở dài, lui về phía sau một bước. Ân Nguyệt Dung tiếp tục ngẩng mặt, nhập vai, nhẹ nhàng xoay xung quanh mọi người, vẻ mặt tươi cười rất vui vẻ nói, lúc này đã hỏi thăm tôi đã biết, nhà của bác dịch chúng ta trồng nho, trưng cất rượu đỏ, khả hình nhà chúng ta là chuyên gia hầu rượu, hạo nhiên nhà chúng ta là bán rượu. Trời ạ, à, một sự kết hợp hoàn hảo thế kia, thật sự là không chê vào đâu được. Tôi còn hạnh phúc hơn nữ Hoàng Anh rất nhiều, chuỗi sản nghiệp hoàn hảo thế kia, tương lai cháu của tôi có thể tự do tự tại bay lượn dưới bầu trời nho rồi. Chấm ngoặc kép. Mẹ, chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên và trang ngải lâm cùng tức giận gọi bà đường khả hinh và bác dịch cùng bất đắc dĩ cầm chén cơm không biết nên nói gì cho phải chẳng lẽ trên thế giới này cũng không có một người nào nhắc nhở tiên nữ này sao chữ bát không phải là tám chuyện em dám kéo người nhà vào sản nghiệp của em trang tính vũ là người chủ cao nhất suốt cuộc mỉm cười nhắc nhở vợ sắc mặt của ân nguyệt dung thu lại nhìn chồng lập tức nói em thấy nhiều gia đình xã hội thượng lưu đều như vậy mà chấm than ngoặc kép. Người ta đều như thế nào? Người ta đều giống như mẹ sao? Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ hỏi mẹ, "Bà thật không để lại một chút mặt mũi cho con trai và con gái của mình. Bọn họ chọn con rể, con dâu, không phải đều chú ý đến môn đăng hộ đối sao? Hiện tại hai đứa con rể, con dâu của em không phải môn đăng hộ đối với gia đình của chúng ta sao? Mọi người nói em ngày ngày bày trò, bây giờ em muốn giống với những người xã hội thượng lưu thì bất mãn?" thật chẳng lẽ muốn em cả ngày lẫn đêm đạp hư kim cương mới được sao bà có chút tức giận nhìn mọi người trang hạo nhiên thật sự rất mệt mỏi anh không muốn nghe nữa mình cúi đầu lùa cơm cái gì gọi là chữ bát không phải là tám chuyện anh nhìn đi mặt của hạo nhiên cũng bị đánh thành như vậy khả hình thương nó mới đánh nó như vậy không thương nó không biết còn như thế nào chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung nói chuyện này hết sức nghiêm túc tại sao mọi người ngạc nhiên hỏi mặt của đường khả hình nhanh chóng đỏ bừng, trang hạo nhiên ngẩng đầu lên trợn tròn mắt, trong miệng nhai cơm, nhai mấy cái, ngược lại thật muốn biết nguyên nhân. ân nguyệt dung thật sự hết sức hết sức tức giận nhìn những đứa ngu ngốc này, bất đắc dĩ xoay người nhìn con gái, vô cùng nghiêm túc hỏi: nếu như có một người đàn ông đột nhiên đè con cưỡng hôn trong thang máy, con sẽ làm sao? ánh mắt của trang ngải lâm trượt lóe, cong miệng, bộ dạng ra vẻ hung ác nói: đá phía dưới anh ta, giết anh ta chấm than ngoặc kép. Đúng vậy, chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung vỗ nhẹ bàn một cái, giống như cô giáo nhà trẻ nhìn các cháu nhỏ, đầy thâm ý gật đầu nói, chỉ có lúc cô ấy yêu, hoặc tạm thời không thể yêu, muốn đẩy ra, nhưng lúc đẩy ra lại đau lòng, mới có thể nóng lòng tát tai anh ta. Phụ nữ sẽ không tát tai quá mạnh, cô ấy mới hung hăng đá phía dưới anh ta, chấm than ngoặc kép. Phốc, trang hạo nhiên phun hết cơm ra. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 651: Hủy bỏ. Sau bữa trưa, mọi người đang thưởng thức trái cây. Ân Nguyệt Dung lại giống như tiên nữ, cầm một đĩa đào đã gọt vỏ, một chút đi đút Tiểu Đồng Đồng, một chút đi đút Tiểu Hoành, một chút lại chạy đi đút cho Tiểu Dịch Dịch. Cả người Bác Dịch như bị kim châm, ngồi ở trên ghế salon, có chút sướng sở ngẩng đầu nhìn Ân Nguyệt Dung. "Này, ăn đi." Ân Nguyệt Dung ghim tiên đào, xem Bác Dịch là đứa nhỏ muốn đút cho ăn. "À, gì?" chấm ngoặc kép, bác dịch miễn cưỡng nhìn ân Nguyệt Dung, cười khổ nói cháu không thích ăn đào. Chấm ngoặc kép, Trang Ngải Lâm ngồi ở ghế salon một người, lập tức cắn kẹo, nóng mắt chừng anh kêu to, anh muốn chết đúng không? Mẹ tôi cho anh ăn đào, anh dám không ăn, chấm hỏi ngoặc kép. Bác dịch lập tức sửng sốt nhìn Trang Ngải Lâm. Không sao, không sao, ân Nguyệt Dung lập tức rất hoang tưởng mơ mộng cầm đĩa thủy tinh của mình. Vui vẻ thoải mái nói, đó là bởi vì con rể của mẹ đủ thẳng thắn, mẹ thích cậu ấy như vậy. Bác dịch nghe lời này, một cục tức nuốt ở trong cổ học, hoàn toàn không chút được, cả người rơi vào trạng thái nặng nề, bất đắc dĩ không cách nào chút được uất ức. Có ăn hay không, Trang Ngải Lâm lại đưa quả đấm, muốn đánh anh. Cảm ơn gì, chấm ngoặc kép, bác dịch lễ phép, nhìn Trang Ngải Lâm một cái, rốt cuộc vươn tay nhẹ nhàng nhận lấy đào, bỏ vào trong miệng nếm thử một chút, anh trời sinh mẫn cảm đối với mùi vị, ánh mắt sáng lên ăn thật ngon có đúng không đây là vườn đào gì trồng trong nhà kính cái này là gì chuẩn bị cho cháu ngoại tương lai ân nguyệt dung nói vừa cười vừa nheo mắt nhìn bác dịch ăn ngon cảm ơn gì chấm ngoặc kép bác dịch rất khách khí đành phải cười cười lại tiếp tục nếm thử một miếng đào khuôn mặt gần như khôi phục cũng là người đàn ông đẹp trai kiên nghị trang tính vũ ngồi ở ghế salon một người mỉm cười nhìn bác dịch lấy thái độ người lớn tuổi hiền lành hỏi ở trung quốc vườn nho của bác dịch tiên sinh, nổi tiếng ở bên ngoài, đoạn thời gian trước, rượu đỏ tự trưng cất còn đạt được huy chương vàng thế giới, chúc mừng cậu. Cảm ơn chủ tịch, chấm ngoặc kép, bác dịch lễ phép gật đầu. Có nghĩ tới muốn mở rộng lãnh thổ của mình không? Trang tính vũ lại cười hỏi. Tạm thời không có ý định này, trước mắt cháu một người trông coi vườn nho, sau này thời cơ chín mùi, sẽ phải có kế hoạch. Bác dịch có chút căng thẳng khó hiểu. Trang ngải lâm nhìn anh chú thấy tình cảm của hạo nhiên và cậu rất tốt năm ngoái lượng tiêu thụ rượu đỏ của hoàn á chúng tôi đều nhờ có cậu nhạy cảm đối với thị trường này hy vọng trong tương lai có được ý kiến của cậu nhiều hơn trang tính vũ mỉm cười nói vâng bác dịch hơi khách sáo cười gật đầu cha không phải là một giống nho thôi sao a à, chấm than ngoặc kép trang ngải lâm lập tức che đầu của mình không thể tin nổi ngẩng đầu lên nhìn mẹ đang ra sức gõ mình cô kêu to mẹ mẹ làm gì thế con cảm thấy lúc em trai của con rửa chén rất đẹp trai phải hay không? Vậy con đi làm đi, chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung nói xong, lại bay tới trước mặt của đường khả hình, ngồi xuống bên cạnh cô, cầm nĩa ghim lên một miếng đào, đưa đến khóe miệng bảo bối này, nói cục cưng, mau ăn một miếng đào, lúc này tát tai hạo nhiên, nhất định đau tay rồi. Chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình đỏ bừng. Trang hạo nhiên đang đứng ở đầu kia phòng bếp cầm khăn lau rửa chén, nghe mẹ nói như vậy, bất đắc dĩ quay đầu lại nói, mẹ, mẹ đừng như vậy. Như thế nào cũng không liên quan đến con, ân nguyệt dung chừng mắt liếc nhìn con trai, nói, một chút nữa nếu mặt của con mất dấu, xem mẹ có dọn dẹp con hay không. Trang hạo nhiên nhìn mẹ chầm chầm nói, nó còn chưa tan à. Vậy con đi ra ngoài rất mất mặt thì sao? Đường khả hình cũng có chút lúng túng ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái. Dấu bàn tay như vậy rất đáng yêu, đương nhiên phải giữ lại ở trên lâu một chút ân nguyệt dung lớn tiếng nói đám người tô lạc hoành vây quanh ghế salon đánh bài nghe lời của dì trang cũng không nhịn được nở nụ cười trang hạo nhiên lập tức hết sức tức giận xoay người rửa chén đường khả hinh nghe nói như vậy trong lòng hơi sợ hãi nhìn bóng lưng trang hạo nhiên nghĩ tới lúc nảy tai có phải thật rất dùng sức hay không là một dấu tay nhỏ rất đẹp ân nguyệt dung lập tức tiến tới trước mặt cô rất đáng yêu nói như vậy dì chấm ngoặc kép Đường khả hình giống như bị người chọc chúng tâm sự, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng cúi đầu. Trang tính vũ im lặng nhìn vẻ mặt đường khả hình xấu hổ lúng túng, rũ mắt, hơi suy nghĩ. Khả hình, chấm than ngoặc kép, trang ngải lâm ngồi tại chỗ, nhìn đường khả hình có chút cố ý trêu chọc cô, cười nói, nếu không, giúp hạo nhiên rửa chén một chút, thuận tiện xem dấu tay kia có đáng yêu không. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình lại đỏ lên ngải lâm, chấm ngoặc kép, trang tính vũ nhìn con gái cười nói, khả hình tới nhà là khách, làm sao con có thể bảo cô ấy rửa chén giúp tên súc sinh ấy. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên đứng ở trong phòng bếp, nghe nói như vậy cũng tức giận nói, đúng, 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 mọi người cũng đừng tới đây, một mình con làm là được. Đường khả hình nghe nói vậy, cũng không có nghĩ nhiều, nhưng thật sự ngượng ngùng, chỉ đành ô ô a à a à đứng lên, nhìn mọi người có chút miễn cưỡng cười nói, vậy. Em đi giúp một chút, cũng không thể để một mình tổng giám đốc rửa chén. Chấm ngoặc kép, mọi người cùng nhau mỉm cười nhìn cô, đều không lên tiếng. Đường khả hình thật cảm thấy mất hết cả mặt mũi, nhanh chóng đi khỏi phòng khách, đi về phía trang hạo nhiên. Mẹ kiếp, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai lập tức đè xuống con sĩ. Đưa tiền, tôi mới vừa đánh cuộc tiểu đường đi rửa chén đấy. Chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành lại đưa tay về phía lâm sở nhai đòi tiền. Lâm Sở Nhai tức giận móc ra tập chi phiếu mỏng viết chi phiếu, vừa viết vừa tức giận kêu la: Mẹ kiếp! Hôm nay anh thắng tiền, có phải anh mặc quần lót màu đỏ hay không hả? Bên trong phòng bếp, Trang Hạo Nhiên đang một mình cười sặc sụa vì hành động mới vừa rồi rửa chén từng cái, từng cái. Một tiếng ho khan truyền đến, anh hơi sướng sở quay mặt sang, thấy Đường Khả Hinh có chút lúng túng đứng ở bên cửa tủ lạnh, anh im lặng một lúc, tiếp tục rửa chén, nói: Em đi vào làm gì? nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay giống như bị mẹ của anh giày vò. Chấm ngoặc kép, đường khả hình không biết nói gì cho phải, chỉ nhàn nhạt đi tới bên cạnh bàn rửa chén, nhìn chén đĩa đầy bàn, trong lòng của cô suy nghĩ nhà họ trang giàu có như cả một quốc gia, tại sao lại đối với con trai nhà mình như vậy? Cô nghĩ tới đây, không nhịn được ngẩng đầu nhìn má trái của trang hạo nhiên, thật sự có một dấu bàn tay rất rõ ràng, thậm chí thấy mặt có chút sưng lên. Cô trợn tròn mắt, Trang Hạo Nhiên vừa rửa chén vừa quay đầu, nhìn cô hỏi chuyện gì. Đường Khả Hinh lập tức tránh ánh mắt anh, nhẹ nhàng sắn ống tay áo của mình, nói em rửa giúp anh, anh nghỉ ngơi một chút, xa xa được người giúp việc mang đi ra ngoài chơi, có thể sắp trở lại, đến lúc đó lại quấn lấy anh không buông. Chấm ngoặc kép, không cần, nhà chúng ta phụ nữ không có rửa chén, Trang Hạo Nhiên trực tiếp nói. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh, Trang Hạo Nhiên đột nhiên hơi giật mình, hai mắt nhấp nháy, đè nén xúc động vào trong lòng, nói em mau đi ra đi, anh làm là được rồi. Anh nói xong, đột nhiên khẽ cau mày, cảm thấy khóe miệng bị thương, rách có chút đau đớn. Làm sao vậy, đường khả hình đột nhiên có chút căng thẳng quay đầu nhìn anh, quả thật nhìn khóe miệng anh sưng đỏ lộ ra tia máu đỏ, cô sướng sở nói đánh nặng như vậy à. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên im lặng nhìn cô. Ba cái trứng gà lớn mới vừa luộc chín, cùng một miếng vải lụa trắng để đập trứng trang hạo nhiên và đường khả hinh hai người cùng nhau sững sờ nhìn qua tôi sẽ không luộc một đĩa dấu ta này ít nhất phải ba trứng gà chứ trang ngải lâm cười xấu xa nói xong liền thoải mái xoay người đi khỏi mặt của đường khả hinh đỏ lên đứng ở một bên im lặng không lên tiếng ôi chị chưa đi đến phòng bếp làm sao luộc được trứng gà hả trang hạo nhiên nhìn chị kinh ngạc hỏi tôi dùng lửa tam muội không được mới là lạ. Chấm than ngoặc kép, Trang Ngải Lâm đã đi tới đầu kia. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn chị. Hai mắt đường khả hình lóe lên, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng vươn tay, cầm vải, bao lấy trứng gà đập mạnh xuống, vừa bóc vỏ có hơi nóng, vừa nói em lăn cho anh, khuôn mặt đẹp trai như vậy. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn cô. Đường khả hình bóc trứng gà xong, liền cầm vải bọc lại, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên ngây ngô đứng ở một bên, Cô im lặng tiến lên một bước, nắm nhẹ vải mụa, hơi ngẩng mặt lên, ngón tay bưng mặt hơi xoay má trái anh, dùng trứng gà có hơi nóng lăn nhẹ. A, à, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên lập tức thối lui đến trước cửa tủ lạnh, cao mày nâng mặt kêu to một tiếng. Sao thế? Em không dùng sức mà. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức lại tiến lên, thật căng thẳng nhìn má trái trang hạo nhiên, hết sức quan tâm hỏi đau chỗ nào? Có phải trứng gà quá nóng hay không? Trang hạo nhiên quay lưng với người nhà đang náo nhiệt bên ngoài phòng khách, lập tức ôm cô vào trong ngực, cúi xuống, hai mắt nóng bỏng nhìn Đường Khả Hinh, dịu dàng cảm tính cúi đầu hỏi. Lúc này mẹ anh nói, có thật như vậy hay không? Đường Khả Hinh đột nhiên sững sờ, nhìn Trang Hạo Nhiên, là thật sao? Trang Hạo Nhiên nóng mắt nhìn Đường Khả Hinh, căng thẳng hỏi, nói cho anh biết, nói cho anh biết suy nghĩ thật của em, tin anh đi, anh sẽ xử lý tốt tất cả, tin anh đi hai mắt đường khả hình chợt đỏ bừng nhìn anh. Khả hình, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên lại muốn gọi đường khả hình. Điện thoại di động chợt vang lên. Hai người sửng sốt. Lúc này đường khả hình đột nhiên có chút ngạc nhiên, ai gọi điện thoại tới, cô mới vừa muốn đưa tay vào trong túi cầm điện thoại. Đừng nhận, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên lập tức nắm chặt cổ tay cô nhét vào túi, hai mắt nóng rực nhìn cô, giống như biết có lẽ cuộc điện thoại hôm nay có chút khác thường. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình do dự đau lòng nhìn anh. Đừng nhận, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn cô, giọng nói gần như van xin. Đường khả hình vẫn im lặng nhìn anh, nắm chặt điện thoại di động đang chấn động, nhớ lại tưởng thiên lối bị đụng xe vì mình, ánh mắt tuyệt vọng và mờ mịt, cô vẫn cắn chặt răng khẽ xoay người, rút điện thoại liếc mắt nhìn quả nhiên là tưởng thiên lối, cô nhàn nhạt nhận máy, đáp nhẹ alo. Có đáng ghét không, đờ cây ếch vô cùng không rõ ràng. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn bóng lưng dịu dàng của đường khả hinh, đột nhiên lại có chút hiểu rõ, cười khổ xoay người đi ra phòng bếp. Trang tính vũ mới vừa muốn đi vào rót nước, lại thấy con trai hơi lộ ra mấy phần mất mát đi ra, ông cau mày hỏi con làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên dừng ở trước mặt cha, khẽ ngẩng đầu, cười khổ nói cha. Từ nhỏ con vẫn cố gắng không để cho cha quan tâm, bởi vì con cảm thấy để cho cha không cần quan tâm, chính là sự hiếu thuận lớn nhất của con đối với cha, con rất kính trọng cha. Nhưng ngày đó ở phòng ăn, cha có biết cha để cho cô ấy đi khỏi, tạo thành tiếc nuối cả đời con. Đó là một lần duy nhất con có chút tức giận, chấm ngoặc kép. Trang tính vô im lặng nhìn con trai. Trang hạo nhiên không muốn nói chuyện, chỉ thở mạnh, rốt cuộc trên mặt lộ ra mấy phần không hiểu và trách móc, cuối cùng đè nén đi khỏi. Trang tính vũ đứng ở một bên, hai mắt lóe lên hơi suy tư, nhưng vẫn từ trong túi móc điện thoại di động ra, liên lạc với thư ký nói, hủy bỏ cuộc họp liên tuyến quốc tế ngày mai, hẹn cục trưởng cục cảnh sát ăn cơm, tôi muốn gặp đường Trí Long. chương 652, cho anh một ngày. Sau giữa trưa, ánh mặt trời giống như khúc dương cầm chậm rãi chiếu sáng khắp muôn nơi, nhàn nhạt, nhàn nhạt, nhàn nhạt. Đường khả Hinh mặc váy ngắn xếp ly màu xanh nhạt không có tay, bên hông thắt đai lưng màu trắng, sách túi sách, đứng ở trước bệnh viện, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà màu trắng, ánh mặt trời buổi trưa chiếu rọi, có vẻ hơi nhu hòa. Cô im lặng một lúc, liền dịu dàng bước đi vào trong. Trước phòng bệnh VIP, hai người vệ sĩ mặc tây trang màu đen, vẻ mặt nghiêm túc đứng nhìn tới trước. Đường Khả Hinh đứng ở hành lang, nhìn bọn họ một cái, liền theo thói quen thường ngày, một mình im lặng đi vào bên trong, không ngờ vệ sĩ đưa tay ra ngăn cản. Cô sửng sốt ngẩng đầu, nhìn vệ sĩ cao 1m80, hơi đẹp trai, bình thường thỉnh thoảng cũng lên tiếng chào hỏi cùng anh anh cũng đã biết mình tại sao hôm nay thật xin lỗi đường tiểu thư vẻ mặt vệ sĩ tự nhiên nghiêm túc nhìn đường khả hình nói bởi vì có khách đến phòng tưởng tiên sinh căn dặn cho dù là ai cũng không được đi vào anh ấy không có đặc biệt căn dặn cô có thể đi vào hay không đường khả hình hơi sướng sờ bởi vì mới vừa còn nói chuyện điện thoại với tưởng thiên lỗi tại sao bây giờ lại thay đổi người nào ở bên ngoài Tiếng của tưởng thiên lỗi nhàn nhạt truyền đến. Đường tiểu thư tới, chấm ngoặc kép, vệ sĩ lập tức cao giọng đáp. Không đến bao lâu, một mùi thơm lay động theo chiều gió từ khe cửa bay ra. Đường khả hình sửng sốt. Cửa, phịch một tiếng, mở ra, như mặt mặc váy dây màu vàng nhạt, bên ngoài khoác màu trắng áo tơ tầm màu trắng, mái tóc xoăn buông thả, khuôn mặt xinh đẹp như mộng, nhìn đường khả hình kích động mỉm cười, gọi nhỏ, khả hình. Trái tim, ầm, một tiếng, giống như bị người nện một búa. Sắc mặt của đường khả hình tái nhợt, nhìn như mặt, ký ức trong đầu theo quán tính như mũi tên bay đến, Tắm thẳng vào trái tim của mình, trái tim thoáng chốc phát lạnh làm cho cô nhanh chóng run lên, trong cổ họng hít thở không thông. Như mặt lại lộ ra nụ cười cảm động vui mừng nhìn đường khả hình, hai mắt dưng dưng nghẹn ngào gọi nhỏ khả hình. Đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình mãnh liệt xoay tròn, đáy lòng dâng lên lạnh lẽo, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, như mặt sướng sờ nhìn cô, đường khả hình cũng không nhúc nhích, chỉ nắm chặt một góc sách tay, nhìn như mặt, ký ức vẫn còn lao đến mãnh liệt. khả hình vào đi, chấm than ngoặc kép, tiếng của tưởng thiên lối có chút nóng nảy, anh trực tiếp gọi, như mặt vẫn đứng ở bên cửa, ngạc nhiên nhìn cô, đường khả hình nuốt cổ họng một cái, hai mắt mãnh liệt chớp lóe giống như vào lúc này mới quay về thực tế, hơi lộ ra nụ cười miến cưỡng nhìn như mặt dịu dàng nói, như mặt tiểu thư. Đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép. Lúc này như mặt mới khôi phục nụ cười, vẫn ngọt ngào mơ mộng như trước kia, nhẹ vươn tay nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, dịu dàng nói, đã lâu không gặp, khả hinh. Chấm ngoặc kép, khả hinh, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lớn tiếng gọi cô. Vẻ mặt đường khả hinh hơi lộ ra lúng túng, nhưng vẫn khẽ nở nụ cười cùng như mặt cùng đi vào phòng bệnh, Ngẩng đầu lên trong nháy mắt nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi nửa nằm trước giường bệnh, đang hai mắt sốt ruột nhìn mình, vô cùng lo lắng mình nghĩ nhiều, cô chỉ nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, đè xuống cảm giác sợ hãi trong lòng lúc này, đi tới bên cạnh anh, dịu dàng hỏi: "Hôm nay khá hơn chút nào không?" Tưởng Thiên Lỗi căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh, chậm rãi gật đầu nói: "Khá hơn một chút rồi. Nhưng ngày hôm qua, anh thắng một trận chiến, muốn chia sẻ với em, đáng tiếc em không tới." Đường Khả Hinh im lặng cúi xuống, nhưng hôm nay tới là tốt rồi. Ngồi đi, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi hơi vươn tay nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, mỉm cười nói, như mặt mới vừa trở về nước, nghe nói anh xảy ra chuyện, ngay lập tức chạy tới. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, lúc tôi nghe được thiên lỗi gặp chuyện không may, thiếu chút nữa làm tôi sợ muốn chết. Chúng tôi còn chưa tán gẫu chuyện gì, cô đã tới rồi. Chấm ngoặc kép, như mặt nhẹ nhàng mỉm cười, liền nâng lên bên cạnh một bó hoa bách hợp màu hồng xinh đẹp, Mở giấy bọc ra, cắm vào bình hoa bên cạnh giường bệnh, khẽ so từng đóa hoa, nhìn thấy tưởng thiên lỗi nắm tay khả hinh, ánh mắt của cô hơi tối lại, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Đường khả hinh giống như lơ đáng kéo xuống tay tưởng thiên lỗi ra. Tưởng thiên lỗi lại lập tức nắm chặt tay của cô, nhìn cô căng thẳng hỏi, hôm nay em đi đâu? Đường khả hinh dịu dàng ngồi ở vị trí mình quen ngồi, thấy táo đã được gọt vỏ xong, cô liền cười nói có một một chút chuyện. Chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi nhìn cô. Đường khả hình chậm rãi tránh ánh mắt của anh, thấy như mặt đã cắm hoa xong, vừa muốn quay lại tìm chỗ người, cô lập tức đứng lên nói, như mặt tiểu thư, chị ngồi đi. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại nắm chặt tay của cô, có chút căng thẳng nói, em ngồi đi, một ngày rồi anh chưa nhìn thấy em. Như mặt khẽ mỉm cười, nói, không sao, cô ngồi đi. Từ này đến giờ chỉ mới vài phút, thiên lỗi vẫn nhớ tới cô. Đường khả hình nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng mỉm cười nhìn đường khả hinh nói, ăn cơm rồi sao? Trong nhà đầu bếp đã làm không ít điểm tâm, anh nghĩ em thích ăn, cũng bảo người để lại cho em một chút. Ăn rồi, chấm ngoặc kép, đường khả hinh đáp nhẹ, sau đó nhìn tưởng thiên lỗi hỏi, anh gọi em tới đây, có chuyện gì? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi im lặng nhìn đường khả hinh một lúc lâu, lại nở nụ cười hơi bất đắc nói, chẳng lẽ không có chuyện gì, thì không thể gọi em tới đây sao? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, có chút ý kỵ nhìn như mạt. Như mạt chỉ lộ ra nụ cười miễn cưỡng, ngồi ở trên ghế salon, kéo nhẹ áo khoác. Lúc này anh và như mạt đang tán gẫu chuyện của em. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn khả hình mỉm cười nói. Tán gẫu chuyện gì, đường khả hình chỉ đành phải cười hỏi. Anh nói với cô ấy, nếu như em tính trở về nước anh, anh sẽ đi cùng em chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cười nhạt nói. Đường khả hình sửng sốt. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, như mạt cũng mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn đường khả hình nói, từ nhỏ đến lớn, tôi rất ít nhìn thấy thiên lỗi lo lắng cho một người như vậy, mặc dù anh ấy lo lắng cho tôi, cũng là vì thân thể của tôi yếu ớt, nhưng cho tới bây giờ anh ấy cũng không vì công việc bỏ lại tôi. Anh nói nếu như cô muốn trở về nước anh, anh ấy sẽ đi theo cô. Mặc kệ như thế nào, cũng không rời xa. Tưởng thiên lỗi đường khả hình có chút kinh ngạc gọi nhỏ anh ánh mắt tưởng thiên lỗi lộ ra kiên định nhìn cô anh không cần làm như vậy em cảm thấy lần trước em đã nói xong rồi chấm ngoặc kép đừng nói như vậy anh sẽ không để cho em cô đơn một mình chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi lại lập tức nắm tay đường khả hình mỉm cười nói cambridge là một nơi xinh đẹp anh đã đi qua nơi đó có sương mù nhàn nhạt, nhạt ánh đèn đẹp nhất, rất nhiều truyền thuyết xinh đẹp làm cho người ta sẽ cảm thấy có thể nhặt được một chút chuyện xưa ở nơi đó. Chẳng qua anh không có cách nào đi với em quá lâu, nhiều lắm là mấy tháng, sẽ ở bên cạnh em thật tốt. Chấm ngoặc kép, đường khả hình bất đắc dĩ nhìn anh, nói em không cần anh làm như vậy, giữa chúng ta. Chấm ngoặc kép, anh yêu em, chấm ngoặc kép, hai mắt tưởng thiên lỗi đột nhiên hơi hiện ánh sáng thâm tình, nhìn cô. Đường khả hình sững sờ sắc mặt của như mà tái nhợt, ngồi ở trên ghế salon, hai mắt nặng nề lóe ra ánh sáng kích động, muốn cố gắng đẻ nén, nhưng lồng ngực phập phồng không ngừng. Anh yêu em, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi chậm rãi dịu dàng vươn tay, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng xinh đẹp của đường khả hinh nói, lúc anh bị đụng xe, thiên đường cũng vỡ nát, toàn bộ tạo thành khuôn mặt xinh đẹp của em tươi cười, giống như buổi sáng hôm đó, em chụp tấm hình đó gửi cho anh. Trải qua giấy ruộng sống chết mới hiểu được, nếu như cuộc đời này thực sự yêu một người, sẽ bất chấp tất cả để có được cô ấy, bởi vì thời gian không đợi mình, cô ấy cũng sẽ không chờ mình, tất cả tiếc nuối đối với em trong quá khứ, tạo thành thứ quan trọng trong cuộc đời anh. Anh yêu em, chấm ngoặc kép, cả người như mặt hư mềm, trên trán đổ mồ hôi, im lặng không lên tiếng. Đường khả hình nhìn anh, hai mắt lóe lên, nghĩ tới sau lưng còn có một tâm hồn bị thương, cô vốn muốn ẩn nhẫn, nhưng vẫn không nhịn được nói, mỗi lần anh xử lý tình cảm, đều phải tổn thương một người khác như vậy sao? Giống như ban đầu tổn thương em cũng như thế. Chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi hơi sững sờ nhìn cô. Em đi đây, đường khả hình không muốn nói thêm lời nào, nhẹ nhàng rút ra tay của anh, đè nén khó chịu cầm lên túi sách, nhanh chóng đi khỏi. Khả hình, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đau lòng gọi cô. Hai mắt đường khả hình rưng rưng, nhưng vẫn nhanh chóng xông ra cửa, bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa nghĩ đến lúc đối mặt với tình yêu của anh, lúc anh tình thâm chân thành đối với như mặt, mình đau đớn xé lòng, hôm nay tất cả mọi thứ đảo ngược, nhưng cô không chút nào vui sướng, có chỉ nổi đau lắng đọng. Khả Hinh, chấm ngoặc kép, giọng nói kia tiếp tục truyền đến. Đường Khả Hinh không có quay đầu lại, chỉ bước nhanh đi ra bệnh viện, nhanh chóng lao xuống bậc thang, vừa muốn đi khỏi cửa chính. Khả Hinh, chấm than ngoặc kép, giọng nói gần ở phía sau kia truyền đến đường khả hình kinh ngạc suy nghĩ tới lúc này tưởng thiên lỗi vẫn không thể xuống giường cô căng thẳng ở bên đài phun nước quay đầu lại thấy tưởng thiên lỗi che chặt vị trí bên xương sườn sắc mặt tái nhợt đón gió lạnh lẽo ánh mắt lộ ra vô hạn thâm tình đứng ở trước bậc thang thân thể mãnh liệt khổ sở khó chịu cô đơn nhìn mình anh thân thể anh còn chưa lành không thể đứng như vậy chấm than ngoặc kép đường khả hình thật căng thẳng lập tức chạy như bay tới thân thể tưởng thiên lỗi mãnh liệt bị xé rách nhìn cô gái trước mặt mặc dù anh đau đớn đến gần như hoa mắt nhưng vẫn đứng chặt tại chỗ tưởng thiên lỗi anh điên hả đường khả hình chạy đến trước mặt anh căng thẳng bất đắc dĩ nghẹn ngào gọi anh hai mắt tưởng thiên lỗi lập tức hiện lệ đưa hai tay ra ôm cô gái vào trong lòng cúi xuống khẽ hôn tóc cô mới kích động run rẩy nói cho anh một cơ hội để cho anh yêu em thật tốt mỗi một ngày đều yêu em thật tốt anh yêu em chấm ngoặc kép đường khả hình tựa vào trong ngực anh nước mắt chảy xuống, lại nói không ra lời. Phía trước, một bóng dáng nhàn nhạt, nhẹ nhàng lướt ra. Như mà tựa vào trước bức tường trắng như tuyết, cúi đầu im lặng không lên tiếng. chương 653, chỉ hận không được gặp nhau sớm. Căn nhà trọ nhỏ màu trắng. Dư quang ánh mặt trời lặn vẫy ra một mảnh vàng óng ánh, giống như tia sáng hạnh phúc thượng đế gửi đến. Đường khả hinh nắm túi sách, mang giày cao gót màu trắng, Mệt mỏi bất đắc dĩ đi dọc theo con đường ngô đồng cong cong, đi tới trước cửa nhà. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh cây anh đào lay động sạc sào, còn có tiếng giày cao gót mệt mỏi gõ xuống đất. Ánh mắt Đường Khả Hinh mờ mịt, nhìn tới trước, giống như không thể nhìn thấy màu sắc gì, sắc mặt tái nhợt, ngửa mặt nhìn trời chiều nơi xa sắp lặn, cô mệt mỏi nói không ra lời, rốt cuộc nhìn thấy ngôi nhà đang ở phía trước, cái sân nhỏ trước hàng rào, ánh sáng dịu dịu, cô đè nén cảm xúc nắm túi sách hơi nhanh chóng mà loạn choạng đi đến trước hàng rào, thở dài một hơi, mới đẩy cánh cửa thấp thấp đi vào, đi chưa được mấy bước, liền ngồi xuống trên bậc thang trước cửa nhà. Trong túi lăn ra một cái hộp nhung, lăn đến gốc cây cà chua xanh tươi. Đường khả hình hư mềm tựa vào trên tường, hai chân co rúc, nhìn cái cái hộp nhung, mặt không lộ vẻ gì, im lặng không lên tiếng. Cả người mệt mỏi, bi thương, mâu thuẫn, khổ sở, đè nén, cô gái này nhẹ nhàng gục đầu vào bên tường cúi đầu thở dài một hơi tiếng mở cửa vang lên nhã tuệ mặc quần áo ở nhà khó được chủ nhật nghỉ phép mang rác đi đổ mới vừa muốn đi ra ngoài vứt bỏ lại sững sờ nhìn thấy đường khả hinh một mình mệt mỏi ngã trên đất sắc mặt giống như bị rút sinh khí hai mắt lộ ra mờ mịt cô kêu khẽ một tiếng vội vàng ném rác vào trong thùng bên kia mới chạy đến trước mặt cô ngồi xổm xuống căng thẳng gọi khả hinh cô làm sao vậy Đường khả hình im lặng không lên tiếng, hai mắt không có ánh sáng. Đường khả hình, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ lại gấp gáp căng thẳng gọi cô, rốt cuộc cô làm sao vậy? Đường khả hình không nói lời nào, mặc cho từng viên nước mắt dọc theo khuôn mặt trắng nõn lăn xuống. Khả hình, cô đừng làm tôi sợ, nhã tuệ nắm chặt bả vai của cô, lắc nhẹ một cái, mới nói, hôm nay không phải cô ở nhà tổng giám đốc trang sao? Tại sao trở về dáng vẻ như thế này? các người cãi nhau đường khả hình vẫn là im lặng tôi gọi điện thoại cho tổng giám đốc trang hỏi một chút xem xảy ra chuyện gì chấm than ngoặc kép nhã tuệ lập tức căng thẳng lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho trang hạo nhiên một bàn tay nhẹ nhàng nắm tay của cô nhã tuệ dừng lại động tác căng thẳng nhìn đường khả hình đường khả hình mệt mỏi không còn hơi sức nói chị tìm anh ấy làm gì còn chê anh ấy không đủ mệt sao còn chưa đủ dày vò sao anh ấy vì em, bỏ ra nhiều như vậy, em còn có mặt mũi nào tìm anh ấy. Chấm ngoặc kép. Vậy rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì? Nhã tuệ nhìn cô căng thẳng hỏi. Đường khả hình sâu kín nói, tưởng thiên lỗi cầu hôn với em rồi. Chấm ngoặc kép. À, vẻ mặt của nhã tuệ ngưng tụ, liền căng thẳng hỏi, cô đã đồng ý sao? Đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bản thân, cười khổ nói, em có thể đồng ý không? Nếu như cô yêu, có thể đồng ý. Nhã tuệ chỉ đành phải nói như vậy. Chị sẽ làm dâu phụ cho em. Đường khả hình đột nhiên mỉm cười như hoa, dịu dàng hỏi. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, nhã tuệ im lặng nhìn cô một lát, mới có chút hồ đồ nói, dĩ nhiên. Chấm ngoặc kép, em nhớ hôn lễ của tào phó tổng và quản lý trần, chị làm dâu phụ thật đẹp. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lại sâu kín nhớ lại lúc ấy, thở dài một hơi, nói, khi đó, em cũng mặc váy rất đẹp, trong lòng ôm một nổi hận, đi về phía hôn lễ vui vẻ, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy thật quá ngốc, thời khắc đẹp như vậy, tại sao phải để cho mình xa vào trong thù hận. Cô gái này đột nhiên nghĩ tới một người đàn ông khác trong hôn lễ, mặc tây trang màu trắng, đứng ở dưới ánh mặt trời, nở nụ cười đẹp trai rất ấm áp, nhìn tới luôn là như vậy, ánh mắt cô sâu thẳm, giống như muốn đi đến trước mặt của anh, giống như lúc ấy, tay nhẹ kéo cánh tay của anh, nhìn ống kính, đầu tựa nhẹ vào trên bả vai của anh. Cô lại nhớ ra cái gì đó, lập tức lấy điện thoại di động của mình, run rẩy mở màn hình, ngón tay không ngừng trượt qua từng tấm hình, rốt cuộc nhìn thấy tấm hình lúc hôn lễ, lúc ấy có thật nhiều người chụp hình, mọi người cũng cười thật vui vẻ, Trang Hạo Nhiên càng đẹp trai thoải mái đứng ở một bên, mình giống như em gái hàng xóm, kéo cánh tay của anh, làm nũng nở nụ cười ngọt ngào. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, một tiếng thở dốc khe khẽ, cô gái nhìn hai người trong hình, cười, nước mắt từng viên nhỏ xuống trên màn hình. Nhã tuệ sướng sờ nhìn cô. Anh ấy rất đẹp trai phải hay không? Đường khả hình lập tức giơ máy trong tay về phía nhã tuệ, nghẹn ngào rơi lệ hỏi. Nhã tuệ cũng sướng sờ nhìn tấm hình trang hạo nhiên và khả hình dựa chung một chỗ phóng to, rất thân mật, chỉ đành phải gật đầu một cái. Nếu như lúc đó, em có thể hiểu được một chút tình cảm của anh ấy, có lẽ em sẽ không làm rất nhiều chuyện. Chấm ngoặc kép, khuôn mặt đường khả hình cố nén run rẩy, nhìn nhã tuệ bật khóc nói, có lẽ, Đêm hôm đó, nên nói rõ tất cả với anh ấy, em không yêu người nào, cũng chỉ muốn tha thứ cho một người khác, cho nên mới diễn một tuồng kịch như vậy, hoặc có lẽ lúc đi nước anh, khi anh ấy đốt củi sưởi ấm cho em, em không nên đi nhanh như vậy, hoặc lúc đứng ở King's Cross, không nên lên xe lửa, để cho anh ấy nói hết lời, hoặc buổi tối hôm đó anh ấy không có tới, em không nên đi, một mực chờ ở đó đến khi anh ấy xuất hiện mới thôi. Như vậy có lẽ tất cả mọi thứ cũng sẽ không xảy ra em có thể không chút do dự đi về phía anh lúc ở Cambridge. Rõ ràng bản thân em đã ý thức được, anh ấy là một người quan trọng nhất của em trên thế giới, tại sao anh ấy còn quan trọng hơn so với tình yêu. Hiện tại em mới hiểu được, đó là bởi vì, anh ấy là yêu tình của em, chấm ngoặc kép, nước mắt nhã tuệ chảy xuống. Hiện tại đối mặt số mạng, em giống như một người câm, một người vì em bị xe tông thiếu chút nữa không còn tánh mạng, người mà trong quá khứ em liều mạng yêu, anh ấy không yêu em, hiện tại người mà em không yêu nữa anh ấy liều mạng yêu em em muốn xoay người em liều mạng từ chối nhưng em không có một lý do chính đáng em nói em không yêu không được bởi vì anh ấy cho rằng trái tim em đến bây giờ vẫn trống không nhưng em không thể nói cho anh ấy biết bây giờ trái tim em đã đầy chứa đầy một người khác đường khả hình thất thanh tựa vào trên vách tường khóc lớn nước mắt từng viên chảy xuống tại sao không thể nói cho anh ấy biết bây giờ trái tim cô đã lắp đầy Tại sao? Nhã tuệ đau lòng nhìn cô, hỏi. Bởi vì trên thế giới này, người cho em sinh mạng, lấy cái chết uy hiếp. Chấm ngoặc kép, đường khả hình tiếp tục rơi lệ nói, bởi vì nếu em nói, hai người này sẽ chiến tranh, sẽ hại bao nhiêu người khổ sở. Chấm ngoặc kép, nghĩa, là sao? Nhã tuệ đột nhiên sừng suốt hỏi. Nếu em không thể yêu anh ấy, em không muốn ở trong thế giới của anh ấy, tạo thêm nhiều gánh nặng cho anh ấy. Em muốn làm cái ô che mưa cho anh ấy, cho dù là trong suốt, nhưng ít nhất là một phần tâm ý của em. Chấm ngoặc kép, đường khả hình bật khóc nói, hiện tại cả số mạng, xé rách em ra thật rất đau rất đau, em không biết nên làm gì. Em không muốn anh ấy tổn thương, bị tổn thương bất kỳ chuyện gì vì em. Chấm ngoặc kép, khả hình, cô, cô nói chú phản đối cô và tổng giám đốc trang, nhã tuệ lại kinh ngạc hỏi. Tại sao muốn em lựa chọn? Tại sao? Đường khả hình bưng mặt khóc giống, em không muốn lựa chọn em không muốn nghĩ chút nào chẳng lẽ ngay cả một chút bình yên cũng không cho em sao em cũng không trốn được ở lại cũng không được chẳng lẽ em thật sự phải tiếp nhận tưởng thiên lỗi sao nếu như em thật sự đón nhận anh ấy em làm thế nào để không phụ lòng trang hạo nhiên liều chết bảo vệ trái tim cho em em làm thế nào để không phụ trái tim của em bây giờ nhã tuệ đau lòng nghiêng người tới trước ôm chặt bản thân im lặng rơi lệ ở trong thế giới của anh ấy Em luôn được tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc, em muốn để cho mình rơi vào trong hạnh phúc này, cả đời cũng không muốn thoát ra. Nhưng thế giới của em chỉ sinh ra một chút lòng tham, cha lại muốn tự sát, tưởng Thiên Lỗi vì em bị xe tông. Giống như một lời nguyền rủa đáng sợ, chuyện này em làm thế nào để đi tiếp? Em làm thế nào mới có thể để cho anh ấy vui vẻ? Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh ngã ở trong ngực bản thân, đau khổ run rẩy khóc nói, "Quá khứ em cho rằng tưởng Thiên Lỗi yêu em, anh ấy không yêu em." em sẽ thống khổ nhất nhưng không phải hai trái tim rõ ràng ở chung một chỗ nhưng em không thể nói được gì giống như bị câm em tham luyến muốn ở trong ngực anh ấy nhiều thêm một giây cũng cảm thấy phạm tội nhưng làm thế nào đây tất cả xung quanh đều là ánh mắt bị thương của anh ấy anh ấy nói với em anh yêu em cuộc đời của em vẫn không trọn vẹn quá khứ là má trái hiện tại em đối mặt số mạng em bị câm nhã tuệ làm thế nào em nên làm như thế nào Nhã tuệ run rẩy khóc ôm bản thân, nghẹn ngào rơi lệ, nhưng cũng không nói nên lời. Tôi vốn cho rằng đối mặt với tình yêu, em sẽ không dũng cảm nữa. Nhưng hiện tại em đã biết rõ, nếu như đối mặt với tình yêu, có thể có cơ hội dũng cảm một lần là một chuyện hạnh phúc dường nào. Chấm than ngoặc kép, đường khả Hinh lại đau lòng bật khóc, nếu như thời gian có thể quay lại, một lần nữa đi đến hiện trường hôn lễ, em tiếp nhận hoa cầu, lúc ấy em nên quỳ xuống cảm ơn ông trời đã nhắc nhở số mạng của em, người bên cạnh như ngọn đèn đã cạn dầu. Chấm ngoặc kép. Ông trời ơi, bản lãnh thích trêu cợt lớn nhất của ông chính là khiến cho người đang yêu chỉ hận không được gặp nhau sớm, bởi vì thời gian giống như dòng sông lặng lặng trôi đi, người cũng đã trên trời dưới đất. Cho dù một ngày nào đó có cầu ô thước, thì cũng chỉ có cơ hội gặp mặt nhau một lần. chương 654, hình. Trời dần dần tối. Nhã tuệ đứng ở bên giường, đau lòng nghi ngờ nhìn đường khả hình bởi vì khóc quá mệt mỏi, cho nên nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, vệt nước mắt trên mặt vẫn chưa khô. Hai mắt của cô xoay tròn, ngạc nhiên nghĩ tổng giám đốc trang một nhân vật như vậy, tại sao chú đường lại phản đối? Chẳng lẽ trong này có chuyện gì không thể cho người biết? Đinh 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 đinh, chấm ngoặc kép, đồng hồ báo thức trên tường vừa hiện 8 giờ đúng. Nhã tuệ ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ treo trên tường, nghĩ tới lúc này cha mẹ nên về nhà, liền cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại nhà. Vào buổi tối, chuông điện thoại vang hết sức rõ ràng. Không đến bao lâu, điện thoại tiếp thông, tiếng của Lưu Trí Đức truyền đến, alo. Nhã Tuệ lập tức tỉnh thần, cầm điện thoại di động quay đầu lại nhìn đường Khả Hinh đã ngủ say một cái, mới vội vã đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, khe khẽ nói, cha. Con hỏi cha một chuyện, cha nhất định phải nói thật cho con biết. Chấm than ngoặc kép. Chuyện gì vậy? Lưu Trí Đức nghe con gái hỏi vậy, cũng lo lắng. Nhã tuệ nhanh chóng đi xuống lầu, mới cầm điện thoại di động căng thẳng hỏi cha, khó trách ít ngày trước ở chỗ này, còn phát hiện cha luôn có cái gì không đúng, Khả Hinh cũng bắt đầu có cái gì không đúng. Chuyện của Khả Hinh và Tổng Giám Đốc Trang, có phải là cha nói với chú Đường hay không? Nếu không, làm sao chú ấy có thể biết mà phản đối? Lưu Trí Đức xứng sờ, ngạc nhiên hỏi con gái, làm sao con biết chuyện này? Nhã tuệ kinh ngạc hỏi, thật sự là cha. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, lưu trí đức không lên tiếng. Trong lòng của nhã tuệ đau nhói, khó chịu gấp gáp nói cha. Tại sao cha phải làm chuyện như vậy? Chia rẽ một đôi tình nhân vốn có thể hạnh phúc, đây là một chuyện rất tàn nhẫn. Cha không biết Tổng Giám Đốc Trang là một người đàn ông đáng giá quý trọng như thế nào, cha càng không biết bên cạnh Khả Hinh có được một người như vậy không có dễ dàng. Gần đây vì chuyện của cô ấy, trong lòng con cũng phiền não, tại sao vào lúc quan trọng cha tổn thương Khả Hinh hả? chấm hỏi ngoặc kép. Lưu Trí Đức nghe nói như vậy, trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn không lên tiếng. Cha hãy nói thật cho con biết, tại sao chú Đường lại phản đối Tổng Giám Đốc Trang, một người đàn ông ưu tú như vậy, cho dù có tìm mấy đời cũng không thể tìm được. Chấm than ngoặc kép, nhã tuệ gấp gáp hỏi. Nhã tuệ, chuyện này, con cũng đừng quan tâm, cứ nghe theo lời của chú Đường và cha. Lưu Trí Đức chỉ đành phải khuyên con gái. Tại sao phải nghe theo lời của các người? Nếu như nghe theo lời của các người, Khả Hinh có thể hạnh phúc thì nên nghe, nhưng bởi vì các người phản đối, cô ấy khóc đến chết đi sống lại. Đoạn cảm tình này không giống lúc trước, quá khứ bị tổn thương sâu sắc nhưng vẫn có thể đi xa, nhưng bây giờ rõ ràng tâm đầu ý hợp. Cuống chi dày vào người nhất chính là Khả Hinh đối với tổng giám đốc Trang, cô ấy còn có lòng biết ơn, cho nên cô ấy càng không đành lòng tổn thương Trang tổng, các người làm như vậy là khiến Khả Hinh vĩnh viễn không quay đầu được chấm than ngoặc kép, nhã tuệ nói đến đây, nước mắt cũng muốn tuôn ra. Nhã tuệ, chấm than ngoặc kép, lưu trí đức chỉ đành phải khổ gọi con gái, chẳng lẽ con gái các con cũng không hiểu rõ cha mẹ sao? Cha mẹ sẽ không để cho con cái đi tìm chết, tất cả đều suy nghĩ vì các con mà. Chấm than ngoặc kép, vậy thì có chuyện gì nói ra đi, có chuyện gì nói ra dù sao cũng tốt hơn buồn bực trong lòng, bị chết không hiểu rõ, như vậy chúng con làm sao cam lòng. Sau này làm sao sống nổi?" Nhã tệ lại gấp gáp nghẹn ngào nói, "Nếu như cha không muốn nói chuyện này cho con biết, vậy bây giờ con không cần để ý, nói cho tổng giám đốc Trang tâm ý của Khả Hinh. Con nói được làm được, con tin tổng giám đốc Trang nhất định có thể điều tra rõ chuyện này, giải quyết chuyện này." Chấm than ngoặc kép. "Vậy con đi nói đi, để cho chú Đường của con chết ở trong nhà giam, mạng của một nhà ba người chúng tôi là ông ấy cứu sống, nếu như ông ấy chết, cha và mẹ của con cũng chết theo." Chấm than ngoặc kép, Lưu Trí Đức đột nhiên kích động run rẩy nói: "Cha, chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ đau lòng nói to, một người khó khăn lấy chết uy hiếp còn chưa đủ sao? Các người thật muốn giết chết chúng con sao? Có một số việc, không thể nói là không thể nói. Nói ra người cũng sẽ bị tổn thương càng lớn hơn." Chấm than ngoặc kép, khóc mắt Lưu Trí Đức đột nhiên đỏ bừng nghẹn ngào nói, "Hiện tại chú đường của con một mình chịu tội đó, không phải ông ấy không hối hận." Nhìn khả hình như vậy, lòng ông ấy đau như dao cắt nhưng đó là sự thật hãy để cho ôn ấy đạt được tâm nguyện này đi nếu như thực sự bất đắc dĩ mấy người già chúng tôi cùng chết để cho người trẻ tuổi các con muốn hạnh phúc sẽ được hạnh phúc chấm than ngoặc kép điện thoại nện mạnh xuống đáy lòng nhã tuổi cảm thấy lạnh lẽo cầm điện thoại di động hai mắt lóe lên nghi ngờ đau lòng nghĩ rốt cuộc tại sao một người cha yêu con gái như vậy lại không để ý tới hạnh phúc của con gái cũng muốn giữ mật này trên cầu thang, một bóng dáng nhỏ tựa vào bên thang lầu ngồi xuống. Đường khả hình tựa đầu vào trước cầu thang, nước mắt buồn bã chảy xuống, tay cầm chiếc nhẫn cưới, ánh sáng sâu nặng lóe lên, giống như một tiếng gọi mơ hồ. Buổi trưa hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng có chút mãnh liệt, hơi ấm nhanh chóng tràn ra khắp nơi, màu sắc của lá hoa ở giữa chưa lộ ra rõ ràng. Một chiếc xe hơi màu đen chậm dừng ở trước nhà giam. Hai người vệ sĩ đi ra, vẻ mặt nghiêm túc đi vòng qua chỗ ngồi phía sau xe, cung kính mở cửa xe, gọi, chủ tịch. Trang tính vũ mặc tây trang màu trắng, hết sức nho nhã, thanh tao đi ra chiếc Rolls Royce, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà giam này, ánh sáng trong hai tròng mắt bị đè nén chợt lóe, nhưng vẫn nhanh chóng cài cúc áo tây trang xong, cất bước đi về phía trước. Hai người vệ sĩ đã sớm nói rõ ý đến với trưởng nhà giam ra nghinh tiếp, liền cùng nhau nhanh chóng đi vào nhà giam. Hành lang thật dài, không biết từ đâu truyền đến tiếng nước nhỏ giọt, mặt tường đá cẩm thạch u ám, mặc dù loang lỗ cũ kỹ nhưng vững chắc. Vẻ mặt trang tính vũ lộ ra nặng nề, nhìn hoàn cảnh xung quanh, tâm trạng càng ngày càng nặng nề, trong đầu không khỏi nhớ lại ông cụ tưởng căn dặn, nhà họ trang mãi mãi không thể gặp đường trí long, nếu như vi phạm ước hẹn này, tương lai gặp vận rủi, mấy đứa bé vĩnh vĩnh không quay đầu được. Đã đến phòng giam, trang tính vũ đứng ở trước cánh cửa đóng chặt, nhớ tới lời của ông cụ tưởng, tâm trạng nặng nề, đè nén bất đắc dĩ, nhưng trong đầu lại thoáng qua ánh mắt bị thương của con trai, làm một người cha, ông nhẹ xiết quả đấm, vẫn cắn răng khẽ gật đầu. Trưởng nhà giam hiểu ý, liền cầm chìa khóa, mở cửa sắt ra, đẩy mạnh ra. Âm một tiếng, trang tính vũ lập tức kích động ngẩng đầu lên, đi phía trước nhìn xem. Đường trí long mặc quần áo tù màu xanh dương đậm, tóc hoa dâm, khuôn mặt tiều tụy, mí mắt rũ xuống, nếp nhăn giống như cành cây khô, cái nhợt đáng thương, hai mắt ứa nước mắt, vô hạn buồn bã ngẩng đầu lên. Trời à, chấm ngoặc kép, hai mắt trang tính vũ lập tức dương dưng, nhớ lại đã từng nhiều năm trước, người đàn ông trung niên ở trước mặt giống như đã còng xuống, quá khứ cũng là một người đàn ông trí tuệ nghiêm nghị, tao nhã văn nho, luôn là mặc đồng phục khách sạn thẳng thớm, dẫn nhân viên từng bước từng bước sáng lập kỳ tích vì khách sạn, thỉnh thoảng ôm con gái ngồi trên bắp đùi, cầm trống lắc trêu chọc cho con gái cười vui vẻ, nụ cười kia cũng rất cởi mở, hôm nay huyền thoại thuộc ông đã qua vẫn làm cho người ta ca tụng trí long chấm ngoặc kép trang tính vũ nặng nề đi vào nhà giam không thể tin nổi nhìn thoáng qua ông già còng xuống ở trước mặt đau lòng kêu một tiếng thật là anh sao đường trí long ngồi ở một bên nếp nhăn trên mặt vừa kéo ra mấy phần buồn bã hai mắt rưng rưng nhìn trang tĩnh vũ đột nhiên không nói gì liền run dẩy đẩy ghế ra quỳ xuống nghẹn ngào gọi chủ tịch trang chấm ngoặc kép anh làm cái gì vậy? Mau mau đứng lên, mau mau đứng lên, chấm than ngoặc kép, trang tính vũ kinh hãi, lập tức đi lên trước, đưa hai tay ra nắm chặt cánh tay đường trí long, nặng nề nhìn ông già trước mặt, nghẹn ngào nói, người nhà họ trang chúng tôi vẫn luôn nhớ ơn lớn của anh, năm đó nếu như không có anh cứu hạo nhiên lên, nó cũng sẽ không có hôm nay. Đường trí long nặng nề run rẩy đứng lên, nhưng giống như đoán được ý đến, hai mắt nhấp nhô nước mắt, nghẹn ngào hỏi, hạo nhiên. Đứa bé này, ra sao? Trang tính vũ vội vàng cung kính đỡ vào đường trí long ngồi xuống, mình cũng ngồi ở một bên, nhìn ông, nặng nề mỉm cười gật đầu nói tốt. Rất tốt, mặc dù lúc nhỏ có chút bướng bỉnh, nhưng trưởng thành vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người, lúc nó quản lý hoàn á, công ty ngày một phát triển, nhưng từ lúc nó lớn lên đến bây giờ, cũng không quên lời dạy dỗ của anh, vẫn luôn ra sức tuyên truyền văn hóa ẩm thực của Trung Hoa ở phương Tây, hiện tại trong lòng nó còn nhớ đến anh, nhưng tất cả mọi người làm cho nó cho rằng anh đã. Chấm ngoặc kép, đường trí long khẽ cúi đầu, mắt ngân ngấn nước mắt, vẫn rất an ủi gật đầu một cái cười nói, tôi vẫn không nhìn lầm đứa bé này. Vẫn không, tôi tin cậu ấy trưởng thành, nhất định là một đứa bé ưu tú. Chấm ngoặc kép, bây giờ nó còn học anh nấu thức ăn ngon, cho tới bây giờ nó cũng không có quên làm việc thiện, thường tổ chức cho nhân viên làm việc tình nguyện. Trở về nước tiếp tế cho những người cần giúp đỡ ở vùng sâu vùng xa, còn có một số hình chụp lúc nó tự mình đến trường học miền rừng núi, hình chụp lúc nấu ăn cho các đứa trẻ. Anh nhìn xem, trang tính vũ hiểu đường Trí Long, nhanh chóng từ trong túi tây trang của mình, móc ra một số tấm hình. Đường Trí Long nghe vậy, lập tức kích động run rẩy rơi lệ đưa đôi tay tràn đầy nếp nhăn, nhận lấy hình trong tay trang tính vũ, liếc mắt liền thấy trong hình có một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, mặc áo sơ mi trắng và quần trắng, hai ống tay áo săn lên, đang đứng ở trong phòng bếp đơn sơ, nóc nhà còn thiếu một mảng, ánh mặt trời chiếu xuống vừa lúc rơi vào cánh tay anh cầm cái vá, đang muốn xào ớt xanh thịt sông khói ở trong chảo, bên cạnh rất nhiều đứa trẻ mặc quần áo rách nát cũ kỹ, vây xung quanh anh. Người thanh niên này tràn đầy sức sống, nhiệt tình, nở nụ cười sáng lạn như ánh nắng mặt trời. Từng giọt nước mắt rơi vào trong hình. Đường trí long đè nén kích động mãnh liệt trong lòng, nhìn trong hình hạo nhiên, lập tức thật nặng nề gật đầu, nghẹn ngào nước nở an ủi, khóc nói tốt tốt, đứa bé ngoan, chấm ngoặc kép. Trang tính vũ cũng kích động nhìn đường trí long, không nhịn được nóng mắt cũng tràn ra vành mắt, nặng nề nghẹn ngào nói, nó vẫn chưa quên lời anh dạy, rất cẩn thận nhớ từng chi tiết anh đã dạy dỗ, ví dụ như hay đi giúp đỡ khi người ta cần, nhường một chút thức ăn cho người thèm ăn, ăn xong một bữa cơm, thỉnh thoảng ở lại vùng rừng nói một thời gian ngắn, tài trợ rất nhiều trường học cho những đứa trẻ kia, thậm chí lúc nào cũng học theo anh, một mình đeo túi sách, đến trên núi hái rau dại nấu ăn cho các đứa trẻ. Có lúc, tôi nhìn đứa bé này từ trong nước trở lại, trên mặt, trên tay đều bị thương, trong lòng người làm cha cũng đau, nhưng vẫn tràn đầy kiêu ngạo, Hạo Nhiên nhà chúng tôi có được anh, cuộc đời của nó trở nên rộng lớn sáng lạn, tính cách trở nên hấp dẫn. Chấm ngoặc kép. Đường Chí Long cầm tấm hình này, nhìn trang Hạo Nhiên trong hình, ánh mắt hiền lành và thông minh vẫn không thay đổi, ông đè nén khổ sở rơi lệ gật đầu muốn nói nhưng không có cách nào nói ra khỏi miệng, chỉ cầm hình thật chặt, không ngừng run rẩy cúi đầu rơi lệ. Chương 655, linh hồn sống lại. Trong không khí chậm rãi lưu chuyển tinh thần làm cho lòng người kích động. Anh nhìn xem, tấm hình này là nó hái rau dại trên núi. Chấm ngoặc kép, trang tính vũ lại sôi nổi chỉ vào tấm hình thứ ba đường trí long cầm, nói, lúc đó nó trở về nước, vẫn nói với tôi, rau dại này rất giống lá tía tô, nhưng xanh hơn, có một chút mùi vị bạc hà chấm ngoặc kép. Trong lòng đường trí long kích động gật đầu một cái, nhìn Trang Hạo Nhiên trong hình, mặc quần áo thể thao màu trắng, cánh tay to lớn sách theo cả giỏ rau dại, đứng ở dưới chân núi, nhìn ống kính, nở nụ cười ấm áp sáng lạn. Ông đột nhiên cảm thấy xúc động nói, Hạo Nhiên thật sự rất giống như ông nội. Chấm ngoặc kép. Trang tính vũ nghe vậy, hai mắt khẽ lóe lên, cũng an ủi gật đầu. Đường Chí long lại chậm rãi đổi một tấm hình, thấy Trang Hạo Nhiên đang cầm trái bóng rổ, đứng ở trước một khu đất rất hoang vu, tay nâng một trái bóng rổ, một đám trẻ con đang đứng vỗ tay, khuôn mặt nở nụ cười muốn ném vào rổ, nhìn ra nhiều năm qua anh vẫn thích động vật, vóc dáng cao to, dơ trái cầu, thân hình vô cùng cao lớn, ông có chút an ủi cười nói, cậu ấy vẫn thích đánh bóng rổ. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, bây giờ vẫn rất thích, bất quá ngoại trừ chơi bóng rổ, nó còn thích rất nhiều thứ, mặc kệ làm chuyện gì khác. Đều hết sức xuất sắc, đấu kiếm cũng giành vô địch thế giới chấm ngoặc kép, trang tính vũ cũng có chút an ủi và tự hào, cười nói. Đường trí long khẽ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng, hiền hòa quét ngang khuôn mặt tươi cười của trang hạo nhiên, sâu kín nói cậu ấy cho rằng tôi đã chết. Mọi người phải nói cho cậu ấy biết như vậy, chấm ngoặc kép, trang tính vũ đột nhiên sững sờ, dừng lại một lát, mới bất đắc dĩ tràn lệ nặng nề nói, bây giờ chúng tôi không có cách nào nói ra khỏi miệng. Ông nội của nó đã nói rõ tất cả với nó, buổi tối hôm đó khi nó biết tin, một mình núp ở trong phòng đọc sách, khóc mấy ngày, cũng không ăn cái gì, cũng không chịu ngủ. đến ngày thứ ba, một mình nó cũng không biết từ nơi đó mua rất nhiều chậu hoa nhỏ ở bên trong trồng đều là phong tín tử trắng. chúng tôi vẫn không hiểu. sau đó mẹ của nó mới biết phong tín tử có thể giúp cho linh hồn người sống lại. có lẽ chính là ý nghĩa này. đã nhiều năm rồi, trong tòa biệt thự ở anh luôn có một khu đều trồng phong tín tử. có lúc nhìn gió thổi qua, những đóa hoa màu trắng nở rất đẹp luôn không nén được muốn nói cho đứa bé này biết, thật ra người nó cung kính nhất vẫn còn sống. Chấm ngoặc kép, đường Chí Long lại nhìn người trong hình, nước mắt giàn rụa. Trí Long, chấm ngoặc kép, trang tính vỗ ngẩng đầu lên, nhìn đường Chí Long khổ sở nói, đã nhiều năm rồi, tôi không thể đến thăm anh, tôi thật sự đáng chết, tôi càng không biết nhà các người sau khi xảy ra biến cố, ông cụ giấu chặt chuyện của các người. Nếu như tôi sớm biết khả hình còn nhỏ tuổi đã chịu tội như vậy, tôi nhất định bất chấp tất cả trở về. Đứa bé này rất đáng thương, chịu đựng không ít tội. Chấm ngoặc kép, đường trí long nhớ tới con gái, giữa các ngón tay có chút lạnh cứng, tay nắm hình, nhẹ rơi xuống, vài tấm hình rơi trên bàn. Trang tính vũ nhìn đường Chí Long khổ sở như vậy, ông lại nghi ngờ không hiểu nói, Trí Long, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì, tại sao ông cụ lại kiên quyết như vậy, muốn hai nhà chúng tôi nhất định phải tách ra tại sao phải nguyền rủa nắng như vậy? Rõ ràng anh rất thương yêu Hạo Nhiên, tại sao đến bây giờ muốn phản đối nó và Khả Hinh lui tới? Tôi bảo đảm với anh, ân oán đời trước đều đã qua, nếu như Khả Hinh có tình cảm đối với Hạo Nhiên nhà chúng tôi, tôi thề với anh, nhà họ Trang chúng tôi nhất định sẽ làm cho con bé hưởng thụ hạnh phúc sao quanh trăng sáng. Chấm than ngoặc kép, vẻ mặt đường Trí Long lộ ra buồn bã không lên tiếng. Trí Long, Trang tính vũ lại căng thẳng cầu khẩn, Nói, ông nhất định phải tin tưởng tôi, tôi có thể giúp ông giải quyết vấn đề này. Hiện tại chúng tôi giàu có sánh với một quốc gia, còn có chuyện gì khó khăn làm khó được chúng tôi. Đường Chí Long đột nhiên ủ rũ cười khổ, nước mắt tràn ra, mặt run rẩy khổ sở nói, thế giới này có lẽ có rất nhiều chuyện có thể thay đổi càn khôn, nhưng chỉ có sự thật xảy ra, chúng tôi cũng không thể làm được gì. Hai người bọn chúng không thể ở chung một chỗ, tuyệt đối không thể ở chung một chỗ. Hai đứa bé một là rượu đỏ, một hoa nho, tuyệt đối không thể ở chung một chỗ, trừ khi một người chết, một người lưu vong. Chấm than ngoặc kép. Chí Long, chấm than ngoặc kép, Trang Tính Vũ đột nhiên nhìn Đường Chí Long, đau lòng run rẩy nói y, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm cho anh nói ra lời kinh khủng như vậy. Hạo Nhiên nhà chúng tôi, đứa bé này rất hiếm có, vẫn rất thương yêu khả hinh, ngày hôm qua, lần đầu tiên người cha tôi đây nghe con trai nói ra lời rất thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, vì sợ nó bị thương, vẫn luôn thương nhưng không dám thương, nhưng nó cũng không có trách người cha tôi đây. Nhưng ngày ấy, tôi nhìn Khả Hinh đi theo thiên lỗi đi khỏi phòng ăn, còn tôi nói với tôi, tôi không thể đối xử với nó như vậy, tôi rất đau lòng. Chấm ngoặc kép, đường trí long ngẩng đầu lên nhìn Trang Tĩnh Vũ, kích động nói, hạo nhiên yêu Khả Hinh, vậy tâm ý của Khả Hinh thì sao? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Trang Tĩnh Vũ bất đắc dĩ nhìn ông. Bọn chúng không thể ở chung một chỗ, Khả Hinh mới vừa đã trải qua một đoạn tình cảm, đây bất quá là an ủi thôi. Chấm than ngoặc kép, đường trí long khổ sở nghiêng đầu nghẹn ngào nói, tôi tuyệt đối không thể để cho Khả Hinh cùng Hạo Nhiên ở chung một chỗ. Chấm than ngoặc kép, cho tôi một lý do đi, để cho tôi cư xử với hai đứa bé này. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trang tính vũ khổ sở nhìn đường trí long, kích động hỏi. Đường trí long cắn chặt răng, im lặng không lên tiếng, giống như nghe được nơi xa truyền đến tiếng khóc thê lương của trẻ nhỏ, hoa 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 gọi to. Ông chợt xua đi ký ức này, khổ sở nói, tìm được chai rượu đỏ kia. Nhất định phải tìm được chai rượu đỏ kia, có lẽ rất nhiều chuyện đều có bổ túc, chấm than ngoặc kép. Anh nói là, chấm ngoặc kép, trang tính vũ đột nhiên sững sờ, hỏi chai rượu đỏ không phải đã. Chấm ngoặc kép, không có, chấm than ngoặc kép, đường trí long trời sinh nhạy cảm, Giống như cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, ông khổ sở nói chủ tịch. Mau sớm tìm được chai rượu đỏ kia, liên quan đến vận mạng cả hoàn cầu. Chuyện của Khả Hinh, mọi người hãy quên đi. Đây là nhiệt trướng của nhà họ chú đường chúng tôi. Chấm than ngoặc kép. Chí Long, chấm than ngoặc kép, trang tính vũ cao giọng gọi ông, tại sao muốn như vậy? Nói ra đi, nói ra bí mật chúng ta cùng nhau giải quyết. Chấm than ngoặc kép. Không thể giải quyết, không thể giải quyết. Chấm than ngoặc kép. Đường Chí Long gấp gáp khóc nói, nếu như không phải vì con gái của tôi, sợ nó khổ sở coi thường mạng sống của mình, tôi cũng đã sớm chết cho rồi. Không thể giải quyết, tin tưởng tôi, dùng hết tất cả biện pháp, ngăn cản bọn họ. Tôi cầu xin ông, chủ tịch, chấm than ngoặc kép. Đường Chí Long lại chậm rãi đứng dậy, quỳ xuống đất, đầu cúi xuống dập đầu cốp 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 vang dội, nước mắt từng viên chảy xuống. Chí Long, chấm than ngoặc kép, trang tính vũ lập tức nhào tới trước mặt của ông, khổ sở đỡ ông dậy. Đường Chí Long ngẩng đầu lên, lệ nóng chảy xuống, nắm chặt cánh tay Trang Tĩnh Vũ, khổ sở nói, có đôi khi, cơ nghiệp một tập đoàn có thể sụp đổ, nhưng chúng ta là người khách sạn, nên hiểu một cơ nghiệp như vậy rất nhiều khó khăn mới chống đỡ được đến ngày hôm nay. Quan hệ đến sống chết của bao nhiêu người, quan hệ đến hai người tuổi trẻ luôn một lòng cống hiến cho đất nước quý báu biết bao nhiêu. Hạo nhiên và thiên lỗi đều là người gánh chuyện lớn trong tương lai. Tìm được chai rượu đỏ, Nhanh chóng giải quyết chuyện này, hơn nữa lúc điều tra kỹ, ông nhất định phải hứa với tôi, không thể để cho Hạo Nhiên biết. Nhất định không thể để cho cậu ấy biết." Chấm than ngoặc kép. Trang Tính Vũ nhìn Đường Chí Long chằm chằm. "Tin tưởng tôi, chủ tịch, tin tưởng tôi." Đường Chí Long lại sâu xa nói, "Khi còn bé, không phải Thiên Lỗi và Khả Hình có hôn ước sao? Cho nên duyên phận cũng không thể tin." Chấm than ngoặc kép. "Chuyện này." Chấm ngoặc kép. Trang Tính Vũ đột nhiên sững sờ nhìn đường trí long, nghĩ đến ông cũng không biết một đoạn tình cảm của con gái và thiên lỗi. Chủ tịch, xin vì hạnh phúc của khả hình mà tin tôi một lần đi. Nhất định phải ngăn cản bọn họ, nhất định, chấm than ngoặc kép, đường trí long lại đau lòng nói. Trang tính vũ nhìn đường trí long kiên trì như vậy, đột nhiên thở dốc nặng nề. Căn nhà trọ nhỏ. Ngày hôm qua đường khả hình đột nhiên quá bi thương, cho nên vẫn ngủ say chưa tỉnh dậy, nhã tuệ dương dương cầm điện thoại di động, nghĩ tới lời của cha mẹ, cô vẫn dối rắm không biết phải làm sao, rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì, khiến nhiều người bị khổ sở như vậy. Một cơn gió nhẹ thổi vào, truyền đến âm thanh lao sao. Một trang giấy trắng nhẹ nhàng bay theo gió, rơi vào trên thẻ nhân viên của Khả Hinh. Nhã tuệ nhàn nhạt nhìn thẻ nhân viên, hai mắt đột nhiên sáng lên, nghĩ tới trước kia chú đường cũng là nhân viên hoàn cầu, thậm chí khách sạn còn trưng bày lịch sử phát triển của 30 năm trước. Cô lập tức đứng lên, nhanh chóng nhắc túi sách, vừa xin nghỉ vừa vội vàng đi ra ngoài. Tòa nhà tổng công ty Hoàn Cầu. Tầng lầu 37, hành lang trắng tinh truyền đến âm thanh giày cao gót. Thư ký mỉm cười tiến lên, nói tài liệu trong kho này, chúng tôi chỉ mở ra cho một số ít lãnh đạo cấp cao, bên trong tất cả đều là bàn phím quang, hơn nữa là tài liệu cực kỳ bí mật, phải có mật mã cấp tổng giám đốc trở lên, cô muốn tìm hiểu phần mềm bên trong sao. À, chấm ngoặc kép, nhã tuệ đột nhiên dừng bước đứng ở trước cánh cửa kho cơ sở dữ liệu sửng sốt thư ký quay đầu cười nhìn cô nhã tuệ có một giọng nói truyền đến nhã tuệ xoay người lại nhìn thấy hai người tô lạc hoành và lâm sở nhai đang cười nói từ một cửa khác kho cơ sở dữ liệu đi ra ngoài trong tay cầm tài liệu rượu đỏ thi đấu hàng năm cô đột nhiên mỉm cười nhìn bọn họ nói hai vị phó tổng sao trùng hợp như thế đúng vậy chấm ngoặc kép lâm sở nhai đi về phía nhã tuệ mỉm cười hỏi, sao cô lại tới đây? Có chuyện gì sao? Tôi chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ đột nhiên sững sờ, ánh mắt sáng lên, nhìn hai người bọn họ nói tôi. Tôi muốn vào tra cứu một chút tài liệu, có thể nhờ hai vị phó tổng giúp một chuyện hay không? Dẫn tôi vào. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành ngạc nhiên liếc nhìn nhau. Tôi không rảnh, tôi hẹn cô gái ăn cơm trưa, để Lâm Sở Nhai giúp cô đi. Tô Lạc Hoành đột nhiên vươn tay vỗ bả vai Lâm Sở Nhai, liền cười đi khỏi. Lâm Sở Nhai không có cách nào, chỉ đành phải cười cười, sau đó gọi thư ký nói, cô đi trước đi, tôi dẫn quản lý lưu vào xem tài liệu một chút. Vâng, thư ký khẽ gật đầu, liền cung kính xoay người đi khỏi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 655